Người đàn ông này vừa dứt lời thì vô số những con sói đói được thả ra, chúng điên cuồng lao đến tấn công những cô gái, bọn họ sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Một số người vì kiệt sức nên đã buông xuôi để sói ăn thịt, còn một số khác thì bị mũi tên bắn trúng mà bỏ mạng. Hóa ra đây là trò chơi tiêu khiển của những kẻ có quyền lực. Sau lưng mỗi cô gái viết tên vị công tử nào thì tương ứng là nô tỳ của người đó. Ai là người sống sót cuối cùng dưới sự công kích của bầy sói và những tên công tử này thì sẽ là người chiến thắng. Yến Tuân và Nguyên Tung không đồng ý với cách chơi xem mạng người như cỏ rác này nên chỉ có thể bắn chết sói để cứu người. Hai cô gái này đang cố gắng đấu tranh để tìm sự sống thì một con sói hung dữ từ từ tiến lại gần Tóc Xoăn. Khi cô đang bất lực chờ chết thì Kinh Tiểu Lục cầm mũi tên trên đất lao đến đâm xuyên qua đầu con sói. Nhưng bỏ chạy chưa được bao lâu thì hai người lại gặp thêm một con sói khác. Tiểu Lục bảo Tóc Xoăn đi nấp đi, còn mình thì đi đánh lạc hướng con sói. Yến Tuân ra tay bắn chết con sói đang đuổi theo cô. Vũ Văn Hoài thấy vậy thì dương cung lên bắn Tiểu Lục nhưng đã bị cô né được. Điều này khiến cho lòng hiếu thắng của hắn ta càng dâng cao, hắn lại dương cung lên bắn cô lần nữa, nhưng vào thời khắc then chốt, Yến Tuân đã dùng mũi tên của mình thành công cản được mũi tên của Vũ Văn Hoài, hắn ta thấy vậy thì liền tỏ ra không vui. Còn bên này Tiểu Lục vừa thoát được một kiếp thì lại bị hai con sói bao vây, biết không thể trốn nữa nên cô quyết định liều mạng với bọn nó, nhưng rõ ràng là cô không phải đối thủ. Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, cô nhặt mũi tên trên đất và tận dụng địa hình đâm gục một con, điều này khiến con sói còn lại trở nên hung tợn từ từ tiến lại gần cô. Yến Tuân định ra tay tương trợ, nhưng mũi tên còn chưa được bắn ra, thì nhân lúc con sói đang bổ nhào tới, Tiểu Lục đã một tiễn đưa nó đi Tây Thiên. Thấy vậy gương mặt Yến Tuân hiện rõ vẻ tán thưởng, Vũ Văn Nguyệt thấy vậy thì lạnh lùng nói, chiến sĩ trời sinh, nhưng hành động này đã chọc giận Vũ Văn Hoài, hắn dẫn người đuổi theo các cô gái. Loại cảm giác giết người này khiến hắn vô cùng sảng khoái, còn Vũ Văn Nguyệt thì chỉ âm thầm đứng phía xa mà quan sát. Cuối cùng chỉ còn lại Kinh Tiểu Lục và Tóc Xoăn, lúc này thời gian một nén hương cũng đã hết, đồng nghĩa với trò chơi đã kết thúc. Nhưng Vũ Văn Hoài lại không tuân thủ luật chơi mà tiếp tục bắn ra một mũi tên, Tóc Xoăn đột nhiên buông tay Kinh Tiểu Lục ra. Khoảnh khắc cô xoay người lại thì Tóc Xoăn đã ngã xuống đất, Tiểu Lục vội vàng chạy tới thì Tóc Xoăn chỉ kịp nói một câu cảm ơn tỷ tỷ rồi đã nhắm mắt vĩnh viễn. Vũ Văn Nguyệt còn chưa tới nơi, nhưng người sống sót cuối cùng lại là nữ tỷ của anh. Sau đó tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn Yến Tuân ở lại. Tiểu Lục ôm thi thể Tóc Xoăn mà gương mặt thẫn thờ. Quan binh lại cưỡng chế tách họ khỏi nhau. Yến Tuân đi tới lấy chiếc kim bạc trên tóc Kinh Tiểu Lục xuống, qua đó chắc chắn được người cứu cô chính là Vũ Văn Nguyệt. Yến Tuân nổi hứng hỏi Kinh Tiểu Lục tên gì, nhưng còn lâu thì cô mới nói cho anh biết. Sở Kiều bị thương nặng được đưa về Hồng Sơn Viện, toàn bộ người nhà cô đều là nô bộc của gia tộc Vũ Văn trong thế giới loạn lạc giao tranh triền miên này. Chỉ có như vậy mới giữ được mạng sống, chị gái vì để chữa trị cho Sở Kiều bị thương nặng, chỉ đành chạy tới cầu xin vị đại quản gia thèm muốn mình đã lâu. Tống Đại Nương là nhân tình của đại quản gia thấy vậy thì không tránh khỏi có phần ghen tuông, bà ta lo sợ địa vị của mình sẽ bị lung lay, vì thế nổi cơn giận dữ đánh đập chị em nhà họ Kinh. Sở Kiều bị đánh thức bởi những tiếng kêu gào thảm thiết. Ngay sau đó cô dùng súng cao su bắn vào chân Tống Đại Nương, rồi đứng dậy giáo huấn cho bà ta một trận. Sau khi Tống Đại Nương ôm cục tức rời đi, đại tỷ phát hiện chiếc súng cao su trong tay Sở Kiều, bèn khuyên cô đừng bao giờ làm chuyện phạm thượng này nữa. Một khi không cẩn thận bị kẻ khác phát giác thì sẽ rất nguy hiểm, mỗi ngày đều có rất nhiều nữ tỷ phạm sai lầm bị đưa đến Cực Lạc Các để lão thái gia chơi đùa. Nơi này mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng may thay mấy chị em họ có thể chăm sóc lẫn nhau. Sở Kiều hiểu rõ con người quản gia, lo lắng đại tỷ sẽ bị ức hiếp bèn lén chế tạo ám khí, đối với cô người nhà mới là quan trọng nhất. Nhưng cô lại nghĩ quá đơn giản, chỗ dựa của quản gia là Vũ Văn Hoài một tay che trời ở nơi này, dù chỉ chạm vào sợi tóc của ông ta thì tất cả mọi người đều sẽ khó tránh khỏi cái chết. Ban đêm Vũ Văn Nguyệt nhận được tình báo do Điệp Chỉ Thiên Nhãn gửi tới, hóa ra việc trước đó Vũ Văn Nguyệt bị ám sát là do Vũ Văn Hoài làm. Nội bộ dòng họ Vũ Văn ngấm ngầm đấu đá, Tam phòng Hồng Sơn Viện cậy người đông thế mạnh có được sự tín nhiệm của hoàng thượng, Thanh Sơn Viện thân là đại phòng chỉ đành nhẫn nhịn chịu đựng. Còn Vũ Văn Nguyệt thì mang trên mình trách nhiệm cao cả phục hưng Thanh Sơn Viện. Hôm ấy tiệc sinh thần của Yến Tuân được tổ chức tại Vũ Văn gia. Quản gia lại trêu ghẹo đại tỷ, nhìn thấy cảnh này Sở Kiều bèn tìm đại một lý do dẫn đại tỷ rời đi, cũng vì thế mà khiến quản gia ghi hận trong lòng. Ông ta bèn mách tội Sở Kiều với Tống Đại Nương để khiến cô phải đi ra ngoài cửa làm đệm thịt, để cho các quý tộc tới tham gia yến tiệc dẫm lên người cô khi xuống ngựa. Vũ Văn Hoài căm hận thân phận cháu trai cả của Vũ Văn Nguyệt, bèn ra lệnh cho quản gia bỏ độc vào yến tiệc để hại Vũ Văn Nguyệt. Quản gia nhân lúc đại tỷ không chú ý bỏ độc vào bình rượu, sau đó bảo đại tỷ đi dâng rượu cho Vũ Văn Nguyệt. Một khi Vũ Văn Nguyệt bỏ mạng, vậy thì người dâng rượu chắc chắn sẽ bị giết chết. Vũ Văn Nguyệt vốn là người cẩn trọng lập tức phát giác ra rượu có vấn đề không thể uống. Vũ Văn Hoài không chịu buông tha bèn nhắc lại quy tắc, mỹ nhân dâng rượu nếu khách không uống thì giết mỹ nhân, như vậy bất kể có uống hay không thì đại tỷ đều sẽ chết. Mặc dù Vũ Văn Nguyệt là người tâm địa lương thiện, nhưng tuyệt đối sẽ không vì cứu một nô tỳ mà khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, bọn họ tính kế lẫn nhau, hoàn toàn không để tâm đến tính mạng của kẻ hạ nhân. Thời khắc mấu chốt Sở Kiều dùng súng cao su bắn đổ ly rượu, Vũ Văn Hoài thấy sự việc bị Sở Kiều phá hỏng thì vô cùng tức giận, hạ lệnh giết chết Sở Kiều ngay lập tức. Yến Tuân nhận ra Sở Kiều chính là cô gái trên trường săn hôm trước. Bèn nói đỡ rằng không muốn nhìn thấy cảnh chém giết trong ngày sinh thần của mình. Anh lấy thẻ bài của mình ra, một mặt là hoa văn rồng, một mặt là chữ triện.
ném lên trên không trung để Sở Kiều đoán xem mặt nào sẽ hướng lên trên. Sở Kiều nhìn thấy ám hiệu của Yến Tuân, nhờ thế thành công thoát được cái chết, nhưng cô vẫn bị treo ngược lên. Mặc dù Vũ Văn Nguyệt hoàn toàn không tán thành với hành động khinh suất của Sở Kiều, thế nhưng vẫn ra lệnh thả cô xuống. Quản gia không dám chọc vào Vũ Văn Nguyệt, vì thế bèn trút toàn bộ giận dữ lên đầu Sở Kiều. Ông ta và Tống Đại Nương thương lượng đưa Sở Kiều vào Cực Lạc Các, nhưng kết cục của những cô gái bị đưa vào đó là đều sẽ bị hành hạ đến chết dưới tay lão thái gia. Thấy không có cách nào trừ khử được Vũ Văn Nguyệt, Vũ Văn Hoài bèn ra tay với Vũ Văn Trước của Thanh Sơn Viện. Vũ Văn Trước không chút phòng bị bị trùng độc cắn phải, dẫn đến thất khiếu chảy máu, ngũ ca thân là kẻ hầu hạ trở thành con dê thế tội. Vũ Văn Nguyệt mất đi ông nội đau khổ phẫn uất, bèn dùng kiếm đâm xuyên ngực ngũ ca. Sở Kiều muốn ngăn cản chuyện này nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Vũ Văn Hoài vì muốn chính mắt xác nhận cái chết của Vũ Văn Trước, bèn đi tới linh đường yêu cầu mở quan tài kiểm tra thi thể. Vũ Văn Nguyệt tìm đủ mọi cách để ngăn cản nhưng không thành, nhất thời linh đường biến thành nơi giao tranh khốc liệt. Hai người lao vào đánh đấm, Vũ Văn Nguyệt tung ra chiêu thức khác lạ khiến Vũ Văn Hoài khó có thể ngăn chặn, nhưng nhờ vào thanh kiếm sắc bén trong tay mà miễn cưỡng cầm cự được. Hai người nhất thời khó phân thắng bại. Lúc này Quý Phi Nương Nương chạy tới can ngăn. Nương Nương trước nay vẫn luôn rất tán thưởng Vũ Văn Nguyệt, bà của trách hành động gây rối của Vũ Văn Hoài, đồng thời nói với Vũ Văn Nguyệt tình cảnh của anh bây giờ vô cùng nguy cấp, chỉ có khởi động lại Điệp Chỉ Thiên Nhãn thì mới có thể giành được sự tín nhiệm của hoàng thượng, hoặc là tận dụng nó hoặc là diệt cỏ tận gốc. Tin dữ liên tục kéo tới cùng lúc, Tống Đại Nương dự định hôm nay sẽ đưa Sở Kiều vào Cực Lạc Các. Tam lão thái gia trời sinh có tính háo sắc, mỗi ngày đều phải chơi đùa cùng rất nhiều tỷ nữ bị chọn chúng chắc chắn sẽ chết. Đại tỷ âm thầm quyết định đi tới Cực Lạc Các thay Sở Kiều. Các cô gái sau khi nhìn thấy áo quần đẹp mắt liền quên hết tất những điều đáng sợ đang chuẩn bị xảy đến. Cho đến khi Tam lão thái gia xuất hiện, mọi người mới thấy sợ vội vã trốn đi. Tam lão thái gia giết chết từng người một. Đại tỷ muốn nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy, nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi. Cái chết của đại tỷ và ngũ ca khiến Sở Kiều hiểu được, chỉ có nhờ cậy vào thế lực của Vũ Văn Nguyệt thì mới có thể giúp mình và các em được sống tiếp, chỉ có vào Thanh Sơn Viện mới có thể tránh được móng vuốt của Vũ Văn Hoài. Sở Kiều hạ quyết tâm tham gia cuộc tuyển chọn nữ tỳ hầu hạ Vũ Văn Nguyệt, nhưng cô chỉ là tỳ nữ có địa vị thấp kém nhất nên căn bản không có tư cách tham gia cuộc tuyển chọn này. Do đó cô đành quỳ trước phòng Vũ Văn Nguyệt 3 ngày 3 đêm. Vũ Văn Nguyệt suy đi nghĩ lại cuối cùng đồng ý cho cô tham gia cuộc tuyển chọn. Hôm thi tuyển, Sở Kiều ngó lơ toàn bộ ánh mắt của mọi người, cứ thế đi thẳng vào Thanh Sơn Viện. Điều này khiến những người ở đó tỏ vẻ xem thường. Cẩm Trúc, người vẫn luôn đem lòng mến mộ Vũ Văn Nguyệt, thấy vậy thì định đi tới giáo huấn Sở Kiều, mặc dù Sở Kiều không biết võ công. Nhưng với thân thủ nhanh nhẹn của mình, cô đã khiến Cẩm Trúc bẻ mặt trước mọi người. Cô ta ghi hận muốn trả thù Sở Kiều trong lúc tuyển chọn. Yêu cầu đối với cuộc tuyển chọn của Vũ Văn Nguyệt rất cao. Yêu cầu tỳ nữ phải biết pha trà, hầu hạ giấy mực và phải biết chơi cờ. Người không đạt 2 trong 3 yêu cầu sẽ mất tư cách dự thi. Mà ba thứ này Sở Kiều hoàn toàn không biết gì hết. Cô gái đối đầu trong vòng đầu tiên nhận ra Sở Kiều không biết chơi cờ, vì thế bèn giở trò gian lận thắng được cuộc đấu. Vòng thứ hai là pha trà, Sở Kiều chỉ đành ngồi quan sát cách người khác pha trà trước. Cô biết rõ để pha được trà ngon thì phải có nước tốt, vì thế bèn chạy đi lấy nước giếng tươi mát, còn dùng cả lá thanh thảo để điều hòa hỏa khí có trong nước giếng. Hành động cẩn thận tỉ mỉ này của cô đã giúp cô giành được sự tán thưởng từ Vũ Văn Nguyệt. Vòng thứ ba yêu cầu phải ghi nhớ và viết lại không sai một chữ đoạn kinh Phật chữ Phạn. Sở Kiều không biết chữ, ngay cả cách cầm bút cũng không biết, nhưng nhờ vào khả năng ghi nhớ như hách của mình, cô đã thành công chép lại toàn bộ bản kinh văn đó. Biểu hiện của cô quá đỗi xuất sắc khiến Cẩm Trúc rất đố kỵ, bèn chất vấn Sở Kiều là người không biết chữ, chắc chắn cô đã chép bài của ai đó. Vũ Văn Nguyệt vì để đập tan nghi ngờ của mọi người nên đã yêu cầu Sở Kiều viết ra tên của mình. Sở Kiều vốn thông minh, liền lấy chiếc châm cài có khắc tên mình rồi nhúng vào nguyên mực, sau đó ấn lên trên bản kinh văn vừa chép để đánh dấu. Sự thông minh của cô khiến Vũ Văn Nguyệt rất hài lòng. Sau quá trình so tài, Sở Kiều thành công giành được vị trí tỷ nữ hầu hạ Vũ Văn Nguyệt. Vũ Văn Nguyệt vì để thăm dò bèn đưa dao cho Sở Kiều và bảo cô cạo râu giúp mình. Sở Kiều rất muốn báo thủ cho ngũ ca, nhưng lại sợ liên lụy đến các em nên đành từ bỏ cơ hội này. Vì thấy cái tên Sở Kiều nghe không hợp tai nên Vũ Văn Nguyệt đã đổi tên cô thành Tinh Nhi. Tinh Nhi biết trở thành tỳ nữ thì sẽ mất đi sự trong trắng, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Vừa hay Vũ Văn Nguyệt cũng là người sáng nắng chiều mưa, anh dùng canh hương khiến Sở Kiều rơi vào hôn mê. Để ngăn nội gián phát hiện ra, anh còn bắt con vẹt mô phỏng những âm thanh nóng bỏng suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau khi Tinh Nhi giặt ga giường xong, thì Cẩm Trúc lại dẫn người đến làm loạn. Thấy có người bắt nạt muội muội của mình, Tinh Nhi đương nhiên sẽ không trơ mắt đứng nhìn. Chỉ với vài pha cơ bản mà Vũ Văn Nguyệt đã dạy mình, Tinh Nhi đã nhanh chóng chế ngự bọn họ. Sau đó cô còn không quên giáo huấn Cẩm Trúc mấy câu. Nhưng cô ta lại giở trò đánh lén, đúng lúc nguy cấp thì Nguyệt công tử xuất hiện cứu Tinh Nhi. Cẩm Trúc thấy vậy thì đổ hết tội lỗi lên đầu Tinh Nhi, nhưng cô ta làm sao qua mắt được Vũ Văn Nguyệt, thế là ngài ấy lấy cớ trừng phạt Tinh Nhi đưa cô đến mật thất, nhưng thực chất là để huấn luyện cô. Nguyệt công tử đưa cho Tinh Nhi một giỏ đá, sau đó đẩy cô vào bên trong cơ quan, bốn cái đầu báo ở bốn phía liên tục bắn ra những mũi tên không đầu. Cô cần phải liên tục né tránh hoặc dùng đá để phản kích lại, việc này không chỉ giúp rèn luyện năng lực phản ứng, còn giúp rèn luyện thính lực và nhãn lực. Tinh Nhi miễn cưỡng vượt tránh né được mũi tên, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị bắn trúng.
sau một nén hương cửa cơ quan mở ra, ngay khi cô tưởng rằng cuộc trừng phạt đã kết thúc, Vũ Văn Nguyệt lại ra lệnh cho Nguyệt Thất mở 6 cái đầu báo. Nói xong anh bèn rời đi trước, đắc tội với vợ tương lai xong bỏ chạy quả đúng là thông minh. 6 cái đầu báo đã được khởi động, nhưng Tinh Nhi chỉ có thể dùng 2 hòn đá chặn được 2 mũi tên, những mũi tên khác đều bắn trúng vào người cô. Nguyệt Thất dạy cô ném đá cũng phải khéo nhanh chuẩn, nếu không thì những mũi tên này thật sự sẽ biến thành hình phạt. Tinh Nhi đáng thương bị nhốt ở nơi này luyện tập một mình, bị mũi tên bắn trúng khiến cả người bầm dập, nhưng vì để báo thù cô buộc phải nhẫn nhịn chịu đau tiếp tục tập luyện. Bên này Vũ Văn Nguyệt thì ung dung nằm trên giường ngủ, đúng lúc này Yến Tuân Thế Tử lại tới tìm anh. Lúc này Yến Tuân giống như mặt trời tỏa ánh sáng chói lóa, trong số các công tử anh là người được tự do vui chơi nhất. Thấy Vũ Văn Nguyệt còn đang ngủ, anh bèn nhảy thẳng lên giường đối phương, hai người chẳng nói chẳng rằng lao vào động thủ. Mục đích Yến Tuân tới đây rất rõ ràng, anh muốn gặp cô nàng Tinh Nhi. Đương nhiên Vũ Văn Nguyệt không đồng ý, trong mắt anh Tinh và Nguyệt mới là một đôi. Lúc này thuộc hạ tới thông báo 3 canh giờ đã hết, họ đi tới mật thất để kiểm tra. Tinh Nhi lúc này đã có thể đối phó với 6 cái đầu báo một cách dễ dàng, cô quấn tất cả mũi tên lại với nhau, sau đó tung cao lên không trung, vốn tưởng rằng đã vượt qua cửa ải, ai ngờ Vũ Văn Nguyệt lại yêu cầu mở 8 cái đầu báo, đồng thời cho Nguyệt Thất đi tới làm mẫu trước, thực ra là muốn để Tinh Nhi nghỉ ngơi chốc lát. Nguyệt Thất là đệ nhất cao thủ dưới trướng Vũ Văn Nguyệt, 8 cái đầu báo hoàn toàn không là gì với anh, chỉ sau mấy phút đã xử lý xong xuôi. Tinh Nhi lại quay trở lại cơ quan, 8 cái đầu báo nhìn thì có vẻ chỉ là thêm 2 cái, nhưng độ khó lại tăng lên gấp mấy lần, Tinh Nhi căn bản không thể chống đỡ được, cuối cùng bị đánh thê thảm đến độ phải có người đỡ về phòng. Trong cơn mê cô lại mơ thấy mẹ mình, con hãy nhớ người duy nhất con có thể dựa vào chỉ có bản thân con thôi. Có ngã thì cũng phải tự đứng lên, hôm sau cô chủ động đi tới mật thất, thế nhưng kết quả vẫn là không thể ứng phó được. Lúc này cô bỗng nhớ lại cảnh tượng mẹ huấn luyện mình hồi còn nhỏ, những việc này đối với cô trước đây rất đơn giản. Quả nhiên ngay sau đó Tinh Nhi giống như được thức tỉnh, cuối cùng cũng có thể đối phó với mũi tên bắn ra từ 8 phía, Vũ Văn Nguyệt đứng ở bên cạnh lộ ra biểu cảm hài lòng. Nhưng trong lòng Nguyệt Thất lại cảm thấy có điều bất ổn, Nguyệt công tử đưa ra hình thức trừng phạt cho ngày mai. Hôm sau Tinh Nhi đứng một chân trên cây cọc gỗ, Nguyệt công tử thì ngồi dưới thổi sáo. Tinh Nhi mất kiên nhẫn hỏi đây có phải là cửa cuối cùng hay không, công tử lại dùng một quả táo đỏ đánh ngã cô xuống dưới, sau đó bèn bế cô lên đặt lộn ngược trên cây cọc gỗ, hai tay còn đặt ở vị trí tương đối nhạy cảm. Sau đó Vũ Văn Nguyệt bắt đầu màn biểu diễn kiếm pháp trước mặt Tinh Nhi, Tinh Nhi cũng vì vẻ đẹp ấy mà rơi xuống cột. Khi Vũ Văn Nguyệt bảo cô học kiếm pháp theo mình, Tinh Nhi bởi vì quá mệt mỏi mà ngất lịm đi, buổi tối Cẩm Trúc lại lén lút gặp mặt Chu quản gia. Cẩm Trúc cũng không phải kẻ ngốc, biết rằng Nguyệt công tử đang lấy danh nghĩa trừng phạt để huấn luyện Tinh Nhi, điều này chứng minh sau này Nguyệt công tử sẽ trọng dụng cô ấy. Chu quản gia bèn ra lệnh cho Cẩm Trúc tiếp tục thăm dò Tinh Nhi, người chống lưng cho Chu quản gia là Vũ Văn Hoài, có chỗ dựa là ông ta, Cẩm Trúc nhanh chóng lấy lại sự tự tin. Hôm sau bèn yêu cầu Tinh Nhi giặt quần áo giúp mình, nhưng khi nghe tiểu thất lầm bầm mấy câu, Cẩm Trúc liền động tay động chân, không ngờ là Tinh Nhi lại biết thái cực, nên ngay lập tức Cẩm Trúc đã ăn một gáo nước lạnh, nhưng cô ta vẫn không cam tâm, lại nhào về phía Tinh Nhi lần nữa, ngay khi hai người sắp sửa môi chạm môi. Cẩm Trúc lại đá một cước nhưng bị Tinh Nhi né được, Tinh Nhi thuận thế chạy về phía khác, Cẩm Trúc lấy đà bay lên không trung, tiếp tục chơi đòn bẩn tung ra ám khí, may là cô đã nhanh chóng né được, Tinh Nhi nhặt sợi dây thừng lên làm vũ khí. Cuộc đại chiến giữa dây thừng và miếng vải nổ ra, cuộc chiến phá nhà vẫn đang tiếp tục, Cẩm Trúc đá chân lập tức bị Tinh Nhi dùng dây thừng chặn lại. Nhân cơ hội đó Tinh Nhi trói chặt chân cô ta lại, rồi treo lên làm cá muối. Đúng lúc này Nguyệt Thất đi tới, Cẩm Trúc nhanh chóng mở miệng cáo trạng, nhưng Nguyệt Thất lại tỏ rõ thái độ thiên vị Tinh Nhi, chỉ bảo cô đi pha trà cho công tử. Chẳng thèm để ý đến Cẩm Trúc nằm ở đó, sau đó còn tới báo cáo tình hình cho công tử biết. Nói rằng Tinh Nhi đã có thể tự mình xử lý được Cẩm Trúc, hoạt động huấn luyện trong khoảng thời gian này đã phát huy hiệu quả, nhưng tốc độ tiến bộ nhanh như vậy là điều trái với lẽ thường. Trừ trường hợp từ nhỏ cô ấy đã được huấn luyện nghiêm ngặt, đồng thời có nền móng vững chắc, họ bắt đầu nảy sinh mối nghi ngờ về thân phận của Tinh Nhi. Nguyệt Thất đã ra lệnh cho Nguyệt Vệ đi điều tra lai lịch của Tinh Nhi, nhưng Vũ Văn Nguyệt lại chẳng hề để tâm điều đó, cho rằng cô hiện giờ không phải mối nguy hại. Vì để khơi dậy nhiều tiềm năng của Tinh Nhi hơn nữa, anh quyết định thêm chút thử thách. Hôm sau Nguyệt công tử cho gọi tất cả người làm, tháo chiếc chuông sắt của Tinh Nhi xuống ngay trước mặt mọi người, sau đó mở một chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc chuông bạc, lại còn đích thân cài nó lên cho Tinh Nhi. Nhìn thấy hành động kỳ lạ này của Vũ Văn Nguyệt, Tinh Nhi hoang mang chả hiểu gì, nhưng cô không biết rằng chiếc chuông bạc này là do đích thân Nguyệt công tử thức đêm làm cho mình. Nhìn thấy cảnh này, Cẩm Trúc hai mắt trợn trừng. Sau đó Nguyệt Thất lại còn ném thêm một mồi lửa nữa vào, Cẩm Trúc mau dọn ra khỏi phòng của cô. Bây giờ nó thuộc về Tinh Nhi cô nương, Cẩm Trúc nghe vậy thì lập tức phản đối, còn nói mình là người do Thái phu nhân tam phòng đưa tới, không ai có thể cướp phòng của cô ta. Nguyệt Thất nghe vậy thì rất tức giận, nhưng vì nể mặt Thái phu nhân nên anh đành bỏ qua, sau đó cảnh cáo cô ta nên biết thân biết phận. Sau này phòng của công tử chỉ có chuông bạc mới được quét dọn, phòng ngủ chỉ có một mình Tinh Nhi cô nương được phép ra vào. Điều này khiến Cẩm Trúc vô cùng không phục, nhưng cô ta cũng chỉ đành bất lực. Thế nhưng Nguyệt Thất cũng có phần hoài nghi cách công tử tăng thêm thử thách cho Tinh Nhi, nhưng Nguyệt công tử nói rằng
Áp lực lớn nhất chính là cho cô ta may mắn mà cô ta không thể gánh vác nổi, để cô ta phải gánh chịu sự ngưỡng mộ và đố kỵ của mọi người. Quả nhiên những gì anh nói không sai, Tinh Nhi đi tới đâu cũng bị xỉa sói và sỉ nhục. Khi cô hỏi mật ong ở đâu thì chẳng ai thèm trả lời cô. Vì thế cô chỉ đành tự mình đi tìm. Lúc này một nô tỳ tốt bụng bưng ghế tới cho cô. Nhưng sau khi Tinh Nhi dẫm lên ghế thì chiếc ghế bỗng gãy sập xuống. Nhìn bề mặt vết gãy thẳng đuột, cô biết có người đã giở trò phía sau. Cô chất vấn là ai đã làm việc này nhưng chẳng ai đáp lời cô. Cô biết nếu như không tạo dựng được uy tín, vậy thì sau này chuyện như vậy vẫn sẽ xảy ra. Nhưng cô cũng biết đám người bọn họ thực ra đều rất đáng thương. Họ làm như vậy chẳng qua chỉ là vì sợ bị bắt nạt. Bên này Yến Tuân Thế Tử mời Nguyệt Công Tử đi chơi mã cầu. Nguyệt Công Tử cũng mau chóng đồng ý lời mời này. Thấy vậy Yến Tuân liền muốn anh gọi Tinh Nhi đến để đi cùng. Nhưng Nguyệt Công Tử lại nhìn Yến Tuân với vẻ mặt khó chịu. Yến Tuân nhìn bộ dạng nhỏ nhen của Vũ Văn Nguyệt, chỉ đành nói mình sẽ tặng con hãn tuyết bảo mã cho anh. Còn anh hãy cho mình mượn Tinh Nhi để trợ uy, nhưng Nguyệt Công Tử lại từ chối anh một cách thẳng thừng. Còn Tinh Nhi thì được huấn luyện ở mọi nơi, ngay cả khi đang đi đường bình thường cũng bị đánh lén. Tuy đã đỡ được bình hoa, nhưng lại làm nước bắn lên người Nguyệt Công Tử. Nhưng Tinh Nhi nào biết, Nguyệt Công Tử cố ý để nước đổ lên người, rồi bắt cô lau khô cho mình. Nhưng lau một hồi thì khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Thấy vậy Nguyệt Công Tử liền ngại ngùng đứng dậy. Lúc này Cẩm Trúc đã dọn dẹp suốt 3 ngày nhưng vẫn chưa chuyển đi. Tinh Nhi cầm hành lý tới hỏi thì Cẩm Trúc lại giật lấy của cô, rồi lấy ra một miếng ngọc trong đó nói. Một con tiện tì bé nhỏ như cô mà cũng dám có ý dùng thứ này sao? Tinh Nhi không nói nhiều cướp lấy miếng ngọc đập vỡ nó. Sau đó cảnh cáo cô ta, lần sau nếu còn có ý vu oan hãm hại tôi thì nên động não trước đi đã, đừng mãi giống như một con heo trang điểm lộng lẫy. Nói xong Tinh Nhi liền ném hòm đồ của cô ta ra ngoài, nhưng lại vô tình nhìn thấy một thứ đồ quen thuộc trong đó, đêm hôm ngũ ca chớt. Chiếc găng tay ra người hung thủ đánh rơi mà Tinh Nhi nhìn thấy, bây giờ lại xuất hiện trong hòm đồ của Cẩm Trúc. Chẳng lẽ người phụ nữ bịt mặt đó chính là Cẩm Trúc? Tinh Nhi hoài nghi Cẩm Trúc có liên quan đến cái chết của Ngũ Ca. Bên này sau khi ra ngoài, Cẩm Trúc chạy tới gặp mặt Vũ Văn Hoài, nói mình thực sự không thể đối phó được với Tinh Nhi. Thỉnh cầu Vũ Văn Hoài trừ khử Tinh Nhi giúp mình, Vũ Văn Hoài dặn dò Cẩm Trúc trở về đợi mệnh lệnh. Bên này Nguyệt Thất cũng đã điều tra ra thân phận của Tinh Nhi, 3 năm trước cô ấy tới kinh gia. Nhưng thân phận trước thời điểm đó lại không thể nào tra ra được. Nguyệt Thất nhớ đến việc một năm trước Lạc Hà bị giết còn con gái thì mất tích. Anh quả thật rất thông minh. Tinh Nhi chính là con gái của Lạc Hà Phong Vân lệnh chủ Sở Kiều. Thế nhưng anh chỉ đặt nghi vấn mà thôi. Trên đời này lấy đâu ra chuyện trùng hợp như vậy cơ chứ? Hôm sau trong lúc các công tử chơi mã cầu thì Hoàng thượng đột nhiên triệu tập họ vào cung gấp. Tướng quân nói với họ, cha của Yến Tuân Định Bắc Hầu Yến Thế Thành đã đánh bại Nhu Nhiên ở biên giới, đồng thời đạt được thỏa thuận với thủ lĩnh Nhu Nhiên. Đối phương đồng ý vĩnh viễn sẽ không dẫn quân xâm phạm bờ cõi. Yến Tuân nghe vậy rất đỗi tự hào. Nhưng trên gương mặt Vũ Văn Nguyệt lại hiện lên vẻ buồn bã, phải biết rằng vấn đề Nhu Nhiên ở biên cương đã tồn tại rất nhiều năm, bây giờ lại bị Định Bắc Hầu dẹp yên. Địa vị của ngài ấy trong lòng dân đã uy hiếp đến Hoàng thượng, quả nhiên Hoàng thượng đã đưa cho Vũ Văn Hoài một mật chỉ. Bảo hắn đi điều tra chứng cứ mưu phản của Định Bắc Hầu, nhưng điệp chỉ thiên nhãn và binh phù đều nằm trong tay Vũ Văn Nguyệt, hắn ta có muốn tra thì cũng lực bất tòng tâm, vì thế buộc phải nghĩ cách trừ khử Vũ Văn Nguyệt trước. Vì mắc chứng hàn bẩm sinh nên mỗi năm anh đều phải bế quan 3 tháng, bọn họ định ra tay vào thời gian đó, lợi dụng Tuyết Ngọc Cẩu để kích thích chứng hàn của Vũ Văn Nguyệt, đồng thời liên lạc với đệ nhất sát thủ trên giang hồ là Vãng Sinh Doanh, nhân cơ hội này lật đổ hoàn toàn Vũ Văn Nguyệt. Hôm sau trong lúc Tinh Nhi rót trà cho công tử, thì cho dù cô có pha kiểu nào thì vẫn bị công tử trách mắng. Tinh Nhi thấy vậy thì rất tức giận, cô pha ra hẳn 10 cốc trà cùng lúc, để xem người uống thấy cái nào ngon thì uống cái đó. Nguyệt công tử thấy vậy thì cũng cạn lời, đây mà là thái độ phục vụ của một nô tỳ sao? Sau đó anh lấy ra một bức họa cho Tinh Nhi xem, cô liền nói mỹ nữ Tây vực. Nguyệt công tử bèn xoay ngược bức họa lại, mỹ nữ lập tức biến thành một ông già. Nguyệt công tử muốn nói với Tinh Nhi rằng có lúc thứ mắt nhìn thấy chưa chắc đã phải là thật, quan trọng nằm ở việc người khác muốn ngươi nhìn thấy cái gì. Năng lực của ngươi có thể khiến ngươi nhìn thấy cái gì? Nguyệt công tử đang giải thích về cái chết của Ngũ Ca cho Tinh Nhi. Tinh Nhi thông minh cũng đã đoán ra, liên tưởng đến chiếc găng tay ra người kia, cô cảm thấy cái chết của Ngũ Ca không hề đơn giản như những gì mình thấy. Có lẽ Vũ Văn Nguyệt giết Ngũ Ca là vì có nỗi khổ riêng. Hôm sau trong lúc Vũ Văn Nguyệt đang luyện nỏ, bỗng nhận ra Tinh Nhi đang ở ngay sau, nên anh lập tức đổi thành hàn băng tiễn. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Tinh Nhi nhớ lại cảnh tượng ở trường săn trước đó, mũi tên đã cứu cô giống hệt với loại của Nguyệt công tử. Hóa ra anh cũng không xấu giống như trong tưởng tượng của cô. Cô đi tới hỏi anh có phải đã cứu mình hay không. Nhưng còn lâu thì anh mới nói cho cô biết. Rất nhanh đã tới ngày Vũ Văn Nguyệt bế quan. Sát thủ của Vãng Sinh Doanh cũng đã sẵn sàng. Chu quản gia giao Tuyết Ngọc Cẩu cho Cẩm Trúc, bảo cô ta nghĩ cách đưa nó tới bên cạnh Vũ Văn Nguyệt. Ngay khi cô ta sắp tiến đến gần thì bị Tinh Nhi chặn lại. Công tử đã có lệnh, những người chưa được cho phép xông vào nội viện giết không thương tiếc. Cẩm Trúc giải thích đây là quà do Thái phu nhân Tam phòng đưa tới, nói thứ này có tác dụng đối với việc bế quan của Nguyệt công tử. Tinh Nhi ít nhiều vẫn có phòng bị với cô ta, bèn quyết định tự mình đem vào. Nhưng Cẩm Trúc lại nói người không có nội công ôm thứ này, hàn khí xâm nhập lục phủ ngũ tạng ắt sẽ bỏ mạng. Nói về nội công ở đây không có ai cao bằng Tinh Nhi. Sau khi Tinh Nhi ôm Tuyết Ngọc Cẩu đi được một lúc, bỗng nhiên cảm thấy cả người lạnh toát, nhưng trong cơ thể lại có một ngọn lửa chống chọi lại với cơn lạnh đó.
Lúc này người của Điệp Chỉ Thiên Nhãn bị sát thủ của Vãng Sinh Doanh bao vây, người đó lập tức bắn pháo phát tín hiệu, Nguyệt Thất lập tức triệu tập người đến ứng cứu, nhưng họ đã trúng kế Dương Đông kích Tây. Hàng phòng ngự của Thanh Sơn Viện trở nên lỏng lẻo. Lúc này Tiểu Thất lại đi thả một bầy rắn độc ra vườn, cô muốn báo thù cho Ngũ Ca. Bên này khi Nguyệt Thất tới nơi thì phát hiện Điệp Giả đã chết, thấy đã bị trúng kế, họ ngay lập tức quay lại Thanh Sơn Viện. Mà lúc này đám sát thủ đã trà trộn vào bên trong, dễ dàng giải quyết được hai nguyệt vệ đang tuần tra. Cơn đau trên người Tinh Nhi càng lúc càng thêm dữ dội, dường như có một sức mạnh to lớn nào đó sắp sửa bộc phát, cảnh tượng lúc nhỏ lại hiện lên trong đầu. Còn Nguyệt công tử thì hoàn toàn không hề hay biết gì về chuyện xảy ra bên ngoài. Lúc này có mấy con rắn độc đã bò vào phòng của anh. Hóa ra Cẩm Trúc đã sớm biết kế hoạch thả rắn độc của Tiểu Thất, vì thế bèn để sẵn một số loại thực vật thu hút rắn trong phòng công tử. Lúc này sát thủ cũng đã tới trước phòng Nguyệt công tử. Nguyệt Thập Tam nghe thấy tiếng động thì dẫn người đến oánh nhau với bọn họ. Tinh Nhi lúc này đã đi tới bờ vực bùng nổ, còn rắn độc cũng đã trèo lên giường công tử. Tinh Nhi nghe thấy tiếng động lập tức tỉnh lại, Vũ Văn Nguyệt cũng đã bị đánh thức bởi tiếng kêu của con vẹt, nhưng anh lúc này quá yếu. Ngay cả việc vung kiếm cũng mất rất nhiều sức, Tinh Nhi vội vã xông vào phòng, sức mạnh trong cơ thể sắp sửa bộc phát, đám sát thủ cũng đã tới trước cửa phòng, chúng lặng lẽ tiến sát lại gần, nhưng còn chưa kịp ra tay. Sức mạnh trong người Tinh Nhi đã bộc phát hoàn toàn, cứ thế đám sát thủ bị giải quyết trong nháy mắt. Tinh Nhi lạnh lùng nhìn Vũ Văn Nguyệt dáng vẻ yếu ớt, cô từ từ tiến lại gần phía anh, đây chính là cơ hội rất tốt để trả thù. Cô tóm lấy tay Nguyệt công tử yếu ớt chẳng thể chống cự nổi, thanh bảo kiếm trong tay cứ thế bị Tinh Nhi cướp đi mà chẳng thể làm gì được. Tinh Nhi vung kiếm lên nhắm về phía anh, trong đầu nhớ lại cảnh tượng Ngũ Ca bị anh giết hại, Tinh Nhi vung kiếm chuẩn bị đâm về phía Nguyệt công tử. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn không thể ra tay được, Tinh Nhi bất lực ngã khuỵu xuống đất, cắt cổ tay Nguyệt công tử để đẩy máu độc ra. Lúc này Nguyệt Thất cũng đã về tới nơi, mau chóng vung kiếm xử lý đống rắn. Vũ Văn Nguyệt không quan tâm sống chết của mình mà bất chấp trị thương cho Tinh Nhi. Nhìn Tinh Nhi nằm trong lòng mình, Nguyệt công tử đã buông bỏ phòng bị với cô. Ban đêm sau khi đại phu thăm khám cho anh xong, báo với anh rằng sức khỏe không có vấn đề gì lớn, chỉ cần bôi thuốc khử độc rắn là khỏi. Sau đó đại phu nói cho họ biết về tác dụng của tuyết ngọc cẩu, trong miếng ngọc này có vật cực hàn, chỉ có người có nội công mới không bị hàn độc làm hại, nếu như người bình thường chạm vào nó, hàn độc sẽ xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Công tử nghe xong càng thêm lo lắng cho an nguy của Tinh Nhi, bèn mời đại phu đến khám cho cô. Nhưng khi đại phu nhìn thấy chuông bạc trên đầu Tinh Nhi, lập tức quỳ xuống tỏ ý không muốn chữa trị cho cô. Tại hạ tốt xấu gì cũng là một sĩ tộc, mặc dù đã sa sút nhưng vẫn chưa đến mức phải chữa trị cho nô tỳ. Nguyệt công tử hà cớ gì phải sỉ nhục ta như vậy, nói xong bèn đứng dậy định rời đi. Nhưng Nguyệt công tử lại nói, hôm nay ta có thể khiến thành Trường An bớt đi một sĩ tộc, nhiều thêm một tên nô lệ. Nguyệt công tử mạnh mẽ quyết đoán, đại phu chỉ đành ngoan ngoãn bắt mạch cho Tinh Nhi, bảo rằng nữ nhân này mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng bên trong cơ thể lại ẩn giấu nội công thâm hậu đáng sợ. Đại phu nói có lẽ cô đã bị ngoại lực lớn đả thương, nên mới khiến nội lực bị phong bế bên trong cơ thể không cách nào thi triển, nhưng một khi nó bộc phát ra ngoài, vậy thì với năng lực hiện tại của cô căn bản không thể kiểm soát được. Nguyệt Thất vội hỏi làm thế nào để chữa trị. Đại phu nói phải có người dùng nội công cực hàn thâm hậu giúp cô áp chế ngọn lửa bên trong. Nguyệt công tử thầm nghĩ sao ông không gọi thẳng tên tôi luôn cho rồi. Nguyệt Thất biết công tử muốn cứu Tinh Nhi nên đã ra sức ngăn cản, nhưng trái tim của anh đã sớm đem dâng cho cô rồi. Sau khi tiến vào mật thất, Nguyệt Thất lại cố gắng khuyên công tử một lần nữa, bởi vì chuyện này thực sự quá nguy hiểm, nhưng công tử đã quyết phải bảo vệ vợ bằng mọi giá. Phải biết rằng thứ này chính là khắc tinh của anh. Anh bất chấp an nguy của bản thân, một tay cầm lấy tuyết ngọc cẩu, tay còn lại thì vận công chữa trị cho Tinh Nhi. Lúc này trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng lúc nhỏ, hoa bỉ ngạn trên vai chính là biểu tượng của Phong Vân lệnh chủ. Không bao lâu sau, Nguyệt công tử phun ra một ngụm máu tươi, còn Tinh Nhi cũng đã được cứu, nhưng Nguyệt công tử lại phải chịu đựng tác dụng phụ. Mắt anh bây giờ không thể nhìn thấy được nữa. Nguyệt Thất hỏi anh hà cớ gì phải khổ như vậy, cô ta cũng chỉ là một tỷ nữ mà thôi. Anh lại nói chuyện lần này cô ấy và Cẩm Trúc là hai người đáng nghi nhất, anh cứu cô cũng chỉ là để điều tra rõ chân tướng mà thôi. Nào ngờ Nguyệt Thất vậy mà tin là thật. Anh dặn dò để cho Tinh Nhi và Cẩm Trúc đối đầu với nhau để xem ai sẽ là người để lộ sơ hở. Bên này Tiểu Thất và Tiểu Bát bởi vì hành động khả nghi cũng đã bị bắt lại. Tiểu Thất nói ra việc mình đã thả rắn độc, bởi cô thấy Tiểu Lục đã ở cạnh Vũ Văn Nguyệt lâu vậy rồi mà vẫn chưa ra tay, vì thế quyết định tự mình báo thù cho Ngũ Ca. Lúc này ý nghĩ xấu xa bỗng nổi lên trong đầu Tiểu Bát, cô bảo Tiểu Thất đổ toàn bộ mọi chuyện lên đầu Lục tỷ, nhưng bản chất Tiểu Thất là người lương thiện, nhất quyết đòi ai làm người đấy chịu, cô không muốn liên lụy tới Tinh Nhi. Bên này Tinh Nhi cũng đã tỉnh lại, cô vội vàng chạy tới thỉnh tội với công tử, nói mình vì muốn cứu anh nên mới cứa cổ tay anh. Nhưng công tử lại không chịu nghe lời giải thích của Tinh Nhi, lạnh nhạt với cô để khiến cô mất đi chỗ dựa, như thế cô mới có thể dùng năng lực của bản thân để giải quyết Cẩm Trúc. Hôm sau tất cả người hầu tập hợp lại, cuộc thi tranh biện lần thứ nhất của Thanh Sơn Viện chính thức bắt đầu, yêu cầu có phần hơi cao, tuyển thủ đều phải quỳ nói. Chủ đề cuộc tranh biện chính là việc tối qua ai là người thả rắn độc ra để hại Nguyệt công tử. Cẩm Trúc nói là do Tinh Nhi thả, bởi vì cô ấy biết cách dùng lửa để xua đuổi rắn. Hơn nữa cô ấy còn không sợ rắn. Tinh Nhi nói từ nhỏ mình đã lớn lên trên thảo nguyên, khi đói thì ngay cả thịt chuột cũng ăn chứ nói gì đến rắn.
Nguyệt Thất chất vấn cô, nếu nói như vậy, có phải muội muội cô cũng không sợ rắn hay không? Nói xong bèn áp giải Tiểu Thất và Tiểu Bát lên. Tiểu Bát vừa định đẩy toàn bộ mọi chuyện lên đầu Tinh Nhi, nhưng Tiểu Thất lại không muốn làm như vậy nên đã nhận hết tội về mình. Tinh Nhi trong lúc cấp bách đã cho Tiểu Thất ăn một cái tát, nói rằng Tiểu Thất bị ép phải nhận tội. Bởi vì cô căn bản không có tư cách ra vào nội viện, nói gì đến việc thả rắn độc vào trong phòng, nhưng Cẩm Trúc lại nói cô ta nhìn thấy Tiểu Lục cứ lén lén lút lút suốt mấy ngày nay. Thấy vậy Tinh Nhi liền hỏi ngược lại, sao cô lại để ý đến Tiểu Thất như vậy, là vì có mục đích nào đó đúng không? Cẩm Trúc nghe xong thì lập tức nín họng. Tiểu Thất phối hợp với Tinh Nhi nói mình chỉ đang tìm đồ. Tinh Nhi liền phối hợp nói Tiểu Thất đang giúp mình tìm chiếc khăn tay đánh rơi ở thư phòng của công tử mấy hôm trước. Hóa ra chiếc khăn tay này công tử vẫn luôn đem theo bên mình, là do mấy ngày trước trong lúc Tinh Nhi giúp anh lau nước đã đánh rơi. Tinh Nhi quả thực rất lợi hại. Rõ ràng công tử biết cô đang giở trò, thế nhưng vẫn không khống chế được bản thân để bị cô lừa. Tinh Nhi thừa thắng xông lên. Cô chất vấn Cẩm Trúc trong phòng công tử tại sao lại có thêm mấy chậu hỏa thiếu đằng rác. Tinh Nhi giải thích bởi vì địa lý của Thanh Sơn Viện đặc biệt, rắn rết chuột bọ khá nhiều, mà hỏa thiếu đằng rác lại là loài cây dẫn dụ rắn rết. Cẩm Trúc thấy vậy thì liền biện minh, nhưng dù cho mùi của hỏa thiếu đằng rác có đặc biệt cũng sẽ không dẫn dụ nhiều rắn đến như vậy. Nói như vậy thì Cẩm Trúc tỉ tỉ biết hỏa thiếu đằng rác sẽ dẫn dụ rắn rết đúng không? Và thế là Cẩm Trúc đã tự bê đá đập chân mình. Tinh Nhi nói mỗi tháng Cẩm Trúc đều thu phí bảo kê của các nô tỳ khác, cộng lại cũng phải tầm 20-30 lượng, số đó đã đủ để mua 3 Tinh Nhi rồi. Cẩm Trúc hốt hoảng giải thích, cô nói láo, lần mua hỏa thiếu đằng rác này ta thật sự không thu tiền. Nói vậy thì những chỗ khác có thu tiền đúng không? Cẩm Trúc tiếp tục bê đá đập chân mình lần hai. Nhưng Nguyệt công tử nói như vậy không đủ để chứng minh Cẩm Trúc muốn hại mình. Tinh Nhi nói tuyết ngọc cầu tối hôm qua chính là do Cẩm Trúc đưa cho mình, bảo cô đưa nó vào phòng công tử. Cẩm Trúc định bụng nhất quyết không chịu nhận tội, dù sao thì tuyết ngọc cầu đã vỡ, nên Cẩm Trúc cho rằng nhất quyết không nhận tội thì bọn họ có thể làm được gì. Lúc này Tinh Nhi đi tới cạnh Cẩm Trúc, nhặt một mảnh vỡ tuyết ngọc cầu lên. Cẩm Trúc giả vờ chạy tới hất miếng ngọc đó xuống đất, nói công tử cẩn thận, mắt công tử đã mù rồi, cô còn muốn dùng tuyết ngọc cầu để làm hại ngài ấy sao? Lần thứ ba Cẩm Trúc tự bê đá đập chân mình, không phải cô không biết thứ này là vật gì sao? Vậy tại sao cô lại biết nó sẽ làm hại công tử? Cuộc tranh biện lần này phần thắng thuộc về Tinh Nhi. Nguyệt Thất tra hỏi cô ta lấy đâu ra tuyết ngọc cầu. Cẩm Trúc biết sự việc đã bại lộ, chỉ đành khai ra Chu quản gia và Vũ Văn Hoài, mong rằng có thể có được con đường sống. Nguyệt công tử giao Cẩm Trúc cho Tinh Nhi xử lý. Cẩm Trúc nghe xong sợ chết khiếp, cô ta gây thù chuốc oán với Tinh Nhi nhiều như vậy, cho rằng chắc chắn Tinh Nhi sẽ đánh chết mình. Nhưng Tinh Nhi lại bỏ roi ra xuống, nói rằng đánh chết người là hành động quá đỗi tàn nhẫn. Công tử nói nếu như đổi lại là Cẩm Trúc cầm roi ra, vậy thì chưa chắc cô ta đã thấy đó là việc làm tàn nhẫn. Cuối cùng kết cục của Cẩm Trúc là bị đánh hai roi. Buổi tối Chu quản gia tới gặp mặt Cẩm Trúc, nói Vũ Văn Hoài rất không hài lòng về cô ta, bảo cô ta sau này đừng chọc vào Tinh Nhi nữa. Nhưng Cẩm Trúc lần này phải chịu nhục như vậy sao có thể cam tâm buông bỏ. Chỉ mấy phút sau cô ta lại có ngay một kế hoạch ngu xuẩn nữa. Thế nhưng chính kế hoạch này đã khiến cô ta tự tay kết liễu cuộc đời mình. Cẩm Trúc dẫn theo đồng đội đặt một cái hũ vào phòng Tinh Nhi, bên trong là một con rắn độc. Hôm sau cô ý dẫn theo đám nô tỳ tới phòng lục soát, mục đích là để tìm ra con rắn độc đó nhằm hãm hại Tinh Nhi, nhưng xui rủi thay họ lại chẳng tìm thấy tung tích con rắn đâu. Hóa ra tối qua trong lúc hai người họ gây án trùng hợp bị Tinh Nhi nhìn thấy, Tiểu Thất thấy họ ngang nhiên làm bậy trong phòng, tức giận mắng Cẩm Trúc mấy câu thì bị cô ta cho ăn hai cái tát. Đúng lúc này Tinh Nhi tới, và cứ thế là Cẩm Trúc lại ăn thêm một chậu nước. Cô ta đánh không lại mà đấu võ mồm cũng chẳng xong, chỉ đành dẫn theo đồng đội lủi thủi rời đi. Buổi tối ba tỷ muội lấy chiếc hũ từ gầm giường ra, hóa ra nó đã bị Tinh Nhi giấu đi. Tinh Nhi chuẩn bị lợi dụng chiếc hũ này chơi trò tương kế tự kế với Cẩm Trúc, thuận tiện tra rõ chân tướng cái chết của Ngũ Ca. Hôm ấy Tiểu Thất ôm chiếc hũ kia đi với dáng vẻ lén lén lút lút, cảnh này trùng hợp bị Cẩm Trúc nhìn thấy. Cẩm Trúc vui mừng ra mặt, cuối cùng cũng đã chờ được cơ hội tới rồi. Cô ta lập tức bảo thuộc hạ đi gọi Chu quản gia, nói đã tìm thấy chứng cứ tỷ muội Kinh gia hãm hại Nguyệt công tử. Sau khi dặn dò xong xuôi, cô ta bèn đuổi theo Tiểu Thất, hỏi cô ấy trong hũ có cái gì. Tiểu Thất hoảng hốt muốn mau chóng rời đi, nhưng Cẩm Trúc sao có thể thả cô ấy đi như vậy. Trong lúc tranh chấp, chiếc hũ rơi xuống đất, nhưng lại chẳng có con rắn độc nào xuất hiện như trong kỳ vọng của Cẩm Trúc. Lúc này cô ta mới nhận ra mình đã trúng kế, nói không chừng rắn độc thật đã bị bọn họ vứt đi rồi. Cẩm Trúc lập tức chạy đi tìm Tinh Nhi, còn Tinh Nhi lúc này đang ở sau núi ôm theo chiếc hũ chạy đến vách núi. Cẩm Trúc vội vàng đuổi theo mà chẳng hề biết mình đã trúng kế. Đúng lúc này Chu quản gia dẫn người chạy tới, Tinh Nhi nhét chiếc hũ vào tay Cẩm Trúc, sau đó cố ý giả bộ bị cô ta đẩy xuống vách núi. Cẩm Trúc hoảng sợ đánh rơi chiếc hũ, rắn độc bên trong lập tức bỏ ra. Lúc này Tiểu Bát cũng đã dẫn theo Nguyệt Thất tới đây. Cẩm Trúc hiện giờ tăng chứng vật chứng rõ ràng, để xem cô còn định giải thích thế nào. Cẩm Trúc hoảng hốt giải thích rằng là do tỷ muội Tinh Nhi cấu kết với nhau hãm hại mình. Nguyệt Thất hỏi cô Tinh Nhi hiện giờ đang ở đâu. Cẩm Trúc nói cô đã nhảy xuống dưới. Nguyệt Thất nghe xong nhìn cô ta với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Cẩm Trúc cũng hoang mang không kém, vách núi này cao như vậy, nhảy xuống thì chắc chắn sẽ ngủm. Ở dưới Tinh Nhi phát hiện trên vách núi có một hang động, cô nhảy vào bên trong thì thấy Yến Tuân Thế Tử đang ở đây. Cả hai ngồi trong hang động nghe lén động tĩnh bên ngoài.
Cô coi tôi là kẻ ngốc đấy à? Cô nói cô ta vì muốn hãm hại cô mà nhảy từ trên vách núi này xuống sao? Nguyệt Thất nói với Chu quản gia. Bây giờ chứng cứ đầy đủ, buộc phải trừng phạt Cẩm Trúc thích đáng. Cuối cùng cô ta bị nhốt vào nơi dành cho nô tỳ phạm tội. Yến Tuân Thế Tử dưới này bị Tinh Nhi uy hiếp nhưng trên mặt lại hiện rõ vẻ vui sướng. Đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, hai người mới trèo lên trên. Tinh Nhi vừa định rời đi thì mấy Nguyệt Vệ xuất hiện định lấp kín hang động. Nguyệt công tử nói một hai năm nay Thế tử thường xuyên trốn trong hang động khóc lóc nhớ nhung quê hương, lấp hang động này có thể giúp thế tử sớm ngày được quay trở về quê hương. Nguyệt công tử đang nhắc nhở Yến Tuân hãy sớm quay trở về Yến Bắc, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Bên này Chu quản gia lập tức trở về báo cáo tình hình với Vũ Văn Hoài. Vũ Văn Hoài đã sớm biết Cẩm Trúc không phải đối thủ của Tinh Nhi, nên đã ra lệnh cho Chu quản gia bắt Tiểu Bát lại. Tinh Nhi biết tin muội muội bị bắt thì liền chạy tới nơi giam giữ nô tỳ phạm tội. Nhưng Vũ Văn Hoài đã sớm cho người mai phục tại đó. Sau đó Tinh Nhi bị Vũ Văn Hoài bắt vào bên trong nhà lao, nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên của cô, hắn tỏ ra vô cùng khó chịu, bèn ra lệnh cho thuộc hạ chăm sóc hầu hạ cô tử tế. Nói xong một đám cao to đen hôi xông vào, nhưng rõ ràng chúng đã đánh giá thấp Tinh Nhi, cuối cùng bị cô đánh cho một trận tơi bời, còn dùng cả kiếm của chúng cắt đứt sợi dây trói. Nhìn thấy cảnh này, Vũ Văn Hoài không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng, mặt mũi gia tộc coi như đã mất hết cả rồi. Chu quản gia không chịu khuất phục định lao lên chiến đấu, kết quả lại biến mình trở thành con tin. Chu quản gia hét lớn bảo Vũ Văn Hoài hãy giết chết Tinh Nhi. Ngu xuẩn, nếu như Hoài công tử thật sự muốn giết ta thì việc gì phải tự mình ra tay tiêu tốn nhiều sức lực đến vậy, người nói xem có phải không Hoài công tử. Vũ Văn Hoài không kìm lòng được vỗ tay khen ngợi, mặc dù là kẻ địch nhưng hắn vẫn rất tán thưởng Tinh Nhi. Tinh Nhi nói mình không có ý đối đầu với Hoài công tử, chỉ vì Cẩm Trúc đố kỵ việc cô có được ân sủng của Nguyệt công tử, liên tục đối đầu với cô thế nên cô mới phản kích. Sắc mặt Vũ Văn Hoài lập tức thay đổi. Tinh Nhi nói tiếp rằng việc Cẩm Trúc ái mộ Nguyệt công tử cả Thanh Sơn viện đều biết, quả là một chiêu ly gián quá đỉnh cao, nhưng Hoài công tử không phải dạng dễ qua mặt như vậy. Hắn lấy ra một tờ giấy, đó là minh chứng cho việc Nguyệt công tử trục xuất Tinh Nhi ra khỏi Thanh Sơn viện. Trong lòng Tinh Nhi lúc này có phần dao động, nhưng cô lại nhớ tới những lời anh đã nói trước đó. Tinh Nhi lập tức trở nên kiên định. Hoài công tử hỏi cô sao biết Cẩm Trúc là người của mình. Tinh Nhi nói chỉ cần gọi Cẩm Trúc ra đối chất là biết ngay. Tinh Nhi yêu cầu được nói chuyện riêng với Cẩm Trúc, điều này vừa hay đúng với ý của Vũ Văn Hoài. Như vậy hắn có thể nghe lén hai người họ nói chuyện, mà trùng hợp là cũng đúng với ý của Tinh Nhi, có thể để Vũ Văn Hoài nghe lén mình nói chuyện. Tinh Nhi hỏi Cẩm Trúc việc Nguyệt công tử đuổi cô ra khỏi Thanh Sơn viện có phải là cô ta giở trò không. Lúc này hai người khác đang đứng ở ngay phòng bên cạnh nghe lén. Cái bẫy của Tinh Nhi cũng chính thức được mở ra, đầu tiên giả bộ đáng thương nói hóa ra Nguyệt công tử đã thật sự vứt bỏ mình, sau đó lại bảo Cẩm Trúc đừng quá đắc ý. Đừng tưởng rằng mình đi rồi thì cô ta sẽ được ở bên công tử như ý nguyện, một chân đạp hai thuyền sẽ không có kết cục tốt. Cẩm Trúc nghe xong hoang mang không kém. Những lời này đều đã bị Vũ Văn Hoài nghe lén hết, mặc dù lời Tinh Nhi nói chưa chắc đã là thật, nhưng cũng chưa chắc đã là giả. Cẩm Trúc đột nhiên cầm kiếm lên định đâm Tinh Nhi, thì Vũ Văn Hoài xuất hiện. Quả nhiên Hoài công tử cũng đã rơi vào bẫy, hắn ta bảo Tinh Nhi nói tiếp với trí thông minh của mình. Tinh Nhi đã thành công khiến Vũ Văn Hoài đưa Cẩm Trúc vào kỷ viện, nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Cô buộc phải lừa được Vũ Văn Hoài thì mới mong sống sót. Hoài công tử loại nô tài vừa ngu dốt lại vừa hai lòng như này dùng có thuận tay không, đúng là không thuận tay cho lắm. Vậy có muốn đổi một người vừa thông minh lại vừa đáng tin cậy không? Nhưng khi Vũ Văn Hoài nhớ lại thủ đoạn cô dùng để đối phó với Cẩm Trúc ban nãy, cảm thấy bản thân không chắc có thể điều khiển được Tinh Nhi, vẫn nên giải quyết sớm thì tốt hơn. Khi hắn vừa định ra tay thì Yến Tuân xuất hiện giải vây cho Tinh Nhi. Cuối cùng Vũ Văn Hoài chỉ đành trơ mắt nhìn Yến Tuân dẫn người đi. Hắn biết bây giờ không phải lúc đối đầu trực tiếp, nhưng món nợ này hắn nhất định phải trả. Còn Yến Tuân sau khi cứu Tinh Nhi ra thì đưa thuốc cho cô và bảo nếu Vũ Văn Nguyệt bắt nạt thì hãy tới phủ tìm ngài. Tinh Nhi cũng hiểu mình đã nợ thế tử quá nhiều, mối ân tình này nhất định phải trả. Bên này Nguyệt Thất đang báo cáo về chuyện của Tinh Nhi. Và hóa ra là Yến Tuân là do Nguyệt công tử gọi tới. Tối hôm đó Tinh Nhi một mình đi tới nơi giam giữ nô tỳ mắc tội và dễ dàng giải quyết hai kẻ canh cửa, sau đó chạy tới phòng Cẩm Trúc bị nhốt. Sau khi nhìn thấy cô, Cẩm Trúc lập tức thay đổi thái độ. Thực ra Tinh Nhi tới là để cứu cô ta ra ngoài, vì cô ta không phải là chủ mưu đứng sau cái chết của Ngũ Ca. Tinh Nhi ném cho Cẩm Trúc một cái tay nải, bảo cô ta hãy thay sang đồ bên trong đó và rời khỏi phủ Vũ Văn. Sau khi ra ngoài, Cẩm Trúc mở tay nải ra xem thì thấy đó là y phục của Hạ Nô và trông cô ta không có gì là hối cải. Đúng lúc này xe ngựa của Hoài công tử đi ngang qua. Cô ta không chút do dự xông tới, quỳ trên xe ngựa liên tục giải thích rằng mình bị Tinh Nhi hãm hại. Vũ Văn Hoài hỏi tại sao cô ta lại ở đây, làm thế nào mà cô ta ra được bên ngoài. Cẩm Trúc liền nói là Tinh Nhi thả cô ra. Thấy hắn không chịu tin, Cẩm Trúc còn lấy ra cả đối bài xuất phủ mà Tinh Nhi đưa cho. Nhưng khi Hoài công tử nhìn thấy tấm vải gói đối bài thì vô cùng tức giận. Cẩm Trúc mở ra xem phát hiện đó là giấy thông quan, thứ này chỉ khi có sự đồng ý của Nguyệt công tử thì mới được đóng dấu, nhưng Hoài công tử lại quên mất việc thứ đồ này cũng có thể làm giả. Cẩm Trúc hoảng hốt giải thích việc này là do Tinh Nhi hãm hại mình, nhưng Vũ Văn Hoài sao có thể tin cô ta được nữa. Cẩm Trúc thấy bản thân chẳng có cách nào giải thích rõ ràng, vội vàng quỳ xuống xin tha mạng.
còn nói mình có thể thị tẩm. Nhưng Hoài công tử không phải người ham mê sắc dục, sau khi xong việc còn cho người tới Thanh Sơn viện báo tin, nói rằng Tinh Nhi đã giết chết Cẩm Trúc. Cẩm Trúc đáng thương cứ thế đi đời, Tinh Nhi đã cho cô ta cơ hội trốn chạy, nhưng cô ta lại không biết quý trọng nó. Sau khi Nguyệt công tử nhận được tin tức, lập tức chạy tới phòng Tinh Nhi kiểm tra, nhưng lại thấy cô nằm trên giường với dáng vẻ sắp ngủ. Nguyệt công tử đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Tinh Nhi như vậy, nên đã bảo cô đến rót trà cho mình, mục đích là để xem cô có mặc quần áo để ra ngoài đêm không. Nhưng Tinh Nhi lại nói mình đang mặc đồ ngủ nên không tiện làm việc. Nguyệt công tử không tin cô nên đã từ từ tiến lại và kéo miếng chăn ra, thì đã nhìn thấy cảnh không nên thấy. Sau đó hai người rời khỏi đó một cách nhanh nhất có thể. Còn Tinh Nhi thì lộ ra nụ cười đắc ý vì toàn bộ quần áo đã bị cô giấu đi. Hôm sau trong lúc Tinh Nhi đang luyện chữ thì Nguyệt công tử bèn cố tình tới làm phiền cô. Hôm nay anh muốn huấn luyện khứu giác của Tinh Nhi, bảo cô ấy đi tìm bông hoa nở rộ nhất trong vườn. Tinh Nhi bịt mắt đi qua đi lại để tìm. Lúc này một kẻ ngốc xuất hiện trước mặt, cho rằng Tinh Nhi đang muốn chơi trốn tìm nên nằng nặc đòi chơi cùng, nhưng mùi uất kim cương trên người anh ấy quá nặng, đi đến đâu Tinh Nhi đều có thể ngửi thấy. Sau khi bị bắt lại còn định giở trò, cuối cùng phải để Tinh Nhi ra tay cho xuống dưới hồ bơi lội chốc lát. Sau khi đứng dậy vừa định dạy dỗ Tinh Nhi mấy câu, ấy thế mà lại bị Tinh Nhi dạy dỗ trước. Và thế là sau khi bị hành hạ một trận, hoàng tử Nguyên Tung đã đem lòng yêu Tinh Nhi, lập tức chạy tới chỗ Vũ Văn Nguyệt để đòi người. Lúc này Yến Tuân cũng xuất hiện trong Thanh Sơn viện, thấy Tinh Nhi đi tới anh liền nổi hứng chọc gạo. Tinh Nhi bị ném trúng thì nói, trèo cao như vậy không sợ ngã chết sao? Nhưng Yến Tuân lại nói không cần cô phải nhọc lòng. Sau khi hai người đấu võ mùng một lúc, Tinh Nhi vừa định rời đi thì Yến Tuân lại ném thêm một quả nữa vào đầu cô. Lúc này Tinh Nhi đã tức giận, con vẹt cũng không thể im lặng được nữa nên nói, đồ xấu xa, đồ xấu xa. Tinh Nhi thấy thế thì cười đắc chí. Lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Nhi cười ngọt ngào như vậy, trái tim Yến Tuân bỗng tan chảy. Bên này Nguyên Tung đã tới chỗ của Vũ Văn Nguyệt. Nguyệt công tử vừa ngửi là biết anh bị rơi xuống hồ nước. Nguyên Tung kinh ngạc hỏi, không phải anh bị mù hay sao? Nguyệt công tử nói mình bị mù chứ không bị điếc. Cùng lúc này Yến Tuân cũng đem theo nụ cười xuất hiện. Ba người họ lâu lắm mới có dịp ngồi lại với nhau. Mục đích của Yến Tuân và Nguyên Tung rất rõ ràng, đó chính là muốn đưa Tinh Nhi đi. Thấy hai người cứ cãi qua cãi lại, cuối cùng Nguyệt công tử đành lấy lý do vì vấn đề mắt nên cần Tinh Nhi chăm sóc rồi đuổi Nguyên Tung đi trước. Nhưng Yến Tuân không ngốc như Nguyên Tuân, anh ấy nhìn ra được mắt của Vũ Văn Nguyệt đã khỏi rồi. Nguyệt công tử lại khuyên nhủ anh, bảo cha của Yến Tuân hãy khiêm nhường một chút. Nhưng Yến Tuân lại không cho rằng hoàng thượng có vấn đề gì với cha mình, suy cho cùng họ là huynh đệ lớn lên bên nhau, hơn nữa cha anh đã từng mấy lần xả thân cứu hoàng thượng. Yến Tuân rất coi trọng tình cảm, nhưng anh lại không hiểu đạo nghĩa quân vương, đánh giá thấp sự nghi kỵ của hoàng thượng đối với cha mình, tìm cơ hội quay trở về Yến Bắc. Yến Tuân vẫn chẳng mảy may quan tâm điều đó, vừa xoay người lại đã tiếp tục muốn đòi người. Nhưng Nguyệt công tử nhất quyết không giao, rồi bỏ đi trước để một mình Yến Tuân ở lại. Hôm ấy Vũ Văn Hoài tổ chức tiệc trà, mời Thuần Nhi công chúa tới tham gia. Thuần Nhi liên tục nhìn về phía Yến Tuân, nhưng ánh mắt của Yến Tuân lại chỉ tập trung về phía Tinh Nhi. Thuần Nhi tức giận đi tới bờ hồ giải tỏa tinh thần. Lúc này Vũ Văn Hoài đi đến nói sẽ giúp cô quét sạch mọi chướng ngại vật. Thời gian trước cái chết của Tống Đại Nương họ biết là do Tinh Nhi làm, nên lợi dụng cơ hội này để trừ khử cô. Ngay lập tức họ phái người đi tới Thanh Sơn viện. Sau khi biết tin, Tinh Nhi hiểu chuyện này không thể giấu nổi, bởi vì lúc Tống Đại Nương chết đã giật chiếc vòng tay của tiểu thất xuống. Cô chuẩn bị nhân dịp buổi tối đi ngắm hoa đăng cùng Nguyệt công tử, dẫn theo hai muội muội cao chạy xa bay khỏi Thanh Sơn viện. Thuần Nhi tưởng rằng hắn chỉ muốn dạy dỗ Tinh Nhi một trận thôi, còn dặn dò hắn đừng làm quá là được. Bên này sau khi nhận được tin tức, Tinh Nhi lập tức chuẩn bị dẫn theo hai muội muội bỏ trốn. Ngộ nhỡ thi thể Tống Đại Nương thực sự được vớt lên, vậy thì ba tỷ muội họ chắc chắn sẽ tiêu đời. Tinh Nhi đưa họ đối bài xuất phủ, bảo họ tới trà quán đợi mình trước. Cô phải tới phòng công tử ăn trộm ấn chương để viết giấy trả tự do cho họ, sau đó sẽ nhân lúc cùng Nguyệt công tử đi ngắm hoa đăng, tìm cơ hội trốn đi để tụ họp lại với họ tại trà quán. Sau khi tiểu thất tiểu bát rời đi, Tinh Nhi đã viết xong giấy trả tự do cho ba người, cũng thành công trộm được ấn chương. Nhưng đúng lúc này Nguyệt công tử quay trở về, Tinh Nhi vội vàng giả bộ đang quét dọn vệ sinh. Vũ Văn Nguyệt lập tức sinh nghi, mặc dù Tinh Nhi là nô tỳ, nhưng lâu như vậy rồi chưa từng thấy cô chủ động hầu hạ anh, chứ nói gì đến việc dọn dẹp phòng. Nguyệt công tử vừa quay đầu lại thì thấy tủ đã từng bị mở, anh liền biết là Tinh Nhi làm. Thế nhưng không bóc trần ngay tại chỗ, chỉ bảo Tinh Nhi đi thay sang y phục mình vừa đặt làm, sau đó cùng mình đi ngắm hoa đăng. Nhưng khi cô thay đồ xong bước ra thì Nguyệt thất sửng sốt, hai mắt trợn tròn. Nguyệt công tử cũng kinh ngạc không kém. Tinh Nhi vô cùng xinh đẹp, ngay lập tức đã hấp hồn hai người. Sau đó Nguyệt công tử và Tinh Nhi mặc đồ cặp cùng nhau bước ra khỏi Thanh Sơn viện. Buổi tối lúc ngắm hoa đăng, Tinh Nhi hoàn toàn không để tâm chút nào, chỉ còn 2 tiếng nữa là tới giờ hẹn với các muội muội. Lúc này Nguyệt công tử mua cho Tinh Nhi một con thỏ, cô tỏ ra vô cùng thích thú với món đồ chơi này. Sau đó Tinh Nhi nói muốn chơi đoán câu đố, Nguyệt công tử chẳng nói chẳng rằng kéo ngay cô vào trong đám đông. Một chàng trai khác khen cô xinh đẹp, lại còn tặng cô cây kẹo hồ lô mình vừa mới thắng được. Nhưng Nguyệt công tử chỉ liếc một cái rồi ném nó đi. Tinh Nhi thấy thế thì cũng lực bất thành văn. Sau đó Nguyệt công tử đi tới cầm một câu đố lên, bên trên ghi sớm không nói muộn không nói đố biết là chữ nào. Tinh Nhi nhanh trí đoán được đó là chữ hứa, vì đoán đúng nên cô sẽ có thưởng.
Tinh Hy vừa định đi lấy thì bị Nguyệt công tử chặn lại, anh nói ở đây toàn đàn ông nhiều mồ hôi, rồi bảo cô đứng đợi còn mình sẽ đi lấy. Sau khi Nguyệt công tử rời đi, Tinh Hy nhân cơ hội bỏ trốn, Nguyệt công tử đáng thương tay cầm hai xiên kẹo hồ lô, khi quay lại thì chẳng thấy vợ tương lai đâu. Tinh Nhi trên đường đi vô tình lướt ngang qua hai người lạ, người đàn ông thấy Tinh Nhi rất quen, hắn thấy mắt của cô rất giống Phong Vân lệnh chủ một năm trước. Do đó hắn đã đuổi theo và tấn công Tinh Nhi, nhưng sau khi cứa rách phía sau y phục của cô lại không nhìn thấy Hoa Bỉ Ngạn. Tinh Nhi một lòng muốn trốn chạy nên không tiếp tục giao đấu với người đó nữa, nhưng đối phương lại không chịu buông tha, may thay Yến Tuân đã kịp thời xuất hiện, nhanh chóng giúp Tinh Nhi hóa giải mối nguy, ấy thế mà đối phương lại sử dụng ám khí, vừa khéo bắn trúng vào ngựa của Tinh Nhi, con ngựa hoảng sợ lao như điên. Hắn ta nhân cơ hội đó chuồn lẹ. Người này tên là Ẩn Tâm, năm đó nhân lúc Sở Kiều bị thương đã từng đuổi cùng giết tận cô. Trong lúc giao tranh vô tình nhìn thấy bông Hoa Bỉ Ngạn sau lưng Sở Kiều, nhưng dù cho Sở Kiều có bị thương thì vẫn có thể giải quyết được Ẩn Tâm một cách dễ dàng. Sau khi hắn bị đánh bay khỏi xe ngựa thì ngất đi, Sở Kiều tha cho hắn một con đường sống, không ngờ bây giờ hắn lại tới tìm cô gây phiền phức. Nhưng điều khiến Ẩn Tâm cảm thấy kỳ lạ đó là trên người cô không hề có Hoa Bỉ Ngạn, hai điệp giả này vốn dĩ tới là để gây phiền phức cho Yến Tuân, lúc này đã có rất nhiều thuộc hạ mai phục sẵn ở ngoài thành chờ lệnh. Mà ngựa của Tinh Nhi ban nãy vì quá kinh hãi nên đã chạy ra ngoài thành, Yến Tuân lo lắng cho an nguy của cô bèn mau chóng đuổi theo, hai người vì thế cùng nhau rơi vào vòng mai phục. Một mũi tên bắn lén về phía Yến Tuân, thời khắc mấu chốt Tinh Nhi đã cứu được anh, sau đó hai người bỏ chạy vào trong rừng, nhưng lại không cẩn thận rơi vào bẫy đã thiết lập sẵn và rơi xuống hố. Yến Tuân nhận ra chứng khí dưới hố có độc, họ buộc phải mau chóng nghĩ cách rời khỏi đây, anh bảo Tinh Nhi dẫm lên vai mình trèo ra trước, sau đó hãy quay trở lại để cứu mình. Và thế là Tinh Nhi leo lên người Yến Tuân thành công trèo lên. Yến Tuân nói đùa rằng có phải cô định bỏ mặc mình hay không, Tinh Nhi bảo anh hãy đợi ở dưới đó, mình sẽ nhanh chóng quay trở lại để cứu anh. Sau khi rời đi, nội tâm Tinh Nhi trở nên mâu thuẫn, nếu như không tái hợp với các muội muội đúng như đã hẹn, hai người họ không có được giấy trả tự do thì sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng bên này Yến Tuân đang phải hít khí độc chờ đợi cô, một bên là người thân, một bên là người đã từng xả thân cứu mình rất nhiều lần. Cuối cùng cô quyết định cứu Yến Tuân trước. Một lát sau, Tinh Nhi cầm theo cành cây to xuất hiện trên miệng hố, Yến Tuân quả nhiên không nhìn lầm người. Sau khi lên tới nơi, Tinh Nhi hỏi Yến Tuân: nếu như cô không tới cứu anh có hận cô không? Và câu trả lời của Yến Tuân tất nhiên là không rồi, nhưng chân Tinh Nhi không may bị thương, thế là Yến Tuân được thỏa ý nguyện cõng người yêu trên lưng, còn cố ý đi thật chậm. Yến Tuân hỏi Tinh Nhi có muốn về Yến Bắc cùng mình không? Tinh Nhi lập tức từ chối, nếu như cô thật sự đồng ý nói không chừng ngay ngày mai Yến Tuân sẽ đưa cô đi luôn. Lúc này một đám người đang đi gần về phía họ, phía sau còn có một lượng lớn binh sĩ đang truy soát. Những nô tỳ bỏ trốn này bị bắt đi tu sửa hoàng cung, bên trên còn đồng ý rằng sau khi sửa xong sẽ trả tự do cho họ, nhưng sau này lại bội ước. Không có giấy trả tự do thì chính là bỏ trốn, một đám người chân yếu tay mềm bị bao vây và giết hại. Tinh Nhi không ngồi yên nổi nữa muốn chạy xuống giúp nhưng bị Yến Tuân ngăn lại, đối phương là quân đội của Ngụy Phạt, hơn nữa chúng còn đang xử lý nô lệ bỏ trốn, cho nên họ hoàn toàn không có tư cách nhúng tay vào chuyện này, chỉ vỏn vẹn mấy phút tất cả đã chớt sạch. Nước mắt lan tràn khóe mi Tinh Nhi, cô hận cái thói đời này, nhưng cô hiện giờ vẫn chưa có năng lực để thay đổi những điều này, hai muội muội của cô vẫn còn đang ở bên ngoài. Hơn nữa họ còn chưa có giấy trả tự do, nếu như bị bắt thì kết cục cũng sẽ giống như vậy. Tinh Nhi ổn định lại cảm xúc, nói với Yến Tuân rằng thân phận họ khác biệt, chi bằng sớm tách nhau ra để tránh liên lụy. Yến Tuân nói mình có thể bảo vệ cho cô, nhưng Tinh Nhi nói ngài có thể bảo vệ được hết tất cả nô lệ trong thiên hạ không? Nói xong cô liền rời đi, chỉ trong một đêm Tinh Nhi đã làm tổn thương trái tim của hai vị công tử. Mà lúc này Tiểu Thất Tiểu Bát đã bị kẻ khác nhắm vào, hai người cật lực phản kháng. Hắn liền rút dao ra rạch mặt Tiểu Bát, ngay khi hắn định đâm thêm nhát nữa thì Tinh Nhi xuất hiện, nhanh chóng giải quyết hết đám người bọn chúng, nhưng gương mặt xinh đẹp của Tiểu Bát đã bị hủy hoại. Cô hoảng sợ hét lớn đòi quay trở về Thanh Sơn Viện, bởi vì ở chỗ Nguyệt công tử có thuốc, nhưng họ không dễ dàng gì mới thoát được ra ngoài. Tinh Nhi nhớ đến việc Ngụy Phạt đang truy bắt nô lệ bỏ trốn, giấy đồng ý trả tự do của họ là giả, một khi bị bắt thì chắc chắn sẽ chết. Họ chỉ đành quay trở lại Thanh Sơn Viện, nhưng vừa về thì nhìn thấy Chu quản gia dẫn người tới vớt bùn trong hồ. Nếu như vớt được xác của Tống Đại Nương thì họ cũng sẽ phải chết, vì thế chỉ đành quay vào trong viện trước rồi tính kế sau. Lúc này họ phát hiện muộn như vậy rồi mà cổng lớn lại chưa khóa. Tinh Nhi bèn hỏi A Lạ chuyện là thế nào. A Lạ nói công tử đã đọc sách cả một buổi tối nhưng cũng chẳng khóa cửa cũng chẳng đi ngủ. Rõ ràng là công tử cố ý không ngủ cũng không khóa cửa, mục đích chính là để đợi cô trở về, nếu đã về rồi thì nhất định phải giải thích với công tử cho rõ ràng. Nhưng Tinh Nhi vừa đi tới cửa phòng thì đèn phòng tắt ngóm. Nguyệt công tử cứ thế ngồi trên giường đợi cô suốt một đêm, hai người cách nhau một cánh cửa nhìn về phía nhau. Tinh Nhi trèo lên mái nhà nhìn về phía xa, ánh mắt chứa đầy khao khát sự tự do. Lúc này Nguyệt công tử cũng thao thức bước ra khỏi phòng, trùng hợp nhìn thấy Tinh Nhi đang thất thần, anh ngẩng đầu về phía cô gọi một tiếng, nào ngờ Tinh Nhi vô tình trượt chân rơi xuống, may mà Nguyệt công tử đã kịp thời đỡ cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, khung cảnh thật là lãng mạn. Sau đó Nguyệt công tử dẫn Tinh Nhi vào trong phòng, không hỏi cô đã đi đâu, chỉ ngồi đó im lặng đọc sách, bắt Tinh Nhi đứng trước mặt mình, đến cuối cùng vẫn là Nguyệt công tử không thể kìm lòng nổi nữa lên tiếng.
đã nghĩ xong lời để gạt ta chưa? Tinh Nhi kể cho Nguyệt công tử nghe về chuyện xảy ra sau khi rời khỏi chợ. Tinh Nhi bị lạc lúc ở lễ hội không tìm được công tử. Sau đó một đám người lạ mặt truy sát nô tỳ, may mà có Yến Tuân Thế tử cứu. Sau đó lại gặp Ngụy Thư Du truy sát dân đen, làm lỡ thời gian quay trở về phủ. Những lời này đều là sự thật. Lúc này hồ nước bên ngoài đã sắp sửa bị tắt cạn. Tinh Nhi vội nói mình buồn ngủ nên muốn trở về phòng. Nguyệt công tử lại bảo cô đốt hương để tỉnh táo. Khi Tinh Nhi đi chuẩn bị hương liệu, Nguyệt công tử bỗng hỏi tại sao cô không dùng thuốc chuột nữa. Hóa ra trong tiệc trà hôm trước, Tinh Nhi đã lén dùng nó cho Vũ Văn Hoài và bị Nguyệt công tử nhìn thấy. Nói xong, Nguyệt công tử bèn bôi thuốc chuột lên trên lư hương, sau đó bảo Tinh Nhi đi đun một vò rượu nóng. Tinh Nhi không chịu làm theo, Nguyệt công tử cố chấp đòi cô đi đun. Cuối cùng Tinh Nhi chỉ đành làm theo. Sau khi đun xong, Nguyệt công tử cầm chén rượu lên chuẩn bị uống thì bị Tinh Nhi ngăn lại. Hóa ra một chút thuốc chuột đó không đủ để lấy mạng người, nhưng nếu như người hít phải mà uống rượu nóng thì sẽ bị độc chết. Thế nhưng Nguyệt công tử lại chẳng bị làm sao, anh chỉ muốn nói cho cô biết phủ Vũ Văn là điệp giả thế gia, khả năng nhận biết và phân biệt các loại độc thuộc vào hạng nhất. Mấy trò vặt kia của cô căn bản không thể giết được Vũ Văn Hoài. Sau đó anh trực tiếp nói ra chuyện Tinh Nhi muốn đưa hai muội muội bỏ trốn và cả chuyện họ bị mấy gã đàn ông kia trêu đùa. Thấy không thể che giấu được nữa, Tinh Nhi chỉ đành thừa nhận bản thân muốn giết Vũ Văn Hoài, bởi vì hắn mới là kẻ đầu sỏ gây ra cái chết của Ngũ Ca. Vũ Văn Nguyệt hỏi cô rằng cô tận mắt nhìn thấy anh giết chết Ngũ Ca, chẳng lẽ cô không muốn báo thù anh sao? Tinh Nhi nói công tử thu nhận dạy dỗ nô tỳ, ngài chính là ân nhân của nô tỳ. Tinh Nhi biết dùng tình cảm để lay động lòng người là chiêu luôn hữu dụng. Mặc dù Nguyệt công tử biết nhưng vẫn tình nguyện mắc lừa, anh nói rất nhanh thôi thi thể trong hồ sẽ được vớt lên. Dù cho anh có ra mặt cũng không bảo vệ được cô. Tinh Nhi nghe xong nước mắt lập tức tuôn rơi như mưa. Nhìn thấy Tinh Nhi rơi nước mắt, Vũ Văn Nguyệt đã không thể kiềm nổi bản thân nữa, anh bảo cô lui xuống trước. Lúc này Tinh Nhi mới dám nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười ngây thơ hồn nhiên này, trái tim Nguyệt công tử thật sự đã rung động. Nhưng Tinh Nhi vừa trở về đã bị người của Vũ Văn Hoài chặn lại đưa đi. Nguyệt thất vội vã chạy tới báo cáo với công tử. Công tử dặn dò anh hãy đi xử lý chuyện này. Nói xong bèn ném chiếc khăn tay vừa lau nước mắt Tinh Nhi cho Nguyệt thất, bảo anh vứt nó đi. Sau đó lại bảo Nguyệt thất giặt sạch rồi đem trả lại mình. Nguyệt thất nghe xong thì ngây người. Hôm sau hồ nước đã bị tắt cạn, quả nhiên một thi thể đã được vớt lên. Lúc này Vũ Văn Hoài cũng đã tới hiện trường. Chu quản gia mua chuộc một người làm nhân chứng, đến lúc đó nhân chứng vật chứng đều đủ. Ba tỷ muội Tinh Nhi có mọc cánh cũng khó thoát. Một lúc sau thì họ lại phát hiện ra hai thi thể khác. Lúc này Nguyệt thất đi tới, nhìn dáng vẻ này xem ra Nguyệt công tử đã ra tay giúp đỡ. Hoài công tử bảo Tinh Nhi mở tấm chiếu che xác lên, xem có phải là Tống đại nương hay không. Cái xác đầu tiên là đàn ông, trên túi tiền ghi một chữ tạ. Sau đó thuộc hạ lại vớt được một cái hòm, bên trên cũng có chữ tạ đó. Chu quản gia và Vũ Văn Hoài bỗng có dự cảm không lành. Sau khi kiểm tra thi thể, Nguyệt thất phát hiện người này bị giết hại, mà cái xác này chính là vị đại phu đã chữa trị cho Nguyệt công tử tối hôm đó. Tối đó sau khi rời khỏi Thanh Sơn viện thì bị Vũ Văn Hoài chặn đường giết hại, nhưng tại sao xác của ông ta lại xuất hiện ở đây? Vũ Văn Hoài mau chóng né khỏi chủ đề này, bảo Tinh Nhi tiếp tục kiểm tra thi thể còn lại. Lúc này Nguyệt thất đi tới làm công tác tinh thần cho Tinh Nhi. Cô mang theo nỗi sợ hãi tiến tới, nhưng thật may mắn, hai thi thể sau đó đều là tỷ nữ đeo chuông sắt, vì thế không thể nào là Tống đại nương. Hoài công tử nghe xong hoang mang vô cùng, Tinh Nhi lập tức nói tạ đại phu xuất thân thì sĩ tộc, cái chết của ông ấy không phải chuyện nhỏ. Có phải nên điều tra rõ ràng hay không? Lá gan của Tinh Nhi cũng rất lớn, lại dám uy hiếp cả Vũ Văn Hoài. Chu quản gia thấy vậy lập tức xin lệnh xử lý Tinh Nhi, nhưng đã bị Nguyệt thất ngăn lại. Lúc này Chu quản gia lại nói mình có nhân chứng, là một chủ nương của phòng bếp, nói rằng tối đó đã tận mắt nhìn thấy Tinh Nhi đẩy Tống đại nương xuống hồ. Thấy vậy Nguyệt thất liền hỏi bà ta mấy câu thì bà ta đã nói ra hết sự thật. Sau đó anh dẫn bọn người Tinh Nhi rời đi trong sự bất lực của Vũ Văn Hoài. Hắn nhận ra Tinh Nhi này khó đối phó hơn trong tưởng tượng. Bên này Tiểu Bác cũng đại khái đoán ra được là Nguyệt công tử đã cho người chuyển thi thể của Tống đại nương đi trước. Cô ấy lại nói như vậy cũng tốt, Nguyệt công tử thích Lục tỷ, nếu họ ở bên nhau thì mình và Thất tỷ cũng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý theo. Vừa nói xong Tiểu Bát liền bị Tiểu Thất mắng cho một trận, nói cô ấy chớp mắt cái đã quên mất Ngũ Ca và Tứ tỷ chết thế nào rồi sao. Nhưng Tiểu Bát không chỉ không hối cải, lại còn không cẩn thận nói ra việc Tinh Nhi không phải tỷ muội ruột với họ. Thế nhưng Tinh Nhi cũng không để tâm điều này lắm, cô đã coi họ là những người thân thiết cuối cùng của mình. Thân thế của cô chỉ có Mộc Châu này mới giải mã được, nhưng sau khi mở tờ giấy bên trong ra, chữ bên trên đó đã không thể nhìn thấy rõ nữa. Bên này hai kẻ khốn Vũ Văn Hoài và Vũ Văn Tịch lại tụ họp với nhau, gần đây Hoài công tử làm gì cũng không thành. Điều này khiến Tịch lão thái gia vô cùng bất mãn, lại lấy thân thế của hắn ra để giễu cợt, nhưng ông ta lại không biết Vũ Văn Hoài cũng đã bất mãn với mình từ lâu. Hôm ấy Ala đưa cho Tinh Nhi một chiếc hộp gỗ nhỏ, nói là do công tử tặng cho cô. Tinh Nhi mở ra xem, hóa ra lại là chiếc vòng tay bị Tống đại nương giật mất trước khi chết, xem ra tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Nguyệt công tử. Tinh Nhi bưng trà tới cho công tử. Thấy anh không nói gì, cô bèn đứng dậy rời đi. Công tử lập tức tỏ ra không vui, nói giúp cô một việc lớn như vậy, ngay cả một câu cảm tạ cũng không có mà cứ thế đi sao? Vì chuyện này bọn Nguyệt thất đã bận rộn dưới cấm hồ đó suốt cả một buổi tối. Vậy để nô tỳ đi cảm ơn Nguyệt thất. Nguyệt công tử nghe xong thì cũng cạn lời, sau đó lấy ra một chiếc hộp nói,
chỉ ra nhẫn này là vũ khí sắc bén hiếm có trên thế gian, ta vốn định thưởng nó cho ngươi, nếu ngươi đã nói vậy thì ta tặng nó cho Nguyệt Thất vậy. Rồi bảo Tinh Nhi đưa nó cho Nguyệt Thất, sau khi Tinh Nhi đi, Nguyệt công tử lại cười trộm, rồi đi đến trước cửa muốn nhìn lén cô. Nhưng lại bị cô đẩy cửa đi vào, thấy công tử ngại ngùng, Tinh Nhi liền nói, nô tỳ vừa đeo thử thứ này, thấy nó có kích cỡ của mình, cảm ơn công tử nhé. Nhìn thấy cảnh này, Nguyệt công tử cũng phải chào thua. Ngày hôm sau, Tinh Nhi tiến hành buổi huấn luyện đặc biệt, khi thời gian tới cơ quan trong mật thất này sẽ tự động khởi động, đến lúc ấy mũi tên sẽ lập tức bắn ra, tất cả đều là mũi tên sắt có đầu nhọn. Nếu như Tinh Nhi không kịp thoát ra thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Thời gian đếm ngược bắt đầu, Tinh Nhi bắt đầu thử mọi cách để thoát ra. Nhưng dù cho đã tiêu tốn hết sức lực, dây xích sắt vẫn chẳng hề có chút dấu hiệu hư tổn nào. Thời gian đếm ngược kết thúc, cơ quan trong mật thất tự động khởi động, mấy mũi tên lập tức bắn về phía Tinh Nhi. Đứng trước sinh tử, sức mạnh hồng hoang chi lực trong cơ thể Tinh Nhi bùng nổ, nhưng cô đã không còn đủ sức lực để tránh lượt tên bắn thứ hai. Lúc này Nguyệt công tử xuất hiện cứu cô khỏi nguy hiểm, bởi vì Tinh Nhi không tự thoát ra được nên bị Nguyệt công tử phạt đi luyện bắn tên trên thao trường. Không lâu sau, Yến Tuân Thế tử lại tới tìm Vũ Văn Nguyệt, thẳng tay ném một túi bạc xuống bàn anh, rồi nói dùng số bạc này để mua Tinh Nhi. Yến Tuân vẫn còn chưa biết mối nghi của hoàng thượng với cha mình đã lên tới đỉnh điểm. Ban sáng, Vũ Văn Nguyệt bị hoàng thượng triệu vào cung, hỏi anh có suy nghĩ gì về việc Yến Thế Thành đánh bại Nhu Nhiên chiếm được lòng dân. Nguyệt công tử đương nhiên sẽ nói giúp nhà Yến Tuân, nhưng hoàng thượng lại kể ra ví dụ Cao Dương mưu phản. Vũ Văn Nguyệt lại đánh bạo khuyên nhủ hoàng thượng, tất cả đều chĩa mũi dao về phía người nhà Yến Tuân. Vậy động cơ của việc đó là gì? Liệu có phải là vì muốn ly gián quân thần triều ta không? Đứng trước những mưu đồ phản nghịch, các triều đại trong lịch sử đều thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nguyệt công tử biết hoàng thượng sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với Yến Thế Thành, nhưng Yến Tuân vẫn ngây thơ tới tìm anh đòi mua Tinh Nhi. Nhưng Vũ Văn Nguyệt không thể trực tiếp nói với anh về những lời hoàng thượng nói ban sáng, bởi vì với tính cách của Yến Tuân chắc chắn sẽ đi tìm hoàng thượng phân bua hoặc là tìm hoàng thái hậu cầu tình. Nếu như cầu tình bất thành thì anh sẽ nổi giận. Nhưng đây không phải trò trẻ con mà là cuộc tranh đoạt quyền lực, chỉ cần hắn để lộ chút nghi ngờ nào với hoàng thượng, hoàng thượng sẽ danh chính ngôn thuận ra tay với cha hắn. Trước mắt chỉ có dỗ hắn lặng lẽ rời đi. Lúc này Tinh Nhi đang luyện cung trên thao trường, đột nhiên Nguyên Tung xuất hiện ở đó, còn mượn cả ngựa của Yến Tuân muốn mời Tinh Nhi cưỡi ngựa đưa mình đi dạo. Hôm nay tâm trạng của cô cũng không tệ nên đã đồng ý. Nguyên Tung đưa Tinh Nhi đi tới vườn hoa đào lãng mạn. Sau khi nói một loạt những lời ngợi khen, anh bèn trưng ra bộ dạng chuẩn bị tỏ tình. Chính vào lúc này Chu quản gia xuất hiện, Tinh Nhi nhạy bén phát hiện ra ông ta, bèn bảo Nguyên Tuân mình khát nước muốn đi lấy ít nước uống. Trong lúc cô lấy nước, Chu quản gia đã dẫn người tiến lại gần cô. Có thể thấy Tinh Nhi cố ý để bị bọn chúng bắt, đến khi tỉnh lại Vũ Văn Hoài đã xuất hiện trước mặt. Hắn uy hiếp Tinh Nhi hãy nói hết những gì cô biết về Điệp Chỉ Thiên Nhãn, nếu như vậy hắn sẽ nạp cô làm thiếp. Bên này Nguyệt Thất cũng nhanh chóng báo tin này với công tử. Hoài công tử hỏi Tinh Nhi Vũ Văn Nguyệt giết anh trai cô, chẳng lẽ cô không muốn trả thù sao? Tinh Nhi nói mình không dám hành động mạo muội, nếu không thì chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới. Cho lừa đảo của Tinh Nhi lại bắt đầu, cô nói Nguyệt công tử rất coi trọng mình, còn tặng mình chỉ ra nhẫn quý giá này. Nó đã chứng minh ngài ấy càng lúc càng tin tưởng ta hơn, nói không chừng rất nhanh thôi ta sẽ có cơ hội thăm dò được bí mật của Điệp Chỉ Thiên Nhãn. Hoài công tử lúc này đã có chút dao động, Tinh Nhi bèn nói tiếp, bây giờ kẻ địch chung của chúng ta là Vũ Văn Nguyệt, hơn nữa người giết chết tỷ tỷ ta là Tịch Lão Thái gia. Nói không chừng tới lúc ấy chúng ta còn có thể tiếp tục ngồi chung một thuyền đấy. Và những lời Tinh Nhi nói cũng đã chọc đúng vào tim đen của Vũ Văn Hoài. Mà mục đích Tinh Nhi cố ý để bị hắn bắt được chính là muốn thông qua hắn tìm hiểu về chuyện của Vũ Văn Tịch. Mục đích cuối cùng của cô là giết chết Vũ Văn Tịch báo thù cho tỷ tỷ. Nhưng lúc này Yến Tuân Thế tử lại xông vào cứu người, không ngoài dự đoán Yến Tuân lại dễ dàng đưa được Tinh Nhi đi, trước khi đi còn cảnh cáo Vũ Văn Hoài. Đây đã là lần thứ hai ta tới đây, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba. Vũ Văn Hoài bị sỉ nhục thì vô cùng tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì. Sau khi ra ngoài, Tinh Nhi vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt với Yến Tuân, bởi vì anh đã phá hỏng kế hoạch của cô. Trong lúc Tinh Nhi đang tức giận định rời đi thì Nguyên Tung xuất hiện, anh hỏi cô có bị làm sao không, nhưng Tinh Nhi chỉ nói lời cảm tạ rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Tinh Nhi vừa rời đi thì sát thủ của Vãn Sinh Doanh đã tới tìm cô, vốn tưởng rằng chỉ có hai người, nhưng sau đó lại có một toán người khác xuất hiện. Lúc này Nguyệt công tử cũng bay từ trong Thanh Sơn viện ra để bảo vệ vợ. Mặc dù Tinh Nhi có thể dễ dàng giải quyết được mấy tên, nhưng một người khó có thể địch lại được số đông, hơn nữa đối phương đều là sát thủ từng được huấn luyện bài bản. Tinh Nhi bị chúng dùng xích sắt trói tứ chi lại, ngay khi đối phương chuẩn bị ra tay thì một viên hàn băng tiễn được bắn ra giải quyết hết đám sát thủ. Sau khi Tinh Nhi được công tử cứu, công tử bèn lấy danh nghĩa dạy võ công cho cô để nhảy cùng cô. Sau đó còn nhỏ mắt cho Tinh Nhi, rồi nói mắt của cô đã được tái sinh, có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy được. Ngày hôm sau, Vũ Văn Nguyệt muốn đưa cô đi tham gia buổi yến tiệc. Hơn nữa anh đã dùng Điệp Chỉ Thiên Nhãn thăm dò được buổi yến tiệc này không đơn giản.
Hai người vừa ra đến cửa liền bắt gặp Yến Tuân đã đợi sẵn ở đó từ lâu, chỉ còn một tháng nữa anh phải quay trở về Yến Bắc, anh mong rằng Tinh Nhi có thể trở về cùng mình. Đương nhiên không ngoài dự đoán, Yến Tuân lại bị từ chối, thật tiếc cho tấm chân tình của Yến Tuân. Lúc buổi yến tiệc diễn ra, các công tử đang thưởng thức vũ khúc, Vũ Văn Nguyệt vừa nhìn liền nhận ra nữ tử che mặt này không đơn giản. Lúc cô ta rời đi, Tinh Nhi ngửi thấy mùi hương trên người cô ta, chính là người đã vô duyên vô cớ chặn cô lại tối đó. Tinh Nhi quay đầu lại ra hiệu cho công tử, Vũ Văn Nguyệt bèn ra hiệu cho cô bám theo. Cô gái này thực ra là công chúa của Đại Lương, cô ta cấu kết với Vũ Văn Hoài muốn thăm dò tin tức về Điệp Chỉ Thiên Nhãn, vì thế nên mới cố ý tổ chức yến tiệc này mời Vũ Văn Nguyệt tới. Nhân cơ hội đó lẻn vào Thanh Sơn Viện, nhưng cô ta không ngờ nô tỳ bên cạnh Vũ Văn Nguyệt cũng là cao thủ. Tinh Nhi bám theo cô ta tới tận mật thất của Thanh Sơn Viện, hai người vừa chạm mặt liền lao vào tranh đấu. Thân thủ của cô công chúa này cũng không hề thua kém, hai người đánh qua đánh lại mấy hồi. Đúng lúc này Vũ Văn Nguyệt trở về, công chúa thấy vậy lập tức bỏ chạy. Nguyệt công tử nói với Tinh Nhi mình đang suy nghĩ xem có nên giết cô không. Bởi vì nơi này là trung tâm của Điệp Chỉ Thiên Nhãn, bất cứ ai tự ý xông vào đều phải chết. Anh nói với cô chỉ có điệp giả của Thanh Sơn Viện mới có tư cách tiến vào đây. Bây giờ cô có hai con đường để lựa chọn. Một là trở thành điệp giả, hai là bỏ mạng tại đây. Tinh Nhi nói công tử ta có lựa chọn sao? Cứ thế Tinh Nhi đã trở thành điệp giả của Thanh Sơn Viện. Sau đó anh trao cho Tinh Nhi Tàn Hồng Kiếm và bảo cô đừng phụ sự kỳ vọng của mình. Bên này sau khi trở về, công chúa Đại Lương vô cùng lo lắng, nếu không thể trừ khử Vũ Văn Nguyệt thì chuyện lớn khó mà thành. Nhưng cao thủ bên cạnh anh nhiều vô kể, cộng thêm việc bản thân anh thâm sâu khó lường, bản thân cô ta hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Lúc này cô ta bỗng nhớ tới Tinh Nhi, cô ta nhận ra có khả năng Tinh Nhi chính là điểm yếu của Vũ Văn Nguyệt. Chỉ dựa vào tình hình ở mật thất khi ấy, Vũ Văn Nguyệt vì để bảo vệ Tinh Nhi mà để mặc cô ta rời đi, cô ta định bụng sẽ lợi dụng Tinh Nhi. Hôm ấy Yến Tuân lại tới khuyên Tinh Nhi đi cùng với mình, bảo cô hãy suy nghĩ thật kỹ, trước khi đi còn tặng cô một cái ống tiêu. Mà chẳng hề hay biết cảnh này đã bị Vũ Văn Nguyệt đứng ở trên nhìn thấy. Lát sau Tinh Nhi bưng thuốc đến cho anh. Nguyệt công tử nếm thử thì bảo đáng quá, Tinh Nhi nói có thuốc nào là không đáng đâu, định chuẩn bị rời đi. Thì bỗng bị công tử gán cho cái tội bỏ trốn, nhưng khi biết Tinh Nhi không có ý định đi theo Yến Tuân, Vũ Văn Nguyệt mới cảm thấy yên tâm phần nào. Lúc này mới ngoan ngoãn cầm bát thuốc lên uống. Hôm sau công tử tâm trạng tốt đưa Tinh Nhi vào mật thất, nói bí mật lớn nhất về Điệp Chỉ Thiên Nhãn cho cô và thưởng cho cô đối bài xuất phủ. Sau này Tinh Nhi có thể tự do ra vào Thanh Sơn Viện. Nguyệt công tử còn nói cho cô về chuyện con gái của Lạc Hà, nếu con gái của Lạc Hà tái xuất giang hồ, với danh tiếng và võ công của cô ta chắc chắn sẽ có một trận huyết chiến nổ ra. Tinh Nhi nghe vậy thì rất hứng thú với người này. Nguyệt công tử huấn luyện Tinh Nhi lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp xếp cho cô một nhiệm vụ, hơn nữa còn có mức độ nguy hiểm nhất định. Vốn dĩ là không nỡ để cô đi thực thi, nhưng tổ phụ Vũ Văn Chức của anh lại nhất quyết bắt Tinh Nhi đi. Nguyệt công tử chỉ đành cử Nguyệt Thất âm thầm bảo vệ cô, còn đưa cho cô mấy món thần khí như chuồn chuồn tre. Bên này điệp giả Đại Lương đang bàn luận kế sách. Tinh Nhi cầm thần khí đứng ngoài nghe lén. Lúc này một nha hoàn đi vào, họ đã phát hiện ra có người nghe lén ở sát vách. Ngay lập tức diễn trò cố ý lớn tiếng nói ra kế hoạch giả của mình, chúng muốn tới cửa hàng của Tà Bảo Thương mua vũ khí. Tinh Nhi hoàn toàn bị lừa. Sau khi hai người ra ngoài, cô bèn bám theo họ. Lúc này một cô gái mặc y phục màu vàng xuất hiện trong tiệm của Tà Bảo Thương, cô ấy chính là đệ nhất cao thủ Yến Bắc Trung Vũ. Sau đó tỷ nữ của công chúa Đại Lương cũng đi vào, không biết tại sao hai người họ vừa gặp mặt đã đánh nhau. Tinh Nhi đứng ngoài nghe thấy bên trong có tiếng đánh chém, bỗng nhiên một chiếc quạt đánh cô bay vào bên trong phòng. Ẩn Tâm quả nhiên rất giỏi chiêu đánh lén này. Nguyệt Thất âm thầm bảo vệ Tinh Nhi lập tức lao vào đánh nhau với hắn. Sau khi vào trong, Tinh Nhi phát hiện công chúa Đại Lương đang đợi mình, hai người cũng chẳng nói chẳng rằng lao vào đánh nhau, ba nơi ba cuộc chiến xảy ra. Tinh Nhi tốn rất nhiều công sức để đối phó với công chúa, đúng lúc này Tà Bảo Thương mở một cánh cửa ngầm ra. Mấy người lập tức theo vào trong, bên này Nguyệt Thất không địch lại, Ẩn Tâm bị hắn đá ngã ra đất, rất may Nguyệt công tử đã kịp thời ứng cứu. Ẩn Tâm biết mình không phải đối thủ của anh bèn lập tức bỏ chạy, bên này không biết tại sao Trung Vũ lại không theo vào. Tinh Nhi bị hai người tấn công cùng lúc, may thay Nguyệt công tử kịp thời xuất hiện. Hai người biết mình không thể địch lại Vũ Văn Nguyệt bèn khởi động cơ quan, một cánh cửa đá khổng lồ hạ xuống phía Tinh Nhi. Nguyệt công tử bay tới cứu lấy cô, nhưng họ lại bị nhốt ở bên trong. Mục đích của điệp giả Đại Lương đã thành, đó chính là khiến Vũ Văn Nguyệt không thể đối phó được với chúng. Vợ chồng Tinh Nguyệt loay hoay hồi lâu vẫn không tìm thấy lối ra. Tinh Nhi hỏi Tà Bảo Thương có phải đồng bọn với mấy cô gái kia không, thì ông ta đột nhiên bật khóc, nói rằng mình mới là người bị hại. Đột nhiên một đám nữ nhân xông vào, đập phá tan tành cửa tiệm của ta, không dễ gì ta mới trốn ra được, mà bây giờ cặp tình nhân hai người lại đổ lỗi cho ta. Thấy vậy Tinh Nhi liền giải thích bọn họ không phải một đôi, nhưng trong lòng Nguyệt công tử lúc này lại vui như nở hoa. Ai cũng có thể nhìn ra Nguyệt công tử thích Tinh Nhi, chỉ có mình Tinh Nhi là không nhìn ra được. Tà Bảo Thương mắng chửi những điệp giả họ chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Tinh Nhi hỏi ông ta sao biết họ là điệp giả, thì ông ta liền nói kiếm ngươi dùng là Tàn Hồng kiếm. Điều này chứng tỏ ngươi là người của Điệp Chỉ Thiên Nhãn, kiếm của hắn là Phá Nguyệt kiếm, kiếm của hai người là kiếm đôi đấy. Còn không biết ngượng mà nói với ta không phải một đôi. Tà Bảo Thương nằm bên cạnh chuẩn bị đánh một giấc, ông ta nói ở đây không có lối ra. Công tử nghe xong lặng lẽ ngồi xuống một bên và tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng Tinh Nhi thì rất sốt ruột. Thấy vậy công tử chẳng quan tâm mà nhắm mắt vào ngủ.
Lúc này Nguyệt Thất đã dẫn theo Nguyệt Vệ tới cứu công tử, nhưng lúc này Vũ Văn Nguyệt đã lâm vào hôn mê, sau khi Tinh Nhi bắt mạch mới biết bệnh hàn của anh tái phát. Tinh Nhi hỏi Tả Bảo Thương có cách nào cứu được anh không, ông già bắt mạch cho Vũ Văn Nguyệt, nói chỉ mấy giờ nữa là anh sẽ tỉnh. Đúng vào lúc này ông ta nhìn thấy Mộc Châu trên người Tinh Nhi, trên gương mặt hiện lên vẻ kinh hãi, chẳng lẽ cô ấy có liên quan gì đó đến Phong Vân lệnh chủ sao? Lúc này Tinh Nhi nhớ ra Tả Bảo Thương cái gì cũng bán, cô bèn kéo ông ta sang một bên, muốn hỏi ông ta về bản đồ của Cực Lạc Các, Tả Bảo Thương rất thoải mái đồng ý ngay. Nhưng điều kiện là cô phải dùng Mộc Châu để đổi lấy. Tả Bảo Thương nhìn thấy Mộc Châu thì chắc chắn nó là cái mà Lạc Hà đeo năm đó. Tinh Nhi không chịu đồng ý, bởi vì thứ này có liên quan đến thân thế của cô. Ông ta hỏi Tinh Nhi có biết Phong Vân lệnh không? Cô nói Phong Vân lệnh thì mình có chút ấn tượng. Tả Bảo Thương nói nếu cô có thể nói cho mình biết về tung tích của Phong Vân lệnh, ông ta sẽ đồng ý dùng mọi bảo vật để đổi lấy, kể cả việc cô muốn biết tin tức gì ông ta cũng sẽ nói cho cô nghe. Tinh Nhi nói dối rằng Lạc Hà đang nằm trong tay thập nhị nhân kiệt. Ông già hỏi tại sao lại rơi vào tay bọn chúng, Tinh Nhi nói là do Lạc Hà cướp và đưa cho bên đó, nực cười thập nhị nhân kiệt là thuộc hạ của Lạc Hà. Nếu như bị Lạc Hà cướp đi thì sao có thể giao cho thập nhị nhân kiệt, lúc này Tả Bảo Thương nhận ra mình đã bị Tinh Nhi lừa, thấy ông ta không chịu giao dịch với mình. Tinh Nhi an ủi ông ta hứa với ông một khi hồi phục lại trí nhớ, nếu nhớ ra bất cứ chuyện nào liên quan đến Phong Vân lệnh, ta sẽ lập tức quay lại nói với ông, hai mắt Tả Bảo Thương bỗng sáng rực, nếu như cô gái trước mặt mất trí nhớ. Trên người lại có Mộc Châu này, vậy thì rất có khả năng cô chính là Phong Vân lệnh chủ Sở Kiều, mà Tả Bảo Thương chính là một trong số thập nhị nhân kiệt. Ông ta lập tức nói muốn giúp cô điều trị việc mất trí nhớ, Tinh Nhi đưa ra một điều kiện, đó chính là cô cần bản đồ của Cực Lạc Các. Tinh Nhi trước giờ chưa từng quên việc báo thù cho tỷ tỷ, vì để giúp Tinh Nhi hồi phục ký ức xác nhận thân phận. Tả Bảo Thương bèn đồng ý giao bản đồ Cực Lạc Các cho cô, Tinh Nhi cũng chấp nhận phương pháp điều trị của ông ta, chỉ thấy ông ta cầm ngọn nến đưa qua đưa lại trước mặt Tinh Nhi. Một đoạn ký ức bị phong bế xuất hiện trong đầu Tinh Nhi, Lạc Hà chuyển cho Sở Kiều một loại công pháp uy lực mãnh liệt tên Hàn Băng Quyết, bà phải đi chấp hành một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Trước khi đi bà giao một tấm bản đồ và Mộc Châu cho cô, nói cô hãy đi tìm một người đàn ông họ Kinh, sau khi luyện thành công Hàn Băng Quyết thì hãy mở Mộc Châu này ra. Nó sẽ chỉ dẫn cho cô phải làm thế nào tiếp theo. Sau đó Sở Kiều đi đến Kinh gia, rồi cùng lớn lên với các tỷ muội. Nhưng hôm ấy cha Kinh nhận được tin tức mẹ Sở Kiều là Lạc Hà sắp sửa bị xử trảm. Sở Kiều quyết định đi cứu mẹ, nhưng khi cô tiến vào trong ngục giam thì bị chúng mai phục. Thế nhưng những kẻ này hiển nhiên không phải đối thủ của cô. Nhưng khi tới nhà giam nơi nhốt mẹ thì lại phát hiện đối phương lại không phải mẹ mình. Lúc này một lượng lớn người ngựa đã vây sẵn ở bên ngoài. Sở Kiều một mình đột phá vòng vây, nhưng rồi lại bị một cao thủ bịt mặt chặn lại. Nhưng từ đây có thể thấy người này rõ ràng không phải Sở Kiều, hắn thực ra là sát thủ cao cấp của Vãn Sinh Doanh Hạ Trùng, nhận sự ủy thác của Lạc Hà đóng giả Sở Kiều để tránh cô rơi vào bẫy. Hạ Trùng dùng bí thuật đánh gãy chân đối phương, trùng hợp là tổ phụ Vũ Văn trước của Nguyệt công tử cũng phải ngồi xe lăn suốt đời, lúc này thuộc hạ của Lạc Hà xà nữ xuất hiện cứu bà ấy đi, nhưng thời khắc then chốt lại bị Nguyệt công tử cắt ngang, Tả Bảo Thương tức suýt chết, Tinh Nhi vội bảo ông ta im miệng lại. Tả Bảo Thương cũng hiểu ra không thể để Vũ Văn Nguyệt biết được chuyện này. Đột nhiên Nguyệt công tử nói với ông ta, cũng đến lúc ông thả chúng tôi ra rồi. Hóa ra Nguyệt công tử phát hiện ngọn lửa chuyển động chứng tỏ có gió. Tinh Nhi cũng phát hiện họ ở trong này lâu như vậy nhưng không khí vẫn rất tươi mới. Điều này chứng tỏ chắc chắn có lối ra. Dưới sự uy hiếp của Nguyệt công tử, Tả Bảo Thương chỉ đành mở cửa ra, nhưng hai người vừa ra ngoài thì đã gặp phải mai phục, lại là anh chàng ẩn tâm kia. Mặc dù đối phương người đông nhưng rõ ràng đều là những kẻ vô dụng, ẩn tâm thấy mình không phải đối thủ của hai người họ bèn tung ra ám khí, Tinh Nhi vì chắn cho công tử nên đã trúng chiêu, ẩn tâm thấy vậy thì lập tức bỏ chạy. Nguyệt công tử lo cho vết thương của Tinh Nhi nên không đuổi theo, sau khi bắt mạch cho cô xong còn không quên mắng cô mấy câu. Sau khi quay trở về Thanh Sơn viện, Tinh Nhi nằm trên giường nghỉ ngơi, cuối cùng cô cũng biết tên mình là Sở Kiều. Mẹ là Lạc Hà bị người ta hại chết, hung thủ là ai đến nay vẫn còn là câu hỏi. Hôm sau Nguyệt công tử chuẩn bị dạy cho Tinh Nhi một tuyệt chiêu, đó chính là bắn tên. Sau một hồi làm mẫu cho Tinh Nhi thì cũng đến lúc cô thực hành một mình. Với năng lực khác xa người bình thường, Tinh Nhi đã hoàn thành một cách xuất sắc. Sau đó quay đầu lại nhìn công tử với ánh mắt ngọt ngào, điều đó khiến công tử ngại ngùng đỏ mặt. Sau đó anh dẫn Tinh Nhi đi tới mật thất để dạy cô kỹ năng của một điệp giả, một bức thư được xử lý đặc biệt, chỉ cần dùng một chút bột hiện ảnh rắc lên trên đó, chữ trên thư sẽ hiện hình. Tinh Nhi lập tức nhớ tờ giấy không có chữ trong Mộc Châu kia, sau khi về cô rắc bột lên phía trên, quả nhiên chữ trên đó lập tức hiện ra. Nếu như gặp phải nguy hiểm thì hãy tới Yến Bắc tìm Ô Tiên Sinh, ông ấy sẽ bảo vệ con, giải đáp mọi câu hỏi của con. Xem ra Tinh Nhi cũng có mối liên hệ rất mật thiết với Yến Bắc. Khi cô đi ra ngoài tìm công tử thì nhìn thấy Nguyệt Thất cũng vào phòng anh, nhưng khi cô bước vào thì lại chẳng thấy Nguyệt Thất đâu. Hóa ra trong phòng công tử cũng có mật thất, tìm kiếm một hồi thì cô cũng tìm ra cánh cửa bí mật. Sau khi đi vào, Tinh Nhi lại phát hiện Vũ Văn Trước vẫn chưa chết, mà ông ta cũng phát hiện ra Tinh Nhi đang nghe lén. Ông ta nói sẽ phái Tinh Nhi tới Đại Lương làm tử gian sống chết mặc kệ. Nguyệt Thất nghe xong không đành lòng để Tinh Nhi mạo hiểm nên đã nói giúp cho cô. Nhưng Vũ Văn Trước lại bảo Nguyệt Nhi huấn luyện cô ta, chính là để vào thời khắc then chốt biến cô ta thành con dao sắc giết địch.
Điều này đã khiến Tinh Nhi hiểu lầm đây là kế hoạch của Nguyệt công tử. Cô cứ tưởng bấy lâu nay anh đối xử tốt với mình. Trái tim cô lúc này vô cùng đau nhói. Vũ Văn Trước vẫn còn sống, Ngũ Ca chẳng qua chỉ là một vật hy sinh nhỏ bé mà thôi, còn cô cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cũng chỉ là một quân cờ bị người ta lợi dụng. Tinh Nhi cảm thấy thất vọng vô cùng. Cô tới tìm Tả Bảo Thương nói với ông ta việc mình muốn hành thích Vũ Văn Tịch, hơn nữa chỉ đi một mình, nhưng ông lại cho rằng cô chính là đang tự tìm đường chết. Nhưng Tinh Nhi nói chết thì có làm sao, thấy không khuyên được Tả Bảo Thương đành nói, cô muốn chết nhưng ta không muốn để cô chết. Khóe mắt Tinh Nhi rưng rưng, không ngờ một người vừa mới quen biết không lâu lại quan tâm mình như vậy. Tinh Nhi rất có khả năng là thiếu chủ của ông ta. Ông ta đương nhiên không nỡ để cô chết rồi, nhưng lần hành động này quá nguy hiểm. Tả Bảo Thương thấy không khuyên được chỉ đành đưa cho cô mấy món thần khí. Hôm sau Thế Tử tới tìm Tinh Nhi, hỏi cô đã suy nghĩ xong việc theo mình tới Yến Bắc chưa. Lần này Tinh Nhi đồng ý, nhưng biểu cảm của cô lại chẳng vui vẻ chút nào. Buổi tối Tinh Nhi đóng giả làm nô tỳ hạ đẳng bị đưa tới Cực Lạc Các. Hương trong phòng có tác dụng mê hoặc tâm trí con người, nhưng lại chẳng có bất cứ tác dụng nào với điệp giả như Tinh Nhi. Cô trốn vào sau tấm màn thay y phục. Lúc này Vũ Văn Tịch phong độ người người đi ra, tóm lấy nữ tử trong bồn lên giết hại. Bỗng nhiên một chiếc châm cài cắm vào người ông ta. Vũ Văn Tịch quay đầu lại nhìn, phát hiện chính Tinh Nhi là người ra tay. Lúc này một đám thị vệ xông vào, Tinh Nhi lập tức vào thế sẵn sàng chiến đấu. Vũ Văn Tịch thấy tình hình không ổn chuẩn bị bỏ chạy, thì một thanh kiếm bay về phía ông ta. Rất nhanh sau đó từng tên thị vệ ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại mình Vũ Văn Tịch. Tinh Nhi sẽ không cho ông ta chết dễ dàng như vậy, chắc chắn phải hành hạ ông ta một trận để xả cơn giận, nhớ đến việc tỷ tỷ từng bị ông ta giày vò tại đây. Tinh Nhi không chút do dự đấm liên tục vào mặt ông ta với chỉ gia nhẫn trên tay, dù cho đối phương đã chết nhưng Tinh Nhi vẫn không ngừng đấm vào mặt ông ta. Trước khi đi cô nói với một nữ tỳ rằng mình là Tinh Nhi của Thanh Sơn Viện, là Nguyệt công tử phái cô tới giết Vũ Văn Tịch. Lúc này Chu quản gia dẫn theo người đi vào, vội vàng hỏi nữ tỳ kia chuyện gì đã xảy ra, là Nguyệt công tử phái Tinh Nhi tới giết lão thái gia. Bên này Yến Tuân chuẩn bị trốn khỏi Trường An ngay trong đêm, đột nhiên một thị vệ chạy tới báo tin, nói Vũ Văn Tịch ở Hồng Sơn Viện bị người ta ám sát, người giết chính là một tỳ nữ tên Tinh Nhi. Trung Vũ khuyên Thế tử đừng quản chuyện này, nếu còn không đi thì sẽ muộn mất. Nhưng Yến Tuân sao có thể buông bỏ được Tinh Nhi, dặn dò bọn họ rời đi trước, còn mình cứu người xong sẽ tới tụ họp với họ. Bên này Nguyệt công tử cũng nhận được tin Vũ Văn Tịch bị Tinh Nhi ám sát. Ngay khi Tinh Nhi chuẩn bị dùng thần khí của Tả Bảo Thương để trốn chạy, thì Vũ Văn Nguyệt đột nhiên xuất hiện. Nguyệt công tử nhìn cô với ánh mắt khó tin, Tinh Nhi giờ đây giống như đã biến thành một người khác. Chẳng còn dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng anh như lúc xưa, Tinh Nhi bây giờ vẫn rất cứng miệng. Bởi vì cô cảm thấy mình bị Nguyệt công tử làm tổn thương, còn Nguyệt công tử lại cho rằng đây chính là bộ mặt thật của cô, hiểu nhầm càng lúc càng sâu thêm. Tinh Nhi trực tiếp ra tay với Nguyệt công tử, công tử ra tay chiêu nào cũng rất có chừng mực, còn Tinh Nhi thì chiêu nào chí mạng chiêu ấy. Anh hỏi rốt cuộc Tinh Nhi muốn cái gì, cái chết của Lâm Tích anh đã giải thích rõ ràng. Nhưng hiện giờ Tinh Nhi hoàn toàn không còn tin vào lời giải thích của Vũ Văn Nguyệt nữa. Nói anh vì để giúp Vũ Văn Trước giả chết mà không tiếc hy sinh tính mạng Ngũ Ca. Sau khi nghe xong những lời Tinh Nhi nói, anh biết cô đã hiểu nhầm mình, nhưng anh lại không có cơ hội để giải thích. Tinh Nhi tiếp tục động tay với anh. Nhưng hiển nhiên cô không phải là đối thủ của anh, công tử chỉ muốn khiến cô bình tĩnh lại trước. Nhưng Tinh Nhi bây giờ không muốn có bất cứ dính dáng gì với anh nữa. Tinh Nhi lợi dụng thần khí của Tả Bảo Thương trốn chạy thành công, nhưng ai ngờ trên đó lại có một lỗ thủng. Đúng lúc này Yến Tuân Thế Tử cưỡi ngựa tới nơi, chốt khóa trên đôi cánh hoàn toàn tuột ra. Cùng lúc Thế Tử cũng đã kịp chạy tới đỡ cô. Nguyệt công tử thấy Tinh Nhi an toàn nhưng lại rơi vào vòng tay người đàn ông khác. Anh thật sự vừa yên tâm lại vừa đau lòng. Cuối cùng anh chỉ đành lủi thủi trở về Thanh Sơn Viện. Lúc này Nguyệt Thất chạy tới báo tin, Hoàng thượng đã hạ lệnh tập hợp các đại môn phiệt truy lùng Yến Tuân Thế Tử. Nguyệt công tử vốn định xuất binh giúp đỡ Thế Tử, nhưng Vũ Văn Trước lại đột ngột muốn gặp anh, ra lệnh cho anh không được phép xuất binh, vì Thanh Sơn Viện và Điệp Chỉ Thiên Nhãn còn cả tính mạng của toàn bộ người trong gia tộc, tuyệt đối không thể đối đầu với Hoàng thượng. Vũ Văn Nguyệt vốn định làm trái ý nguyện của tổ phụ, nhưng Vũ Văn Trước lại bảo lão nô bên cạnh mình quỳ xuống cầu xin anh. Trong lòng Vũ Văn Nguyệt cũng có nỗi khổ riêng. Vợ vừa mới chạy theo người ta, bây giờ lại không thể đi cứu huynh đệ của mình. Nguyệt công tử chỉ đành nghe theo lời căn dặn của tổ phụ. Nhưng nếu chỉ như vậy thì vẫn chưa đến nỗi Yến Tuân phải trở mặt với anh. Nhưng ông già này không chịu dừng lại ở đó. Ông ta lấy ra hàn băng tiễn Nguyệt công tử chuyên dùng. Vừa nhìn là biết ngay định làm chuyện xấu. Bên này Yến Tuân đã tụ họp lại với thuộc hạ. Ngay khi chuẩn bị chạy trốn, các đại môn phiệt đột nhiên xuất hiện từ trong góc phố, cửa thành cũng đã bị đóng lại. Đám người Yến Tuân bị bao vây từ phía. Triệu Tây Phong ra hiệu cho thuộc hạ chuẩn bị ra tay. Tinh Nhi nhắm thời cơ ra tay trước, trực tiếp bắt lấy chủ soái của đối phương. Dù là thế, Triệu Tây Phong vẫn không thể quản được cái mồm của mình, cho rằng Tinh Nhi vẫn còn là ả nô tỳ năm đó. Tinh Nhi bèn đá hắn một phát bay ra xa, khiến Yến Tuân cũng phải nhìn cô bằng con mắt khác. Đối phương chỉ đành hạ lệnh thả họ đi trước. Một mối nguy cứ thế được Tinh Nhi tạm thời giải quyết. Hôm sau Yến Tuân thả Ngụy Thư ra. Tinh Nhi cảm ơn anh đã nhiều lần giúp đỡ cô, nhưng bây giờ cô không thể theo anh về Yến Bắc được, bởi vì hai muội muội của cô hiện giờ vẫn chưa rõ đang ở đâu. Đợi khi cô tìm được Tiểu Thất Tiểu Bát, có lẽ cô sẽ đến Yến Bắc tìm anh. Yến Tuân nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Sau khi Tinh Nhi rời đi thì bất ngờ bắt gặp một nữ tử mặc đồ đỏ trên đường. Cô tưởng rằng đó là Tiểu Bát, bèn tiến tới gần.
nhưng đối phương lại bất ngờ quay đầu tung ra ám khí, lại còn là một nam nhân, là một kẻ không biết xấu hổ giống hệt Ẩn Tâm. Sau khi khống chế được hắn ta, hắn lại nói mình là do Vũ Văn Nguyệt phái tới để giết cô. Lúc này Nguyệt công tử cũng đã tới nơi, nhìn thấy người nằm bên cạnh Bách Biến Hồ Sinh, anh còn tưởng rằng hắn đã giết chết Tinh Nhi rồi, nhưng anh đã bị Tinh Nhi lừa. Nguyệt công tử bị Tinh Nhi cầm dao kề cổ, thế nhưng trên gương mặt lại nở nụ cười. Bởi vì vợ chưa chết là điều quan trọng nhất, nhưng bây giờ tính mạng của anh lại đang nằm trong tay cô. Nguyệt công tử hỏi cô sẽ thật sự giết anh sao? Và quả nhiên Tinh Nhi cũng không thể ra tay được. Sau đó Nguyệt công tử lặng lẽ đi sang một phía, dùng khăn tay lau vết máu trên cổ. Tinh Nhi hồi tưởng lại đây chính là chiếc khăn anh dùng để lau nước mắt giúp mình, ấy thế mà anh vẫn luôn đem theo nó bên người. Đột nhiên Nguyệt công tử lại hạ lệnh bắt Tinh Nhi lại, nhưng đám nguyệt vệ này vốn không phải là đối thủ của cô. Chính vào lúc này Yến Tuân cưỡi ngựa phi tới ứng cứu, thế tử lại một lần nữa bất chấp tính mạng cứu lấy Tinh Nhi, phải biết rằng hiện giờ anh là tội đồ bị truy nã. Nếu bị tóm được thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, vừa khéo Nguyệt công tử cũng không tìm được lý do thả Tinh Nhi đi, chuyện này vừa hay khớp với ý anh, nên mau chóng ra lệnh cho nguyệt vệ không cần đuổi theo. Hai người họ trốn vào trong rừng tụ họp lại với thuộc hạ, Phong Miên thấy vậy muốn giúp thế tử nhà mình một phen. Nhưng Tinh Nhi lại không nhạy bén trong chuyện tình cảm cho lắm, còn trách Yến Tuân quá nông nổi, mà chính vào lúc này Vũ Văn Hoài đã dẫn người tới bao vây nơi đây. Thuộc hạ của Yến Tuân bị bắn trúng ngã xuống đất, Yến Tuân mau chóng bảo vệ cho Tinh Nhi, nhưng lại khiến bản thân không may bị trúng một mũi tên. Thuộc hạ của Yến Tuân bị giết gần hết, anh mau chóng xông ra thu hút sự chú ý của đối phương, còn Tinh Nhi lại từ từ bước ra. Cô để mắt tới Vũ Văn Hoài ở cách đó không xa, lao tới cho hắn một đạp. Không đợi Vũ Văn Hoài kịp phản ứng lại, Tinh Nhi bay lên không trung cầm kiếm chém về phía hắn, thế nhưng lại bị hắn né được. Hai người bắt đầu lao vào đánh đấm. Hoài công tử mặc dù không phải loại phế vật, thế nhưng vẫn bị Tinh Nhi hành cho một trận, nhưng suy cho cùng Tinh Nhi vẫn không phải đối thủ của hắn. Khi Tinh Nhi liên tục tấn công, hắn bắt lấy thời cơ bóp chặt cổ cô, bên này Yến Tuân đã dễ dàng giải quyết được đám cung thủ. Nhưng khi quay đầu lại thấy Tinh Nhi bị Vũ Văn Hoài dẫm dưới chân, Yến Tuân không dám mạo hiểm tấn công, mà cảnh này đã bị công tử nhìn thấy hết. Anh cầm hàn băng tiễn lên chuẩn bị cứu người, Tinh Nhi lại tự tìm được cơ hội thoát thân, Vũ Văn Hoài vẫn còn muốn đánh tiếp, Yến Tuân lập tức cùng Tinh Nhi biểu diễn màn phối hợp cực đỉnh. Không ngờ ngay lần phối hợp đầu tiên đã ăn ý như vậy, hai người nhìn nhau cười ngọt ngào, Nguyệt công tử nhìn thấy cảnh này trong lòng không khỏi xót xa. Lúc hai người họ cưỡi ngựa bỏ chạy, hàn băng tiễn Nguyệt công tử chuyên dùng nhắm thẳng về phía họ. Sau khi hai người bị đánh ngã, ngựa lập tức rơi vào vòng vây, nhưng người bắn ra mũi tên đó không phải Nguyệt công tử mà là lão nô dưới trướng của Vũ Văn trước. Yến Tuân và Tinh Nhi bị áp giải trên xe, lúc này Tinh Nhi mới sờ vào miệng vết thương của Yến Tuân, phát hiện bên trên đó lành lạnh còn có cả vệt nước. Điều này khiến cô cho rằng mũi tên đó là do Vũ Văn Nguyệt bắn ra. Bên này một lượng lớn thị vệ tay ôm hộp tiến vào hoàng cung, thứ đựng bên trong chính là đầu của người nhà Yến Tuân. Nhưng anh lúc này vẫn chẳng hề hay biết chuyện gì, hai người bị nhốt ở hai phòng cạnh nhau, chỉ có thể nói chuyện với nhau thông qua cái lỗ trên tường. Yến Tuân bảo Tinh Nhi sau khi ra ngoài hãy đi theo mình, sau này anh sẽ bảo vệ cô. Tinh Nhi gật đầu đồng ý. Cô nói với Yến Tuân sau này nhớ dẫn cô đi ăn đồ ngon, bây giờ cô sắp đói chết rồi, trời lạnh như này cô muốn ăn thịt nướng. Câu nói này khiến Yến Tuân rất xót xa, cảm thấy chắc chắn Tinh Nhi đang vừa lạnh vừa đói. Anh bảo Tinh Nhi thò tay qua đây, sau đó sưởi ấm cho cô. Anh hỏi cô tên thật là gì, Tinh Nhi nói mình vốn tên là Sở Kiều. Yến Tuân nói vậy sau này gọi cô là A Sở nhé. Sở Kiều thấy vậy cũng không từ chối. Tình yêu của Yến Tuân đối với A Sở chưa từng thay đổi. Dù cho sau này anh có hắc hóa thì nó vẫn vậy, mà đây cũng là lần cuối cùng Yến Tuân thế tử cười để lộ hàm răng trắng. Bên này tỷ tỷ của Yến Tuân biết tin cha và anh trai gặp nạn, bèn chuẩn bị trốn khỏi thành Trường An, nhưng nửa đường lại bị Triệu Tây Phong chặn lại, một xác hai mạng người bởi hiện giờ cô ấy đang là thai phụ. Lúc Triệu Tây Phong chuẩn bị rời đi, đột nhiên một viên đá bay về phía hắn ta, hóa ra là Nguyệt công tử đã tới. Nhưng anh đã đến trễ một bước, nhìn thấy thi thể trên đất anh vô cùng tức giận. Lúc này Triệu Tây Phong còn không quên khiêu khích. Nguyệt công tử vốn đã tức giận bèn cho hắn một trận. Người của Triệu Tây Phong hiển nhiên không phải là đối thủ của Nguyệt vệ, rất nhanh đã bị Nguyệt công tử khống chế. Ngay khi Nguyệt công tử chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên thái giám trong cung chạy tới báo hoàng thượng muốn triệu kiến anh. Triệu Tây Phong lập tức để lộ biểu cảm đắc ý. Thấy vậy Nguyệt công tử liền cho hắn một nhát vào chân. Sau đó anh phủ y phục của mình lên người chị Yến Tuân. Hoàng thượng biết Vũ Văn Nguyệt và Yến Tuân là huynh đệ tốt nhiều năm, vì thế bảo anh ngày mai tới Cửu U Đài làm phụ giám trảm quan, hỗ trợ Vũ Văn Hoài xử giảm nghịch tặc Yến Bắc Yến Tuân. Thấy Nguyệt công tử mãi không mở miệng đồng ý, hoàng thượng bèn cảnh cáo anh, ngày mai ở Cửu U Đài, nếu như anh có ý bao che cho Yến Tuân, thì ông ta sẽ khiến cho Thanh Sơn Viện biến mất. Vũ Văn Nguyệt chỉ đành đồng ý, anh không dám dùng tính mạng của từng ấy người để đánh cược. Hôm sau mẹ của Yến Tuân Bạch Xanh mặc đồ trắng quỳ trước cửa hoàng cung. Bây giờ Yến gia chỉ còn mình bà ấy và Yến Tuân, bà ấy buộc phải bảo vệ được đứa con trai này, mà Yến Tuân lúc này vẫn đang ở trong ngục giam kể cho Tinh Nhi nghe Yến Bắc tươi đẹp nhường nào. Nơi đó không có nô lệ cũng không có tranh giành đấu đá, Tinh Nhi nghe xong cũng rất muốn mau chóng đến Yến Bắc, nhưng họ đã được định sẵn sẽ không có cơ hội trở về rồi. Ngụy Thư đã dẫn người tới áp giải họ tới Cửu U Đài, lúc này chuông đã vang 36 tiếng. 36 tiếng chuông là nghi lễ dành cho hoàng thân quốc thích lúc tạ thế,
Lão thái giám hô lớn mời phụ giám trảm quan, khoảnh khắc Vũ Văn Nguyệt bước ra, tất cả mọi người đều sửng sốt vô cùng. Ai cũng biết trong số các công tử anh và Yến Tuân có quan hệ tốt nhất, nhưng ai ngờ anh lại trở thành phụ trảm giám quan. Đối diện với ánh mắt phẫn nộ và sửng sốt của Yến Tuân, cùng với đó là ánh mắt thất vọng của Tinh Nhi, Nguyệt công tử dù rất oan uổng nhưng không có cách nào nói ra. Sau đó Vũ Văn Hoài truyền thánh chỉ, nói Yến Thế Thành có ý đồ mưu phản, bây giờ một nhà 14 người đều đã bị xử tử. Chỉ còn lại mình Yến Tuân và mẹ anh Bạch Xanh, Niệm Tình anh từ nhỏ đã lớn lên ở Trường An không cấu kết với nghịch tặc, bây giờ lệnh cho anh đứng ra chỉ mặt phạm nhân. Hơn nữa còn phải đứng nhìn tội phạm chịu hình phạt, như vậy thì Yến Tuân mới được tha tội, điều đó có nghĩa là Yến Tuân sẽ phải đứng ra nhận xác người thân. Hành động này của Hoàng thượng là muốn cố ý chọc giận Yến Tuân, như thế ông ta sẽ có lý do xử trảm anh luôn. Lúc này binh sĩ ôm hộp gỗ đi vào, tổng cộng có 14 chiếc, bên trong đều là đầu của người nhà Yến Tuân, Yến Tuân thế tử ngoại trừ ngài và mẹ ra. Tất cả đều đã bị xử trảm không sót một ai, trên gương mặt Vũ Văn Hoài lộ rõ vẻ đắc ý, bảo Yến Tuân lĩnh chỉ và xác nhận thi thể. Nhưng nếu như anh nhận lệnh thì sẽ bằng với việc thừa nhận cha mình là nghịch tặc. Yến Tuân xông về phía Vũ Văn Hoài đấm hắn một phát, điều này vừa hay đúng với ý hắn. Kháng chỉ sẽ lập tức bị xử trảm, Vũ Văn Hoài ra hiệu cho thuộc hạ động tay, Nguyệt công tử vội vã khuyên Yến Tuân lĩnh chỉ. Bây giờ giữ mạng mới là điều quan trọng nhất. Vũ Văn Hoài bước lên cửu u đài, mở một chiếc hộp gỗ ra, hắn cầm thủ cấp của cha Yến Tuân và chế giễu anh. Lúc này nỗi uất hận đã dâng lên đỉnh điểm, Yến Tuân không thể khống chế bản thân nổi nữa, giật đứt còng tay bắt đầu phản kháng, một mình đối đầu với thiên binh vạn mã, nhưng chính anh cũng bị đánh đến mức thương tật đầy mình. Anh liên tục bị đá ngã xuống đất, toàn bộ đều dựa vào ý chí kiên cường của bản thân để đứng dậy. Cuối cùng một mình anh xông lên đến tận cửu u đài, binh sĩ còn muốn tấn công lên, Vũ Văn Nguyệt bèn giơ tay ra ngăn cản họ. Nhưng Hoài công tử chắc chắn sẽ không để Yến Tuân được yên ổn, suýt chút nữa Yến Tuân bị đá vào mái chém, may mắn là được Tinh Nhi cứu. Thể lực của anh đã đi tới cực hạn, nhưng vẫn từ từ gắng gượng đứng dậy. Nguyệt công tử mặc dù rất không nỡ, nhưng vẫn không dám ra tay cứu giúp Yến Tuân. Vũ Văn Hoài ra hiệu cho cung thủ bắn tên. Mấy mũi tên bắn trúng người Yến Tuân, anh bẻ gãy mũi tên sau đó đứng dậy, lảo đảo tiến về phía hộp gỗ. Tất cả mọi người đều bất lực đứng nhìn cảnh này, công chúa và Nguyên Tung ôm nhau khóc sướt mướt, Tinh Nhi cũng rơi nước mắt. Nguyệt công tử thầm khuyên Yến Tuân đừng đi lên, Yến Tuân không từ bỏ, từng bước bò lên cửu u đài. Vũ Văn Hoài chuẩn bị ra một đòn chí mạng, may mắn là Nguyệt công tử phát hiện ra và giúp Yến Tuân ngăn cản nó. Anh hạ lệnh không cần phải kiểm tra thi thể nữa, lập tức tiến hành hành hình thi thể. Nhưng Vũ Văn Hoài cảnh cáo anh, thánh chỉ viết rõ rành rành, sau khi Yến Tuân kiểm tra thi thể xong thì mới được hành hình. Nhưng Nguyệt công tử nói lập tức hành hình mọi hậu quả mình sẽ gánh. Vũ Văn Hoài nói nếu như Yến Tuân không tiếp chỉ, bây giờ hắn có thể lập tức trảm anh. Nguyệt công tử lửa giận bừng bừng nhưng lại chẳng có cách nào. Chính vào lúc này mẹ của Yến Tuân đi tới, bà ấy đã có được ý chỉ của Hoàng thượng. Người trong hộp gỗ là chồng bà, cả con trai và con gái bà không ai có tư cách kiểm tra thi thể hơn bà. Yến Tuân nhìn thấy mẹ mình không kìm lòng nổi mà bật khóc. Mẹ nói với anh phải tin tưởng cha, thói đời này là vậy đấy, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể nói đạo lý. Bạch Xanh mở chiếc hộp đầu tiên ra, bên trong chính là chồng bà Yến Thế Thành. Năm đó quân phản loạn đốt cháy hoàng cung, Thế Thành dẫn người dùng tính mạng để xông vào cứu giá. Thế Thành đã tìm được hoàng thượng khi vẫn còn là hoàng tử. Cứ thế Bạch Xanh kiểm tra từng thi thể trong hộp gỗ, lớn tiếng nói ra tên của bọn họ, nói ra những cống hiến của họ với hoàng thượng của ngày hôm nay. Sau khi kiểm tra xong, hộp gỗ bị ném vào đống lửa. Bạch Xanh bảo con trai đừng khóc, nam nhân Yến gia rơi máu chứ không rơi lệ. Sau đó bà đẩy Yến Tuân sang một bên, còn mình đột nhiên xoay người đập đầu vào lò lửa. Bà ấy dùng sinh mạng của mình để đổi lấy sự sống cho Yến Tuân. Chỉ trong vòng mấy ngày Yến gia đã bị giết sạch, chỉ còn lại mình Yến Tuân. Nước mắt của anh đã rơi sạch tại cửu u đài này, anh thề rằng phải huyết tẩy cả Trường An. Yến Tuân và Tinh Nhi bị nhốt vào nhà lao, nhưng người muốn lấy mạng của Yến Tuân vẫn rất nhiều. Suy cho cùng ai cũng biết thả hổ về rừng thì hậu họa khó lường. Nếu như một ngày nào đó để Yến Tuân quay trở lại Yến Bắc, thế thì sẽ đem đến phiền phức rất lớn. Vũ Văn Hoài lập tức gửi một bức thư cho công chúa Đại Lương. Tối đó họ bèn phái người tới hành thích Yến Tuân, nhưng Tinh Nhi không phải người dễ đối phó, vừa giết chết người lại còn lấy được một món vũ khí. Nhưng chẳng bao lâu sau, Triệu Tây Phong lại dẫn người tới. Mấy ngày trước hắn bị Tinh Nhi chặt đứt ngón tay, hôm nay tới đây là để trả thù cô. Hắn bắt lấy Yến Tuân để uy hiếp Tinh Nhi tự chặt đứt ngón tay mình, nhưng Yến Tuân lại lấy thân mình ra bảo vệ Tinh Nhi, bởi đối với anh Tinh Nhi là tất cả. Triệu Tây Phong cũng đồng ý với yêu cầu này của anh. Yến Tuân không chút do dự tự cắt một ngón tay để cứu Sở Kiều. Lúc này Triệu Tây Phong mới hài lòng rời đi. Sở Kiều đau xót nhìn ngón tay bị đứt của Yến Tuân. Lúc này cô không thể kiềm nổi nữa, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Thế nhưng Yến Tuân lại nở nụ cười an ủi cô rằng mình không sao. Trong lòng anh, an toàn của Sở Kiều mới là quan trọng nhất. Hai người đều mất đi người thân, có vận mệnh giống với nhau. Họ ôm nhau khóc cạn nước mắt. Không bao lâu sau, Nguyệt công tử tới thăm Yến Tuân, nhìn thấy tình trạng thảm hại hiện giờ của anh, khóe mắt Vũ Văn Nguyệt đỏ ửng. Yến Tuân hỏi anh hôm ấy lúc mình và Tinh Nhi chuẩn bị bỏ chạy, hàn băng tiễn đó có phải do anh bắn ra không? Là ta. Thực ra là do lão nô bên cạnh Vũ Văn trước bắn. Yến Tuân hỏi lại anh có phải hoàng thượng ra lệnh cho anh âm thầm thu thập chứng cứ mưu phản của Yến gia không? Đúng.
Thực ra anh không hề đi thu thập, còn liên tục khuyên nhủ hoàng thượng rằng Yến gia trong sạch. Lúc này Yến Tuân không thể nào tin vào những gì mà mình nghe thấy nữa, mất đi người thân bây giờ cả người anh em thân thiết nhất cũng phản bội anh. Nguyệt công tử thấy vậy thì xoay người rời đi, sau khi ra ngoài anh không quên dặn dò kẻ cai quản phải chú ý an toàn của thế tử. Thuốc men và thức ăn đều phải sạch sẽ, Yến Tuân và Tinh Nhi không hề biết vì để bảo vệ họ, tối nào anh cũng đứng trước đại lao để canh chừng. Còn Yến Bắc cũng vì thế trở thành mảnh đất vô chủ và dĩ nhiên là không ít thế lực muốn tranh giành nó. Nhưng nếu như để họ nắm giữ Yến Bắc, hoàng quyền sẽ bị đe dọa. Ngay khi hoàng thượng đang không biết phải làm thế nào, Vương Thái Giám ở cạnh bèn đưa ra ý kiến. Để Yến Tuân trở thành Định Bắc Hầu, hắn nói tú lệ quân của Yến Bắc đã làm phản, đội quân tinh nhuệ cũng đã tan rã, dù cho Yến Tuân có kế thừa vị trí của Định Bắc Hầu thì cũng không đáng lo. Cộng thêm việc hoàng thượng vừa giết sạch nhà họ Yến khiến lòng dân sợ hãi, bây giờ đặc xá cho Yến Tuân rồi phong tước vị cho anh, có thể khiến bách tính cảm thấy hoàng thượng là người nhân từ thánh minh. Hơn nữa Yến Tuân ở ngay trong thành Trường An, không thể nào thoát khỏi tầm kiểm soát của hoàng thượng. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, hoàng thượng cảm thấy lời thái giám nói có lý. Vì thế bèn nghe theo ý kiến của hắn ta, hoàng thượng vẫn còn chưa biết chính vì quyết định này của ông ta đã tạo nền móng cho việc Yến Tuân mưu phản. Mà ý kiến này của thái giám thực ra là tới từ chỗ Nguyệt công tử, Vũ Văn Nguyệt đã sớm đoán được suy nghĩ của hoàng thượng, anh đoán chắc chắn hoàng thượng sẽ không đưa Yến Bắc này cho mấy môn phiệt kia. Người này chắc chắn phải vừa không có bối cảnh lại vừa không có năng lực, hơn nữa còn phải có công danh, là người có thể bị hoàng thượng khống chế trong lòng bàn tay. Con đường duy nhất giúp hoàng thượng nắm giữ được Yến Bắc, đó chính là giữ lại Yến Tuân, chỉ có như vậy Yến Tuân mới có cơ hội sống sót. Nguyệt công tử bèn tới tìm công chúa để nói với cô chuyện này, công chúa vẫn luôn đem lòng ái mộ Yến Tuân nên đương nhiên không nỡ để anh chết, vì thế bèn ngầm ám chỉ trước mặt thái giám. Mà Vương Thái Giám ở bên cạnh hoàng thượng nhiều năm như vậy, sớm đã nắm rõ lòng quân vương trong bàn tay, hắn cũng cho rằng đây là một cách rất hay. Và thế là tên hôn quân kia cứ thế bị đưa vào trong. Vương Thái Giám vốn tưởng rằng công chúa ngốc nghếch này đã trở nên thông minh, mà chẳng hề hay biết đằng sau cô còn có cao nhân khác. Sau khi Hoài công tử biết tin này tức đến nổ phổi, hắn hoài nghi chuyện này là do Vũ Văn Nguyệt động tay chân. Ai cũng biết Vũ Văn Nguyệt đối xử tốt với Yến Tuân và Tinh Nhi, chỉ có hai người họ là không biết. Vũ Văn Hoài quyết định lợi dụng Tinh Nhi để đối phó với Vũ Văn Nguyệt. Tinh Nhi lại tới nơi giam giữ nô lệ phạm tội quen thuộc. Sau khi nhận được tin tức, Nguyệt công tử nhanh chóng đi tới. Thấy vậy hắn liền ra lệnh cho thuộc hạ bóp cổ Tinh Nhi, điều hắn muốn chính là để anh tận mắt nhìn thấy người mình yêu chịu đau khổ. Thấy Tinh Nhi sắp không thở nổi nữa, cứ tiếp tục thế này cô sẽ bị Vũ Văn Hoài giết chết. Ngón tay Nguyệt công tử chuyển động, một mũi kim bắn vào phía bụng Tinh Nhi. Tinh Nhi nhìn anh với ánh mắt sửng sốt, ngay cả Vũ Văn Hoài cũng thấy hoang mang. Ngay lập tức Tinh Nhi liền ngã ra đất. Nguyệt công tử bảo người đưa thi thể Tinh Nhi đi, nhưng Vũ Văn Hoài đâu có dễ tin tưởng anh đến vậy. Hắn bảo Trương đại nhân, người tinh thông y thuật, tới kiểm tra. Sau khi Trương đại nhân bắt mạch cho cô xong, nói với Vũ Văn Hoài đúng thực là cô đã chết rồi. Trên đường họ khiêng xác Tinh Nhi trở về, Nguyệt công tử bất ngờ bị hoàng thượng triệu vào cung. Anh chỉ đành bảo Nguyệt thất đưa Tinh Nhi về trước. Thực ra chiếc kim kia của anh đã trúng vào huyệt vị, có thể khiến Tinh Nhi tiến vào trạng thái chết giả, nhưng nếu như không cứu chữa kịp thời thì vẫn sẽ chết. Hoàng thượng hạ lệnh cho Vũ Văn Nguyệt tới biên quan rèn luyện, sau này điệp chỉ thiên nhãn giao cho Vũ Văn Hoài nắm giữ. Nguyệt công tử nào có tâm tư nghe lời hoàng thượng nói, sau khi nhận lệnh xong bèn vội vàng quay trở về Thanh Sơn viện. Như lại được biết Tinh Nhi đã bị lão nô kia đưa tới bãi chôn rồi, anh lập tức cưỡi ngựa đuổi theo, chỉ có nửa tiếng đồng hồ, nếu như không tới kịp, vậy thì khả năng cao Tinh Nhi sẽ chết. Nhưng chính vào lúc quan trọng này, công chúa Đại Lương Tiêu Ngọc lại xuất hiện ngăn cản, Nguyệt công tử vừa đánh vừa cưỡi ngựa chạy. Nhưng Tiêu Ngọc lại nhất quyết không buông tha, may thay Nguyệt thất đã xuất hiện ngăn cản để cho công tử đi trước, nhưng phía trước vẫn còn một ẩn tâm nữa. Không ngờ Nguyệt công tử chỉ dùng một chiêu đã giải quyết được hắn. Nhưng đến khi anh tới bãi chôn lại chẳng thấy tung tích Tinh Nhi đâu. Nhưng khi nghe người dân nói gần đây bùng phát dịch bệnh, chỉ cần là phụ nữ thì phải lập tức thiêu ngay, Nguyệt công tử lập tức ra lệnh cho Nguyệt vệ dập lửa. Lúc này trái tim anh nặng trĩu, tìm thấy chiếc chỉ gia nhẫn mà mình tặng cho Tinh Nhi, những ký ức về cô lập tức ùa về. Sau khi trở về, cả ngày anh đắm chìm trong rượu, khó có thể tưởng tượng nổi đây chính là lãnh công tử xưa kia. Chính vào lúc này Vũ Văn Hoài tới tìm anh, hắn nhận lệnh của hoàng thượng tới tiếp quản điệp chỉ thiên nhãn. Bây giờ hắn đang rất vui, tốn nhiều tâm sức như vậy cuối cùng cũng được nắm trong tay điệp chỉ thiên nhãn. Hắn tưởng rằng có điệp chỉ thiên nhãn rồi thì sẽ có quyền lợi chí cao vô thượng. Nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến hắn gần như phát điên. Điệp chỉ thiên nhãn cất giấu rất nhiều bí mật không thể tiết lộ. Một khi lộ ra ngoài thì những người biết bí mật đều sẽ gặp họa. Khi kể về vụ án đầu tiên, Vũ Văn Hoài không khỏi khiếp sợ nuốt nước bọt ừng ực, hai mắt trợn trừng còn to hơn cả Cẩm Trúc khi xưa. Nhưng như vậy vẫn chưa hết, còn có một tin tức không mấy hay ho liên quan đến tiên đế cũng được cất giấu ở đây. Vũ Văn Hoài nghe xong không khỏi khiếp sợ. Thứ hắn muốn là quyền lực nắm cả thiên hạ trong tay, chứ không phải đám giấy đòi mạng này. Nguyệt công tử nói tất cả bí mật của các môn phái trong giang hồ đều ở đây, nếu Vũ Văn Hoài muốn tiếp nhận thì hãy làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu với địch. Sau đó Nguyệt công tử cho hắn xem nút tự hủy của điệp chỉ thiên nhãn, nói mình đã từng vô số lần muốn ấn cái nút này, một khi bước chân vào nơi này thì cả đời sẽ là kẻ sống trong bóng tối. Sau đó anh lại tung ra một quả bom hạng nặng khác.
Anh nói Vũ Văn Tịch là thân phụ hay tổ phụ của ngươi, đáp án đều nằm trong điệp chỉ thiên nhãn. Cuối cùng Vũ Văn Hoài không chịu đựng nổi nữa, trực tiếp ấn vào nút tự hủy. Cứ thế điệp chỉ thiên nhãn không còn nữa, Vũ Văn Nguyệt cũng có thể yên tâm tới biên quan rèn luyện. Sau khi biết tin, hoàng thượng không khỏi cảm thán, ông ta tưởng rằng Vũ Văn Hoài bạo gan hơn người, ai ngờ hắn cũng bị dọa thành ra thế này. Sau đó hạ lệnh thả Yến Tuân ra, đưa vào trong tiểu viện oanh ca. Nhìn thì có vẻ lấy lại được tự do, thực chất là vẫn bị giam lỏng. Lúc anh bước ra ngoài, Tinh Nhi và Trung Vũ đã ở sẵn bên ngoài đợi anh. Hóa ra Tinh Nhi vẫn chưa chết, có lẽ là vì hàn băng quyết trong cơ thể cô lại phát huy tác dụng. Cô cố ý để chỉ ra nhẫn ở lại chính là để cắt đứt hoàn toàn với Nguyệt công tử, bởi vì mũi kim đó của anh đã khiến trái tim cô nát tan. Hôm ấy Tinh Nhi tới bái tế Ngũ tỷ và Ngũ ca, trước khi đi bỗng nhìn thấy ngôi mộ viết tên mình, trên đất còn có thanh tàn hồng kiếm, từng cảnh tượng trải qua cùng Nguyệt công tử trước kia hiện lên trong đầu. Quả nhiên Tinh Nhi vẫn còn nhớ nhung những ngày nhảy múa cùng Nguyệt công tử, cô đem tàn hồng kiếm trở về. Yến Tuân vừa nhìn liền nhận ra đó là tàn hồng kiếm. Cô và Yến Tuân bị giam lỏng trong tiểu viện, hành động bị hạn chế đủ điều. Khắp nơi đều là tai mắt của các đại môn phiệt. Hoàng thượng hạ lệnh bắt Yến Tuân phải dưỡng thương trong thành Trường An xong thì mới được về Yến Bắc, thực chất chính là để kéo chân anh, tìm kiếm cơ hội giải quyết anh, mà đám người Yến Tuân, Tinh Nhi, Trung Vũ cũng đang âm thầm lên kế hoạch trốn chạy. Trong lúc ấy vô số lần gặp phải thích khách, Nguyệt công tử cũng thường xuyên phái người tới giúp đỡ họ, nhưng họ vẫn chưa tìm được một cơ hội thích hợp để bỏ trốn. Mà Vũ Văn Nguyệt cũng đã đến lúc phải tới biên quan, trước khi đi muốn gặp mặt Yến Tuân một lần nhưng bị từ chối, anh dặn dò Nguyệt Thất nhất định phải bảo vệ thế tử. Ở biên quan, Vũ Văn Nguyệt sát cánh với thất hoàng tử Nguyên Triệt, cùng thất hoàng tử Nam Chinh Bắc Chiến nhiều lần xả thân cứu ngài ấy. Bây giờ Vũ Văn Nguyệt đã trở thành Vũ Văn tướng quân, quan hệ giữa hai người cũng rất tốt. Thời gian 3 năm thấm thoát trôi đi, chớp mắt đã tới ngày họ cùng nhau quay trở về Trường An, mà chính tối hôm nay Tinh Nhi và Trung Vũ sẽ tới trộm Hoàng Lăng. Bởi vì Hoàng Lăng do ba đại môn phiệt cai quản, như thế có thể khiến chúng yên lặng hơn phần nào. Tập trung vào việc xử lý Hoàng Lăng, không còn tâm trí đâu để xuống tay với Yến Tuân, nhưng suy nghĩ này vừa hay lại trùng với ý nghĩ của Vũ Văn Nguyệt. Sau khi Tinh Nhi và Trung Vũ chia nhau hành động, quả nhiên cô đã chạm mặt Vũ Văn Nguyệt, hai người đều không biết thân phận của đối phương. Vừa chạm mặt đã lao vào đánh chém, trong lúc đánh còn trao đổi bảo kiếm với nhau. Tinh Nhi đánh không lại bèn tìm cơ hội trốn chạy, trước khi đi còn ném một mồi lửa, còn Nguyệt công tử sau khi cầm bảo kiếm ra ngoài lại giúp Nguyệt Thất phát hiện ra manh mối. Hôm ấy hoàng thượng triệu kiến Yến Tuân. Bao năm nay anh vẫn luôn khiêm tốn ẩn nhẫn, khiến hoàng thượng không có lý do động tay với anh. Hoàng thượng nói với họ mấy ngày nữa sứ giả Nhu Nhiên sẽ tới đây. Ông ta muốn tổ chức hoạt động săn bắn ở ngoại ô để nghênh đón, mà trong cuộc săn này Yến Tuân dự định sẽ dùng chiêu một mũi tên trúng hai đích giải quyết Triệu Tây Phong, đồng thời giá họa cho Ngụy Thư Du, còn Tinh Nhi sẽ xuất hiện gây chấn động toàn bộ. Vũ Văn Nguyệt và Yến Tuân đã 3 năm chưa gặp. Anh hỏi Yến Tuân những năm này có nhận được thư của mình không, nhưng Yến Tuân lại trả lời anh một cách vô cùng lạnh lùng và đâm chọc. Từng lời của Yến Tuân đâm thẳng vào tim Nguyệt công tử. Anh vốn định giải thích nhưng căn bản Yến Tuân không muốn nghe. Bây giờ Yến Tuân đã xem anh cùng một ruột như đám người Triệu Tây Phong rồi. Nguyệt công tử nghe vậy thì trong lòng vô cùng đau đớn. Rất nhanh đã tới ngày tổ chức săn bắn, Nguyên Tung mượn Tinh Nhi từ chỗ Yến Tuân đi, đưa cô vào trong rừng định tỏ tình với cô, nhưng Tinh Nhi chỉ coi anh là bạn bè, nhân lúc anh xoay người lại đã bỏ chạy mất. Lúc này Tinh Nhi nhìn thấy con thỏ hoang bị thương trên đất, cô đi tới băng bó cho con thỏ. Đột nhiên một mũi tên bay về phía cô. Cô gái kiêu căng ngạo mạn này chính là quận chúa Chất Mã của Nhu Nhiên. Cô ta tưởng nhầm Tinh Nhi là nô tỳ bèn ném một túi bạc cho cô bảo cô hãy chạy đi. Còn cô ta và thuộc hạ sẽ đấu xem ai có thể bắn trúng Tinh Nhi. Tinh Nhi nhặt túi bạc lên sau đó bỏ chạy, hai người kia đuổi theo sau. Nhưng mãi chẳng bắn trúng mũi tên nào, Tinh Nhi đột nhiên dừng lại. Cô nói có thể bắn trúng nô tài đang chạy, vậy không biết có thể bắn trúng Tuấn Mã đang chạy không? Chất Mã kiêu ngạo nói đương nhiên là được. Sau đó bèn bảo thuộc hạ xuống đưa ngựa cho Tinh Nhi. Sau khi ngồi lên ngựa, Tinh Nhi bèn đâm một phát vào mông nó, ngựa đau đớn lao như phát điên, để lại hai người kia còn đang ngẩn ngơ chẳng hiểu chuyện gì. Buổi tối trong yến tiệc, đám người Triệu Tây Phong lên kế hoạch ngày mai sẽ ra tay với Yến Tuân. Chính vào lúc này Chất Mã đột nhiên tới xin ý chỉ của hoàng thượng, nói muốn khiêu chiến với một người, mà người này đương nhiên chính là Tinh Nhi. Ba ngày cô ta đã thua thiệt trong tay Tinh Nhi, buổi tối muốn tìm cách lấy lại mặt mũi, còn nói muốn cô phải qua ải thuộc hạ của mình trước, sau khi qua được thì mới có tư cách khiêu chiến mình. Một người đàn ông vai u thịt bắp bước ra, vừa nhìn đã biết võ công cao cường. Tinh Nhi lại chỉ bình tĩnh nhìn đối thủ, gã đàn ông vai u thịt bắp bị cô giải quyết trong một chiêu. Hoàng thượng vỗ tay khen ngợi Tinh Nhi, tất cả mọi người đều tán thưởng tài năng của cô. Bây giờ đến lượt quận chúa Chất Mã, cô ta đề nghị thi đấu bắn cung, dùng mũi tên bắn về phía đối phương, ai trúng tên thì người đó thua. Lúc này Triệu Tây Phong lại đứng ra bày trò, nói quận chúa là người thân phận cao quý có thể dùng mũi tên bình thường, còn Tinh Nhi là nô bộc chỉ có thể dùng mũi tên không đầu, như vậy sẽ không làm bị thương quận chúa Chất Mã. Tinh Nhi cũng không hề tỏ ra sợ hãi mà đồng ý ngay. Khi cuộc tỉ thí vừa bắt đầu thì chưa đến 10 giây Tinh Nhi đã bắn trúng sợi dây cung của quận chúa, một chiến thắng quá dễ dàng với Tinh Nhi. Tên hôn quân thấy vậy thì vui như một đứa trẻ, nhưng Triệu Tây Phong vẫn chưa chịu tha cho Tinh Nhi, nói Tinh Nhi vốn dĩ là nữ tỳ của Thanh Sơn Viện, nô tịch vẫn chưa được xóa bỏ nhưng lại đi theo chủ khác, theo luật thì phải trảm.
Nguyên Tung lập tức đứng ra nói đỡ cho Tinh Nhi, nói cô mặc dù là nô tỳ nhưng bây giờ đang hết mình vì vinh quang đại ngụy, lúc này nếu như trừng phạt cô ấy thì rất bất hợp lý. Nguyệt công tử cũng đứng ra bảo vệ vợ, anh nói giấy trả tự do mình đã chuẩn bị từ lâu rồi, nhưng vì biên quan nhiều việc nên không kịp thời đưa cho cô ấy, thế là tên hôn quân đã bảo Tinh Nhi đến Thanh Sơn viện để lấy giấy trả tự do. Sau khi tàn tiệc, Triệu Tây Phong và Ngụy Thư Du đang bàn kế hoạch ngày mai, chúng muốn nhân lúc đi săn bắn giết chết Yến Tuân, nhưng ai ngờ chính kế hoạch này lại đưa hai người họ vào chỗ chết. Hôm sau cuộc đi săn diễn ra, Yến Tuân cố ý đi một mình vào rừng, hai người Triệu Ngụy bám sát theo sau. Nhưng Triệu Tây Phong quá nóng lòng muốn giết người phi như nước đại, bất chi bất giác kéo xa khoảng cách với đám người Ngụy Thư Du, đột nhiên một cái cây to đổ xuống chắn đường bọn họ. Ngụy Thư Du chỉ đành dẫn người quay trở về theo đường cũ, còn Triệu Tây Phong vẫn lao như tên bắn. Không ngoài dự đoán, ba tên thuộc hạ chết ngay trong tay Tinh Nhi, đến khi hắn tới chỗ Yến Tuân ra lệnh cho thuộc hạ xuống tay, thế nhưng lại chẳng thấy có động tĩnh gì. Cuối cùng hắn cũng nhận ra mình đã trúng kế, vừa định quay đầu bỏ chạy nhưng Tinh Nhi lại chặn ở ngay phía sau. Thấy vậy hắn rút kiếm ra liều mạng, nhưng vừa bay lên thì đã bị một mũi tên bắn xuyên qua ngực. Yến Tuân bước từng bước tới trước mặt hắn. Triệu Tây Phong vẫn tiếp tục múa võ mồm, hắn cho rằng Yến Tuân không dám giết mình, suy cho cùng ở trường săn có nhiều người như vậy. Hắn có chết thì Yến Tuân cũng khó mà thoát tội. Cứ thế Triệu Tây Phong kết thúc vai diễn của mình tại đây. Yến Tuân vứt miếng ngọc bội hoàng thượng ban cho mình bên cạnh hắn, và đây mới chỉ là khởi đầu cho kế hoạch trả thù của anh. Rất nhanh cái chết của Triệu Tây Phong đã được phát hiện. Hoàng thượng hỏi Yến Tuân tại sao ngọc bội của anh lại xuất hiện bên cạnh thi thể Triệu Tây Phong. Yến Tuân giải thích hôm qua không cẩn thận đánh mất ngọc bội, bản thân cũng không biết tại sao nó lại xuất hiện ở đó. Ngụy Thư Du nói Yến Tuân và Triệu Tây Phong trước giờ không hợp với nhau, chắc chắn anh chính là hung thủ. Nếu không thì sao ngọc bội lại vừa khéo xuất hiện bên cạnh thi thể? Yến Tuân nói có khả năng chính Ngụy Thư Du đã hại chết Triệu Tây Phong để giá họa cho mình. Bởi vì tối hôm qua hai người họ cùng tới khiêu khích anh, chắc chắn Ngụy Thư Du đã lén trộm ngọc bội của anh vào lúc ấy, dùng nó để đổ tội cho anh. Hơn nữa khi đó rất nhiều người đều nhìn thấy, Nguyên Tung lập tức đứng ra nói tối qua đúng thực mình đã nhìn thấy họ và Yến Tuân xảy ra tranh chấp. Trước mắt mọi lời nói đều chưa có bằng chứng rõ ràng, hoàng thượng giao vụ án này cho Nguyên Triệt điều tra. Không bao lâu sau họ tìm thấy ba tên thuộc hạ của Triệu Tây Phong, phát hiện ra mũi tên hình xoắn ốc trên thi thể bọn họ. Loại mũi tên này là thứ Ngụy Thư Du chuyên dùng, trên đời này chỉ có đúng nhà họ sử dụng. Ngụy Thư Du lập tức bị gọi tới nói chuyện, sau khi thấy mũi tên xoắn ốc của mình hắn cũng bắt đầu hoảng sợ. Nguyên Triệt hạ lệnh lục soát lều của Ngụy Thư Du, quả nhiên phát hiện ra một tấm bản đồ bên trong giường, bản đồ bố trí quân sự của Yến Bắc. Sau đó thì Ngụy Thư Du bị đưa lên triều tra khảo. Yến Tuân nói 3 năm nay Ngụy gia liên tục phái sát thủ tới giết mình, chuyện này mọi người đều biết. Chắc chắn là vì sau khi anh chết Yến Bắc sẽ biến thành mảnh đất vô chủ, bản đồ bố trí binh lực họ chuẩn bị chính là để tìm cơ hội nuốt gọn Yến Bắc. Cha Triệu Tây Phong hét lớn nói muốn để hắn phải đền mạng. Ngụy Quang biết với trí tuệ của con trai mình, Ngụy Thư Du căn bản không thể nghĩ được xa như vậy, nhưng bây giờ mọi chuyện đã rồi. Ông ta vội vàng đứng ra phủ sạch quan hệ với con trai để bảo vệ Ngụy gia, hoàng thượng đương nhiên sẽ không động vào ông ta, giữa các đại môn phiệt cần phải duy trì thế đối trọng cân bằng. Nhưng chuyện của Ngụy Thư Du chứng cứ đầy đủ, hoàng thượng bảo hắn hãy nhận tội tránh làm liên lụy tới Ngụy gia. Ngụy Thư Du vẫn còn đang cật lực giải thích, lúc này Ngụy Quang nhặt mũi tên xoắn ốc của hắn lên, vì để bảo vệ Ngụy gia mà chính tay giết chết con trai, nỗi đau này không phải ai cũng hiểu được. Hôm ấy Tinh Nhi được hoàng thượng triệu kiến vào cung, nhưng sau khi vào cung lại bắt gặp Vũ Văn Nguyệt, hai người vừa gặp đã lao vào đánh nhau. Trong quá trình giao đấu lại trả kiếm về với chủ cũ. Sau khi đánh xong, Tinh Nhi muốn Nguyệt công tử đưa mình giấy trả tự do, Nguyệt công tử đưa ra một yêu cầu, muốn Tinh Nhi quay trở về Thanh Sơn viện làm tỳ nữ của mình một ngày. Vì để lấy được giấy đồng ý trả tự do, Tinh Nhi bất đắc dĩ phải quay trở lại Thanh Sơn viện, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trước mắt. Cảm xúc trong lòng Tinh Nhi phức tạp vô cùng, gian phòng của cô vẫn gọn gàng ngăn nắp như cũ. Những hồi ức trải qua cùng Nguyệt công tử lại hiện lên, Nguyệt thất nói với cô kể từ sau khi cô đi, công tử vẫn cho người dọn phòng cô định kỳ. Tinh Nhi đi tới cạnh Nguyệt công tử, Nguyệt công tử hỏi cô có phải sau khi ở bên Yến Tuân mấy năm thì đã quên mất quy củ của Thanh Sơn viện rồi không? Ý bảo cô hãy đi rót trà cho mình, mặc dù không tình nguyện nhưng đã hứa là sẽ tới làm nô tỳ nên đành phải làm. Sau khi rót trà xong, cô đặt mạnh chén trà xuống bàn, dáng vẻ đúng kiểu muốn uống thì uống, ấy thế mà Nguyệt công tử vẫn đưa chén lên uống. Sau đó anh kéo Tinh Nhi ra ngoài, nói muốn thử xem võ công của cô có tiến bộ hay không, nhưng lúc này con vẹt lại bay tới ngăn cản bọn họ. Buổi tối công tử lấy ra một bình thuốc độc, nói với Tinh Nhi đây là thiên hồn tán. Năm đó tổ phụ anh và ngũ ca của cô đều trúng phải loại độc này, sau khi họ bón thuốc giải độc cho tổ phụ xong, công tử vốn định cứu ngũ ca. Nhưng lão nô lại nói với họ thuốc giải chỉ có một viên và đã dùng hết, hắn đã bị dày vò mấy canh giờ. Nội tạng đau đớn dữ dội, cuối cùng đau khổ đến chết. Công tử vì để giúp ngũ ca được giải thoát chỉ đành kết thúc sinh mạng của anh. Xa cách nhiều năm như vậy, cuối cùng Vũ Văn Nguyệt đã chịu giải thích về cái chết của ngũ ca cho Tinh Nhi. Mặc dù Tinh Nhi nghe xong có chút dao động nhưng không thể hiện ra, anh nói với Tinh Nhi không nên sống vì người khác. Nguyệt công tử mới là người hiểu Tinh Nhi nhất, bao năm nay đúng thực Tinh Nhi đều sống vì người khác, ở Thanh Sơn viện là vì bảo vệ muội muội, ở bên Yến Tuân là vì giúp anh ấy quay trở về Yến Bắc, nhưng cô chưa từng nghĩ cho bản thân. Công tử rất thương xót cho cô, mong cô có thể làm chính mình, câu nói này thực ra đã khiến Tinh Nhi mềm lòng.
nhưng cô vẫn rất cứng miệng. Cô bảo Nguyệt công tử đưa giấy trả tự do cho mình. Nguyệt Thất đem giấy trả tự do tới, chuẩn bị xe ngựa đưa Tinh Nhi rời đi. Tình yêu của Vũ Văn Nguyệt quá thâm sâu, anh chỉ mong Tinh Nhi được sống vui vẻ, nhưng anh cũng biết cô ở cạnh Yến Tuân không hề vui vẻ. Ngược lại, lúc nào cũng phải đối diện với nguy hiểm, anh chỉ đành cố gắng làm mọi thứ để bảo vệ cô. Lúc đi ra, Nguyệt Thất giao giấy trả tự do cho Tinh Nhi và nói: "Năm đó công tử dùng kim để khiến cô chết giả, ngài ấy vội vàng tới cứu cô nhưng lại gặp thích khách nên mới bị cầm chân. Lúc chúng tôi tới nơi đã không thấy cô đâu nữa." Tinh Nhi nghe xong thì chỉ im lặng rời đi. Hoàng Lăng bị kẻ trộm đột nhập thiêu cháy, hoàng thượng lệnh cho Vũ Văn Nguyệt điều tra chuyện này, trong đó có một di vật quan trọng tên Bạch Ngọc đỉnh được đặt ở trong Hoàng Lăng để làm vật trấn quốc. Hoàng thượng lệnh cho Vũ Văn Nguyệt buộc phải đem nó trở về, mà kiến trúc của Hoàng Lăng lại có liên quan đến Ngụy Quang. Thực ra Bạch Ngọc đỉnh kia đã bị Ngụy Quang lấy ra ngoài, đặt ở trong quan tài của tổ tiên mình. Vốn dĩ chuyện này chỉ có 3 người biết, là Ngụy Quang, Ngụy Thư Diệp và một người tên Liễu Thân. Ông ta vốn tưởng rằng sau khi trừ khử Liễu Thân, bí mật ấy có thể được che giấu vĩnh viễn. Nhưng ai ngờ lại có 2 người ở ngoài cửa nghe lén, một người là người của Điệp Chỉ Thiên Nhãn, một người là nội gián mà Yến Tuân đã cài vào từ lâu. Bên này Yến Tuân ra lệnh cho Tinh Nhi nhất định phải cứu được Liễu Thân, Vũ Văn Nguyệt cũng chuẩn bị đích thân ra tay cứu người. Còn Ngụy Thư Diệp thì đi diệt khẩu, rất nhanh họ đã có mặt tại con đường Liễu Thân chắc chắn đi qua để chặn ông ta. Lúc người của Ngụy Thư Diệp chuẩn bị giết chết Liễu Thân thì Tinh Nhi kịp thời xuất hiện cứu người, nhưng đối phương quá đông, hơn nữa còn có mấy kẻ là sát thủ, khiến Tinh Nhi không cẩn thận bị cứa vào cánh tay. Đám người lập tức xông về phía Tinh Nhi. Chính vào lúc này Nguyệt công tử từ trên trời bay xuống, giúp Tinh Nhi thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Hai người không cần mở miệng mà vẫn có thể phối hợp vô cùng ăn ý. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ kẻ địch đều đã bị đánh bại, nhưng Ngụy Thư Diệp lại chặn trước mặt Liễu Thân. Lúc hắn chuẩn bị ra tay giết người thì Nguyệt công tử xuất hiện đá bay hắn. Thấy đối phương là Ngụy Thư Diệp, anh biết người này vốn dĩ không xấu, hơn nữa còn rất lương thiện, vì thế bèn thả hắn đi, sau đó kéo Tinh Nhi sang một bên rồi băng bó vết thương cho cô, bất chấp Tinh Nhi liên tục chửi rủa anh. Bên này Ngụy Quang âm mưu giết Liễu Thân không thành, chuyện xấu của ông ta bị vạch trần. Hoàng thượng lập tức hạ lệnh xử trảm, may thay Ngụy công tử giúp ông ta giữ được Ngụy gia. Bên này Tinh Nhi cũng nhận được thánh chỉ, điều cô đi tới doanh trại làm giáo quan. Giờ thì hay rồi, Tinh Nhi mặc dù không còn là nô bộc của Ngụy công tử, nhưng lại biến thành thuộc hạ của anh. Nữ tử làm tướng là chuyện chưa từng có tiền lệ, hơn nữa cả quân doanh chỉ có mình cô là nữ. Ngụy công tử sợ cô bị bắt nạt bèn gửi một bức thư cho Nguyên Triệt, sắp xếp Tinh Nhi vào trong Tú Lệ Quân. Tú Lệ Quân vốn là quân đảo chính của Yến Bắc, đem trong mình sự áy náy với Yến Tuân Thế Tử. Họ cũng biết Tinh Nhi vẫn luôn ở cạnh Yến Tuân Thế Tử, vì thế chắc chắn họ sẽ không làm khó cô. Nguyệt công tử thật sự đã tốn rất nhiều tâm sức cho Tinh Nhi. Sau đó không ngoài dự đoán, Tú Lệ Quân nghe theo lời của Tinh Nhi giam giáp. Địa vị của cô trong lòng họ thậm chí vượt qua cả Yến Tuân. Trong lúc Nguyên Triệt nói chuyện với Vũ Văn Nguyệt, hỏi anh có phải đã rung động với Tinh Nhi rồi không, Nguyên Triệt nói năm đó ở Cửu U Đài, nữ tử này đã vào sinh ra tử cùng với Yến Tuân. Cùng Yến Tuân vượt qua những tháng ngày gian khó nhất, tình cảm này đệ không thể so được. Nguyên Triệt khuyên anh từ bỏ, nhưng Vũ Văn Nguyệt lại chẳng thèm đáp lời, đứng dậy rời đi. Nhưng vừa ra ngoài thì bắt gặp Tinh Nhi đang dạy Tú Lệ Quân bắn cung. Thế là Nguyệt công tử liền biểu diễn vài đường cơ bản cho Tinh Nhi và thuộc hạ cùng xem. Mấy ngày nữa Thái tử Đại Lương Tiêu Sách sẽ tới Ngụy Quốc thăm thú, hoàng thượng có ý gả Nguyên Thuần công chúa cho hắn để kết mối bang giao. Nhưng nghe nói người này mình đầy tiếng xấu, hậu cung trăm ngàn giai lệ, hoàng hậu đương nhiên không nỡ gả Thuần Nhi cho hắn, vì thế mới sắp xếp một buổi xem mắt cho công chúa. Và đối tượng xem mắt không ai khác chính là Nguyệt công tử. Hoàng hậu bảo Thuần Nhi rót rượu mời Vũ Văn Nguyệt nhưng cô lại cố tình làm đổ. Hoàng hậu thấy vậy tức giận bỏ đi, cũng may là cả hai người đều đã có người trong lòng rồi nên chuyện xem mắt này rất nhanh đã được giải quyết. Mấy ngày sau họ liền nhận được tin Thái tử Tiêu Sách sắp tới nơi. Vị thái tử này có rất nhiều điểm kỳ lạ, chỉ cần là thứ nam nhân đã chạm vào thì tuyệt đối sẽ không động, mỗi lần xuất hành đều phải có một nhóm cô gái trẻ tuổi đi theo. Vừa nghe đã biết thuộc dạng quần là áo lượt, Nguyên Triệt vốn định miễn cưỡng đi đón hắn, nhưng đối phương lại kêu tỷ nữ tới truyền lời. Nói Nguyên Triệt vừa trở về từ tiền tuyến, quá nhiều sát khí sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe mình, Nguyên Triệt tức suýt nổ phổi, những tướng quân khác cũng không muốn đi đón hắn. Nhưng như thế thì lại thất lễ, suy cho cùng người ta cũng là thái tử một nước, bây giờ chỉ có mình Tinh Nhi là nữ. Chuyện cực khổ này quả nhiên lại tới tay cô làm, nhưng khi hai bên chạm mặt nhau, nữ tỳ phía đối phương lại nói năng sắc sược, liên tục sỉ nhục nhạo báng Tinh Nhi, thuộc hạ lên tiếng phản bác lại một câu, cô ta lại trực tiếp ra tay nhưng đã bị Tinh Nhi dạy cho một bài học. Đội hình của thái tử cứ thế bị kéo theo con ngựa, Tinh Nhi cũng lười chẳng thèm chạy theo định rời đi luôn. Nhưng chính vào lúc này đột nhiên một người đàn ông bay lên ngựa của cô, không ai khác đó chính là thái tử Tiêu Sách. Tinh Nhi liền cho hắn một đạp văng xuống đất. Bên này Hôn Quân muốn tìm cơ hội trừ khử Yến Tuân, đặc biệt tỏ ý muốn gả Nguyên Thuần cho anh. Yến Tuân vốn định uyển chuyển từ chối, nhưng tên Hôn Quân lại dùng sở kiều để uy hiếp anh. Thuần Nhi thấy phụ hoàng tức giận sợ ông ta sẽ làm khó Yến Tuân bèn vội giải thích. Lúc này trong lòng Yến Tuân vô cùng kháng cự, nhưng vì để bảo vệ sở kiều, anh chỉ đành ngầm thừa nhận lời của Nguyên Thuần, mà mối hôn sự này cũng cứ thế được quyết định. Hơn nữa thời gian tổ chức được định là vào 10 ngày sau. Buổi tối Yến Tuân hẹn sở kiều ra định giải thích với cô, nhưng sở kiều lại rất điềm nhiên, cô biết Yến Tuân không thích Thuần Nhi.
mà chỉ là mối hôn sự do hoàng thượng định đoạt. Họ cũng đoán hoàng thượng muốn nhân cơ hội này ra tay với anh, điều này đã làm loạn kế hoạch bỏ trốn trước đó của họ. Trước mắt chỉ có thể tấn công thành Trường An, nhưng mặc dù đã sắp xếp binh mã Yến Bắc mai phục trong thành, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Mà chính tối ấy công chúa Đại Lương Tiêu Ngọc hẹn Yến Tuân ra gặp mặt, tỏ ý muốn hỗ trợ anh tấn công Trường An, người ngựa của cô ta đã thâm nhập vào cửa đông thành Trường An. Lý do cô ta muốn giúp Yến Tuân là vì cô ta biết Yến Tuân một khi an toàn quay trở về Yến Bắc, chắc chắn anh sẽ khai chiến với Ngụy Quốc, đến lúc ấy Đại Lương chỉ cần làm ngư ông đắc lợi. Dù Yến Tuân biết rõ suy nghĩ của cô ta, nhưng vẫn đồng ý hợp tác với cô ta. Hôm ấy Tiêu Sách hẹn Tinh Nhi ra ngoài thành chơi, còn nói ngoài thành có rất nhiều người ngựa đóng ở đó. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng, Tinh Nhi lập tức nghĩ tới tấm bản đồ đóng quân Yến Tuân cần, vì thế bèn đồng ý ra ngoài cùng hắn. Nhưng khi hai người đang nói chuyện vui vẻ, thì đột nhiên lại bị tấn công, mà bọn họ chính là do Tiêu Ngọc phái tới. Mặc dù Tiêu Ngọc và Tiêu Sách là tỷ đệ nhưng quan hệ lại như nước với lửa. Sở Kiều vì bảo vệ Tiêu Sách mà bị thương nặng, nhưng vẫn còn mấy tên thích khách nữa chưa chết. Tiêu Sách vì an toàn của Tinh Nhi chỉ đành dùng thân mình dẫn dụ bọn chúng. Thế nhưng vẫn có mấy kẻ phát hiện ra Sở Kiều, cô dùng chút sức lực cuối cùng bắn 6 tử tiễn giải quyết bọn chúng, sau đó liền rơi vào hôn mê. Đến khi tỉnh lại phát hiện Vũ Văn Nguyệt đã ở ngay bên cạnh, anh còn chu đáo đưa nước cho cô, nhưng lại bị Tinh Nhi hất đổ. Lúc này một nhóm sát thủ lại tấn công đến, Nguyệt công tử bế Tinh Nhi trên tay bỏ chạy. Sau đó anh để Tinh Nhi ở một nơi an toàn, còn mình thì giao ánh nhau với sát thủ. Đúng lúc này Yến Tuân xuất hiện cứu Tinh Nhi đi mất, Nguyệt công tử chỉ biết đưa ánh mắt bất lực nhìn theo. Buổi tối Tiêu Sách tới tìm Yến Tuân, giao bản đồ bố trí binh mã ngoài thành cho anh, mục đích của hắn giống với Tiêu Ngọc. Một ngày trước khi kết hôn với Nguyên Thuần, Vũ Văn Nguyệt hẹn Yến Tuân ra gặp mặt, Nguyệt công tử thẳng thắn nói ra tất cả tai mắt Yến Tuân cài cắm trong thành Trường An và hoàng cung, còn cả tuyến đường anh chuẩn bị để tấn công ra ngoài. Vũ Văn Nguyệt nói mình nhất định sẽ ngăn cản bọn họ. Kế hoạch của Yến Tuân đều đã bị Vũ Văn Nguyệt nhìn thấu hết. Khi Yến Tuân định đứng dậy rời đi, Nguyệt công tử hỏi anh, những việc mà anh làm Tinh Nhi có biết không? Rõ ràng là Tinh Nhi không biết, nếu như cô ấy biết chắc chắn sẽ ngăn cản anh. Sau khi trở về, ba người xem lại một lượt toàn bộ kế hoạch, tất cả chỉ còn chờ đợi tới ngày mai tấn công vào trong thành. Hôm sau Yến Tuân mặc đồ tân lang xuất phát, toàn bộ văn võ triều thần đều đang đợi anh tới đón dâu. Mà chính vào lúc này binh sĩ đóng quân ngoài thành đã bị người của Đại Lương diệt sạch. Ngay khi Yến Tuân chuẩn bị tới Cửu U Đài, đột nhiên vô số thị vệ xuất hiện bên đường. Bọn họ nói Yến Tuân cất giấu lượng lớn vũ khí trong Oanh Ca viện, hoài nghi anh có ý đồ mưu phản, nhận lệnh hoàng thượng đến đây bắt anh. Một người đứng ra hỏi thánh chỉ ở đâu, nhưng lại bị đối phương cầm kiếm lên chém. Đội đón dâu thấy tình hình bất ổn liền bỏ chạy tán loạn, nhưng Yến Tuân lại ngồi trong kiệu với vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ thấy Tú Lệ Quân bước ra từ các góc phố, người ngựa hai bên lập tức xông vào đánh nhau. Đến khi Yến Tuân xuống kiệu thì thủ lĩnh của phe đối diện đã bị bắt. Yến Tuân dùng máu của hắn để rửa kiếm, sau đó để lộ hàm răng trắng đã lâu không thấy, phát biểu một đoạn văn khích lệ tinh thần binh sĩ. Yến Tuân đã mưu phản, còn Nguyên Thuần vẫn đang đợi anh tới đón mình. Đúng vào lúc này có người đến báo tin, Thuần Nhi nghe xong thì suýt chút nữa đứng không vững. Vì để ngăn phụ hoàng biết chuyện này, cô lại dám đánh ngất cả thị vệ tới báo tin. Cô cho rằng nguyên nhân Yến Tuân mưu phản là vì không muốn cưới mình. Vì thế bất chấp tất cả xông vào đại điện, cầu xin hoàng thượng thu lại mệnh lệnh, nhưng hoàng thượng chỉ cho rằng cô đang làm loạn vô cớ. Nguyên Thuần lúc này vô cùng lo lắng, nhưng lại không thể nói ra việc Yến Tuân đã mưu phản, cô chỉ có thể liên tục dập đầu cầu xin. Nhưng hoàng thượng sao có thể đồng ý với cô, ông ta chỉ muốn lợi dụng con gái mình chứ chẳng có chút thương xót nào. Lúc này Vũ Văn Nguyệt phát hiện không thấy Tinh Nhi đâu. Anh lập tức nhận ra có điều bất thường, Tinh Nhi lúc này đang chuẩn bị để chạy khỏi hoàng cung, nhưng cô vừa bay lên thì lại bị Nguyệt công tử kéo xuống, không nói gì mà đã lao vào đánh nhau. Đột nhiên một toán thị vệ xuất hiện, hai người mau chóng trốn vào trong góc tường. Cuối cùng Nguyệt công tử khuyên Tinh Nhi mấy câu nhưng không có hiệu quả, chỉ đành để mặc cô rời đi. Lúc này trong đại điện, hoàng thượng đã nhận một cú sốc lớn khi thị vệ liên tiếp tới báo tin Yến Tuân tạo phản. Ông ta vô cùng hoảng loạn nên đã hạ lệnh ban thưởng cho ai giết được Yến Tuân. Lúc này trong thành đã trở nên hỗn loạn vô cùng, khắp nơi đều là thi thể của con dân bách tính. Đây chính là kế hoạch điên cuồng của Yến Tuân. Tinh Nhi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cảm xúc trong lòng trở nên rối rắm. Lúc này cô mới nhớ tới lời Vũ Văn Nguyệt nói ban nãy, Tinh Nhi không dám tin vào mắt mình nữa. Trên đường còn có một số kẻ nhân lúc cháy nhà đi hôi của, Tinh Nhi chỉ có thể dùng sức của mình để cứu giúp, còn có người cường bạo dân nữ, đây đều là những thứ mà Tinh Nhi không muốn nhìn thấy. Cô cũng không biết sự tình sẽ thành ra thế này, nhưng cô cũng đã gián tiếp tham gia vào trong đó. Thuần Nhi công chúa trốn chạy từ trong cung ra. Cô vẫn còn tưởng rằng việc Yến Tuân mưu phản là vì không muốn thành thân với mình. Cô liên tục tha thiết cầu xin anh, mà lúc này Nguyên Tung cũng chạy tới nơi, Thuần Nhi còn giang tay ra bảo vệ Yến Tuân. Thuần Nhi cố gắng giải thích với ca ca tất cả chỉ là hiểu nhầm, cô vẫn cho rằng Yến Tuân chỉ là không muốn cưới cô mà thôi, nhưng Nguyên Tung lại nói hắn muốn trả thù. Công chúa ngốc nghe xong cũng đã hiểu ra, nhưng cô vẫn không chịu tin, Yến Tuân cũng không ngại giải thích cho Thuần Nhi nghe. Cô bắt đầu trở nên điên loạn khi nghe những lời Yến Tuân nói, Nguyên Tung lúc này cũng không thể nhìn rõ được thế cục hiện tại, niệm tình xưa cũ Yến Tuân định tha cho bọn họ. Còn Nguyên Tung cũng cắt đứt áo bào chấm dứt tình huynh đệ của họ, nhưng Thuần Nhi vẫn không chịu bỏ cuộc, cô hèn hạ bò từng bước đến trước mặt Yến Tuân. Hành động lùi ngựa này đã cắt đứt mọi nhung nhớ của công chúa, cũng khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng. Yến Tuân quay lưng rời đi chẳng ngoảnh đầu lại lấy một lần.
để lại Nguyên Thuần đang khóc lóc thảm thiết sau lưng, Yến Tuân quyết định trước khi rời đi dùng máu rửa Thượng Võ Đường, bởi nơi đó được xem như là trường học, anh muốn giết sạch những học trò ở đó, những người đó mới là hạt giống kiến thiết Đại Ngụy. Vũ Văn Nguyệt cũng đoán trước được chuyện này nên cũng dẫn người đến đó. Hai huynh đệ cũ gặp lại nhau ở cửa Thượng Võ Đường, đây là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên lúc nhỏ, hơn nữa khi ấy còn đánh nhau một trận. Năm đó sau khi đánh thắng, Yến Tuân đã nói một câu, một ngày là huynh đệ một đời là huynh đệ. Vũ Văn Nguyệt nói trước giờ chưa từng làm chuyện gì có lỗi với huynh đệ. Yến Tuân nói mình đã điều tra rõ chuyện 3 năm trước, khi ấy quả thực Vũ Văn Nguyệt đã giúp anh rất nhiều, nhưng thế tử nay đã hắc hóa, hai người không có khả năng sẽ làm lành với nhau. Yến Tuân nói hôm nay anh sẽ tha cho Thượng Võ Đường, xem như báo đáp ân tình của anh, ngày sau gặp lại sẽ là kẻ thù quyết không lưu tình. Nói xong Yến Tuân bèn rời đi, dưới sự yểm trợ của Tú Lệ Quân thành công đột phá cửa thành, nhưng sau khi họ vượt ra ngoài lại đóng cửa thành lại. Mà lúc này Tú Lệ Quân vẫn đang chiến đấu bên trong thành, bởi vì anh cảm thấy Tú Lệ Quân là phản quân, không có tư cách cùng mình quay trở lại Yến Bắc. Tú Lệ Quân đi tới cửa mới phát hiện cửa đã bị khóa, cuối cùng họ cũng nhận ra mình đã bị Yến Tuân vứt bỏ, bây giờ có muốn lùi cũng chẳng thể lùi. Vũ Văn Hoài cũng đã dẫn người ngựa tới bao vây họ, họ chỉ đành quyết chiến đến cùng, nhưng khoảng cách giữa địch ta chênh lệch quá lớn. Các tướng sĩ của Tú Lệ Quân liên tục ngã xuống, mà lúc này Sở Kiều ở ngoài thành phát hiện Tú Lệ Quân không đi theo, vì thế bèn hỏi Yến Tuân chuyện là thế nào. Yến Tuân nói lát nữa họ sẽ tới nơi, nhưng ngay sau đó anh lại hạ lệnh cho người chặt đứt cầu, hỏa tiễn mau chóng đốt cháy cây cầu gỗ, việc này mặc dù chặt đứt đường của truy binh, nhưng cũng đồng thời chặt đứt hy vọng sống của Tú Lệ Quân. Tinh Nhi sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó cô nhảy lên ngựa, nhưng bị Yến Tuân ngăn lại. Tinh Nhi nói chúng ta đã đồng ý với Tú Lệ Quân sẽ đưa họ trở về Yến Bắc, cô không thể thất hứa. Yến Tuân nói Tú Lệ Quân là phản quân thì cần phải bị trừng phạt, nhưng Tinh Nhi đã nói với anh từ lâu rằng năm đó Tú Lệ Quân bởi vì buộc phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, họ cũng là bị ép mà thôi, Tinh Nhi quyết định tự mình đi cứu bọn họ. Còn Tú Lệ Quân lúc này cũng sắp không chống cự nổi nữa, số lượng cũng chẳng còn lại là mấy, thống lĩnh Hạ Tiêu cũng bị trúng không ít mũi tên. Nhưng dù là vậy anh vẫn nắm chặt cờ của Tú Lệ Quân trong tay, chính vào lúc này dây thừng khóa cửa thành đột ngột bị chặt đứt, cánh cửa lớn từ từ được mở ra. Ánh sáng chói lóa chiếu lên người các binh sĩ, họ đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía sau, trên gương mặt Hạ Tiêu cũng hiện lên nụ cười. Sở Kiều vác chiếc cờ dựng nó trước thân mình, chính điều này đã tiếp thêm sinh lực cho Tú Lệ Quân. Lúc này Vũ Văn Hoài bước ra từ trong đoàn quân, quy tắc kẻ cầm đầu đánh đơn thuộc hạ đánh nhóm đã bắt đầu lưu hành từ thời cổ đại, không ngoài dự đoán Tinh Nhi và Vũ Văn Hoài lao vào đánh nhau. Hoài công tử dùng dây xích đâm xuyên sư tử đá, sau đó quăng nó về phía Tinh Nhi. May thay Tinh Nhi đã tránh kịp, cô tận dụng thời cơ ném thanh kiếm xuyên qua sư tử đá, kết thúc đi sinh mạng của Vũ Văn Hoài. Quân Ngụy thấy thống soái tử trận thì không khỏi dao động. Binh đoàn dần dần tan rã lùi về sau, cứ thế Tinh Nhi cứu được Tú Lệ Quân khỏi cửa tử. Ngoài ra vì sự an toàn của thế tử ở nơi tiền phương, họ không vội vàng lên đường mà lặng lẽ mai phục trên đường, liên tục quét sạch toàn bộ truy binh của Ngụy Quốc. Lực lượng của Tú Lệ Quân cũng mau chóng được bành trướng, Sở Kiều quyết định đưa họ tới tụ họp với Yến Tuân, lúc này ở trong khu rừng cách đó không xa. Sau nhiều ngày ròng rã, công chúa Nguyên Thuần cuối cùng đã tới được chỗ của Yến Tuân, nhưng cô lại nhìn thấy cảnh tượng khiến trái tim vỡ nát, không biết từ lúc nào Nguyên Tung đã trà trộn vào trong đó. Nhân lúc Yến Tuân không để ý đã đâm anh một nhát, Nguyên Thuần thấy ca ca bị thương lập tức chạy tới. Thuộc hạ thấy vậy thì định cho hai người họ chết chung, nhưng Yến Tuân vẫn gắng gượng bảo hãy thả bọn họ đi. Nhưng mũi dao ban nãy có độc. Rất nhanh Yến Tuân đã rơi vào hôn mê, may thay độc vẫn chưa ngấm vào sâu trong. Đại phu nói với họ mảnh đất này thiếu thốn thảo dược, buộc phải mau chóng đưa người đi, mà bên này Sở Kiều cũng phát hiện ra mấy người dáng vẻ lén lút, hóa ra lại chính là thuộc hạ của Yến Tuân. Theo lý mà nói đúng ra họ nên rời đi cùng Yến Tuân, nhưng bây giờ lại quay ngược hướng trở về Trường An. Họ giải thích rằng thế tử ra lệnh cho mình hộ tống huynh muội Nguyên Tung quay trở về thành. Nhưng khi Sở Kiều đi vào lại nhìn thấy cảnh tượng khiến cô vô cùng phẫn nộ. Nguyên Thuần bị làm nhục nằm trên mặt đất như một cái xác không hồn. Nguyên Tung cũng thương tích đầy mình nằm trên đất. Sở Kiều vội vàng đi tới giúp Nguyên Thuần che chắn lại, sau đó ôm cô trong lòng an ủi cô. Sau đó cô bảo Hạ Tiêu đưa Tú Lệ Quân tới tụ họp với thế tử trước. Cô sợ hai huynh muội họ sẽ gặp phải nguy hiểm, nên quyết định sẽ hộ tống họ trở về Trường An. Buổi tối hai huynh muội họ ngủ trong căn phòng lót rơm, Sở Kiều thì ở ngoài bảo vệ họ. Lúc này Nguyên Tung bắt đầu nói mơ, đừng đi theo hắn ta nếu không muội sẽ mất mạng, ta có thể bảo vệ muội mà a Sở. Lời này như mũi dao găm vào tim Thuần Nhi, liên tục phải chịu đựng những cú tấn công chí mạng khiến cô ngày càng tuyệt vọng. Hôm sau Trung Vũ khuyên thế tử rời đi nhưng a Sở vẫn chưa tới. Anh nói cô đã không còn người thân, nếu như cả anh còn không đợi cô thì ai sẽ đợi cô. Nhưng dưới sự khuyên nhủ của Trung Vũ và vì nghĩ cho đại cục nên Yến Tuân đành phải sơ tán trước. Bên này sau khi Sở Kiều đưa hai anh em về tới thành thì rời đi, nhưng lúc này Nguyên Triệt đột ngột xuất hiện. Thuần Nhi thấy thất ca tới thì liền đổ hết tội lỗi lên đầu Sở Kiều. Nguyên Triệt nghe vậy lập tức phái người đuổi theo. Mà chính vào lúc này một kẻ ngốc bỗng xuất hiện trong rừng. Hắn nhìn thấy mười mấy binh sĩ đang vây hãm một cô gái yếu đuối, bèn quay ra nói chuyện với con ngựa, mà lúc này đối phương cũng phát hiện ra hắn. Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng, thấy vậy hắn liền mở miệng giới thiệu bản thân và nói sẽ lập tức đi ngay. Thấy ngựa không chịu rời đi, hắn chỉ đành tiếp tục nói. Điều này khiến đám binh lính nhìn chằm chằm hắn, họ cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Sở Kiều nhân cơ hội đó nhảy lên ngựa của hắn chạy tới nơi an toàn. Còn bên này Yến Tuân đã qua trở về thành Hồng Xuyên của Yến Bắc, nhưng sau khi trở về không những chẳng có ai tới bái kiến anh, còn biết được các thống lĩnh hoàn toàn không coi mình ra gì. Lúc này các thống lĩnh đang tụ tập ăn uống vui vẻ. Yến Tuân trực tiếp tìm tới tận cửa, tên cầm đầu ngồi trên ghế còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy ông ta thản nhiên đi tới trước mặt Yến Tuân, ngay lập tức hắn đã bị anh nắm đầu lôi đi. Yến Tuân ngồi vào vị trí của ông ta, lệnh cho tất cả những người có mặt ngồi xuống. Bọn họ đều sợ hãi chỉ đành nghe theo, thế là Yến Tuân đã thị uy thành công. Bên này Nguyệt công tử đang dốc toàn lực tiến về Hiền Dương để chấp hành nhiệm vụ mật. Còn Sở Kiều cũng đóng giả thành chàng trai xuất hiện ở Hiền Dương, bởi vì sau khi cô đưa huynh muội Nguyên Tung trở về Trường An, họ lại phát lệnh truy nã toàn quốc với cô. Cô chỉ đành cải trang để trốn tránh. Trùng hợp Sở Kiều bắt gặp tên thư sinh ngốc kia bị bắt làm nô lệ, vì thế bèn tốt bụng cứu hắn ra ngoài. Buổi tối hai người qua đêm tại Miếu Hoàng. Nhưng lúc này một đám truy binh bỗng xuất hiện ở ngoài. Sở Kiều vì cứu tên thư sinh ngốc mà bị thương nặng, lại còn đánh mất cả Tàn Hồng kiếm. Hai người vừa thoát ra ngoài lại bị tên buôn nô lệ bắt được. Hôm sau Tinh Nhi cũng bị bắt lại vì tưởng nhầm là nô lệ. Bên này Nguyệt Thất đột nhiên cầm thanh Tàn Hồng kiếm tới tìm công tử. Thanh kiếm này vốn dĩ nằm trong tay Tinh Nhi, Nguyệt công tử vội vàng lên phố tìm cô, trùng hợp nhìn thấy bóng hình quen thuộc trên sạp bán nô lệ. Anh lập tức tiến đến hỏi, nhưng đối phương nói với anh nữ tử đó đã bị người khác mua và đưa tới ổ bang thành rồi, dựa vào thân thủ của Tinh Nhi mà để bị bọn buôn người bắt đi. Vậy thì chắc chắn là cô ấy đã bị thương nặng. Nguyệt công tử không quan tâm tới nhiệm vụ mà lập tức lên đường tìm cô. Lúc này Sở Kiều xuất hiện trên một con thuyền, thì ra người đàn ông này nhận ủy thác của hoàng tử Tiêu Sách tới tìm cô. Mặc dù Tiêu Sách là kẻ mặt dày không biết xấu hổ, nhưng cũng thật lòng quan tâm Sở Kiều. Sau khi Tinh Nhi và tên thư sinh ngốc tới ổ bang thành, hai người cũng tạm biệt nhau tại đó. Nhưng chỉ mấy phút sau tên thư sinh lại bị bắt, hóa ra trên người hắn có sổ sách vô cùng quan trọng. Vũ Văn Nguyệt tới đây chính là vì số sổ sách đó. Nhưng tên thư sinh không hề hay biết chuyện này, lại còn để nó ở chỗ Sở Kiều. Sở Kiều thấy hắn bị bắt bèn bám theo sau, nhưng lại nhìn thấy Vũ Văn Nguyệt ở trong phủ. Cô vội vàng trốn vào trong một căn phòng, sau khi đánh ngất nữ nhân trong phòng, cô bèn thay sang quần áo của nữ nhân đó. Nhưng điều cô không ngờ tới đó là nữ tử này là do Điền Thành Thủ dùng để lấy lòng Vũ Văn Nguyệt. Mà lúc này Nguyệt công tử cũng bước vào, thấy anh không cho gọi mình, Sở Kiều định lén lút rời đi. Nghe Điền Thành Thủ nói cô giỏi xoa bóp, Nguyệt công tử liền bảo cô tới xoa bóp cho mình. Tinh Nhi nghe xong tức giận vô cùng, cô bước từng bước chậm rãi tới sau lưng Vũ Văn Nguyệt. Đầu tiên là ngoan ngoãn xoa bóp theo lời anh, nhưng đột nhiên cô rút ra một con dao nhỏ từ sau gáy, nhưng Vũ Văn Nguyệt đã phát hiện ra, hai người lại lao vào đánh nhau như chưa từng được đánh. Vũ Văn Nguyệt đột nhiên túm lấy y phục của Sở Kiều. Sở Kiều mau chóng dùng tấm rèm che chắn thân mình lại, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Hai người đánh từ trên sàn nhà lên tới trên giường, chỉ thấy Tinh Nhi đá chân một cái, cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Dù cho chẳng nhìn thấy rõ mặt cũng phải tiếp tục đánh, ngay cả Nguyệt vệ ở ngoài cũng sửng sốt theo. Nguyệt Thất sợ công tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn vội vàng xông vào bên trong, thì lập tức bị anh đuổi ra. Những Nguyệt vệ khác cũng không dám tin, bình thường nhìn công tử khá nghiêm túc, ai ngờ lại thích kiểu mạnh bạo như vậy. Còn bên trong hai người đánh nhau xong thì đến giai đoạn đấu võ mồm. Lúc này Vũ Văn Nguyệt đi về phía tủ thì phát hiện người bên trong mới là người mà Điền Thành Thủ chuẩn bị cho mình. Khi Tinh Nhi vừa định rời đi thì bị anh bắt lại. Lúc này Điền Thành Thủ tới nói với Vũ Văn Nguyệt Ngụy Thư Diệp đã tới, muốn hẹn anh ra gặp mặt. Nguyệt công tử bèn tìm lý do đẩy cuộc gặp sang ngày mai. Hôm sau Ngụy Thư Diệp lại tới tìm Vũ Văn Nguyệt, biết được tối qua anh qua đêm với một nữ nhân, bèn mời anh lúc dùng cơm hãy đưa cô ấy tới. Ngụy Thư Diệp đã nghi ngờ nữ nhân bên trong chính là Tinh Nhi, bởi vì hắn hiểu rất rõ tính cách của Vũ Văn Nguyệt. Ngoại trừ Tinh Nhi ra không có bất cứ nữ nhân nào lọt được vào mắt anh. Tinh Nhi nói với Vũ Văn Nguyệt trời tối dễ thoát thân, cô định bụng tối nay sẽ rời đi, nhưng Vũ Văn Nguyệt lại nói cô không thể đi, có lẽ Ngụy Thư Diệp đã giăng sẵn thiên la địa võng ở bên ngoài. Hơn nữa còn có vô số người đang đợi lấy được đầu Tinh Nhi về nhận thưởng, hình của cô đã bị dán ở khắp mọi ngóc ngách đại ngụy này, chỉ cần bước ra ngoài thì sẽ tự chui đầu vào lưới. Nhưng lòng Tinh Nhi đã quyết, Nguyệt công tử có cố gắng ngăn cản cũng vô dụng. Lúc Tinh Nhi chuẩn bị thay sang quần áo của mình thì Nguyệt công tử lại chạy tới ngăn cản, không nói gì mà chọn cho cô một bộ đồ màu hồng phấn, vì sợ Ngụy Thư Diệp nhận ra cô. Công tử còn đặc biệt chuẩn bị cho cô một chiếc mũ, lúc đội lên Tinh Nhi cũng ngơ người theo. Rõ ràng anh bảo cô trang điểm cẩn thận xong giờ lại che mặt cô. Tinh Nhi đội chiếc mũ lên thì chẳng thấy đường đi, Nguyệt công tử thấy vậy liền lấy cớ để nắm tay cô. Lúc buổi tiệc diễn ra, Ngụy Thư Diệp bắt đầu tấn công. Hắn ta nói quen biết anh lâu như vậy, vốn tưởng anh chỉ động lòng với Tinh Nhi, do đó hắn rất tò mò muốn biết dung mạo của người che mặt thế nào mà có thể khiến anh thần hồn điên đảo như vậy. Ai cũng biết Vũ Văn Nguyệt thích Tinh Nhi, chỉ có mình Tinh Nhi không biết. Thư Diệp muốn mạo muội thỉnh giáo quý danh của mỹ nhân, nhưng lại bị Nguyệt công tử ngăn lại. Bên này danh chủ của Vãng Sinh Doanh cũng nhận được ủy thác muốn lấy tính mạng của Tinh Nhi. Lần trước hắn cứu Tinh Nhi là vì Tiêu Sách đã dùng rất nhiều tiền để nhờ cậy, mà bây giờ công việc ủy thác của Tiêu Sách đã hoàn thành, vậy thì sao hắn có thể bỏ qua miếng mồi ngon này. Buổi tối lúc Tinh Nhi rời đi, Vũ Văn Nguyệt lại cưỡi ngựa đuổi theo. Hóa ra lúc bỏ chạy Tinh Nhi đã sơ ý lấy nhầm ngựa, mà lại còn lấy nhầm của đúng Ngụy Thư Diệp. Mà lúc này con ngựa lại bướng bỉnh đòi về, Nguyệt công tử chỉ đành đưa Tinh Nhi đi trốn. Lúc này Ngụy Thư Diệp đã dẫn người đuổi theo.
May thay hai người họ kịp thời trốn vào trong rừng trúc, Nguyệt công tử trả tàn hồng kiếm lại cho Tinh Nhi. Mà chính vào lúc này sát thủ của Vãng Sinh Danh đột ngột xuất hiện, hai người Tinh Nguyệt thì đứng ngay trước mặt họ, cuộc đại chiến lập tức nổ ra. Nữ tử dẫn đầu nhìn có vẻ cũng là một cao thủ, nhưng vẫn không trụ được dưới một chiêu của Nguyệt công tử. Nữ tử thấy vậy mau chóng bỏ chạy, công tử cũng không hơi đâu đuổi theo nữa. Hôm sau hai người xuất hiện trên đoàn xe hộ tống, cuối cùng Tinh Nhi cũng đã tỉnh lại, nhưng độc trên người cô vẫn chưa được giải hết. Lúc cả đội dừng xe nghỉ ngơi, Nguyệt công tử bắt đầu tỏ tình. Vũ Văn Nguyệt thật sự rất hiểu Tinh Nhi. Hơn nữa giấc mơ của anh cũng dần trở nên giống với Tinh Nhi. Anh đã thuyết phục được tổ phụ của mình trả tự do cho toàn bộ nô tỳ của gia tộc Vũ Văn. Anh hỏi cô có biết tại sao mình lại đặt tên cô là Tinh Nhi không? Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy cô, mắt cô còn sáng hơn cả sao trời. Nguyệt công tử sau khi nghĩ thông suốt quả nhiên rất khác biệt. Chính vào lúc này Vũ Văn Nguyệt nghe thấy có tiếng động phát ra, bước đến gần thì phát hiện có một bé gái trốn dưới gầm xe. Tinh Nhi gọi cô bé ra ngoài và hỏi cô bé tên gì. Đứa bé nói mình tên Tinh Tinh. Tinh Tinh hỏi Nguyệt công tử miếng bánh trên tay anh còn ăn được không? Nguyệt công tử bèn đưa bánh cho cô bé. Cô bé lập tức hướng về phía khác cất tiếng gọi, hóa ra trong bụi cỏ còn có một bé trai. Tinh Tinh nói bé trai tên là Mặc Nhi, cả nhà đều đã bị giết chết chính vào ngày Yến Tuân mưu phản. Tinh Tinh thấy cậu bé đáng thương muốn đưa về nhà, nhưng cha mẹ cô bé lại sợ bị liên lụy, không dám dẫn theo Mặc Nhi đi cùng với họ. Tinh Tinh chỉ đành dẫn cậu bé đi theo bên mình. Chính vào lúc này cha của Tinh Tinh tìm tới đây, đứa bé này chỉ đành ở lại chỗ của hai người Tinh Nguyệt. Hai người vô duyên vô cớ có thêm một đứa trẻ. Buổi tối ba người ngủ cùng nhau, Mặc Nhi nằm ở giữa. Vũ Văn Nguyệt tỏ rõ thái độ không vui. Lúc ngủ Tinh Nhi muốn đắp chăn cho Mặc Nhi nhưng lại không cẩn thận chạm vào tay Vũ Văn Nguyệt. Lúc này bên ngoài bỗng có tiếng đánh nhau, ra ngoài xem thì chỉ thấy một đống thi thể, trong số đó còn có cô bé lúc ban chiều. Họ bắt được một trong số những tên sát thủ và tra hỏi hắn, hóa ra lại là người của thuộc hạ dưới trướng Yến Tuân. Lúc này Tinh Nhi vẫn còn chưa biết đây tất cả đều là mệnh lệnh của Yến Tuân, chỉ cho rằng thuộc hạ của Yến Tuân lạm sát người vô tội. Vì thế hai người bèn bám theo bọn chúng tới bên ngoài doanh trại, định bụng thanh lý môn hộ, mà lúc này Yến Tuân đang ở bên trong doanh trại. Họ đang tìm kiếm Mặc Nhi để diệt cỏ tận gốc, ấy thế mà đối phương lại tự chủ động tìm tới cửa. Yến Tuân nghe thấy tiếng động phát hiện ra là giọng của A Sở, anh không muốn cô biết những chuyện mình làm, vì thế để toàn bộ thuộc hạ bịt mặt bao vây họ. Còn mình thì khoác chiếc áo choàng trùm kín đầu, hai người họ không hề nhận ra thân phận của Yến Tuân. Cứ thế rời đi với vẻ mặt hoang mang, hai người tìm được một hang động để nghỉ ngơi, Nguyệt công tử nói mình sẽ đi tìm gì đó để ăn. Tinh Nhi đột nhiên đứng dậy dặn dò anh cẩn thận chút, Nguyệt công tử cũng dặn cô đừng chạy lung tung. Thực ra Tinh Nhi đã đoán ra được người ban nãy chính là Yến Tuân. Cô dặn dò Mặc Nhi hãy đi theo Vũ Văn Nguyệt, cô là người chứng kiến toàn bộ quá trình trả thù của Yến Tuân, cô có thể hiểu lý do anh làm những việc này. Nhưng cô cũng buộc phải đi ngăn cản anh tiếp tục phạm sai lầm. Đợi đến khi Nguyệt công tử quay trở về thì Tinh Nhi đã đi mất, mà cô lúc này cũng đang gặp nguy hiểm. Ngụy Thư Diệp cuối cùng cũng tìm được cô, Tinh Nhi bị ép tới bên bờ vực. Cô không chút do dự nhảy thẳng xuống phía dưới, dùng móc câu giữ mình lơ lửng trên vách núi. Lúc này một chiếc xe ngựa lao tới dưới chân vách núi. Ngụy Thư Diệp ra lệnh cho thuộc hạ bắn tên về phía Tinh Nhi. Tinh Nhi nhanh nhạy né được hết. Lúc này một loạt mũi tên cũng được bắn ra từ bên trong xe. Ngụy Thư Diệp lại hạ lệnh cho người ném đá xuống. Lần này Tinh Nhi không kịp tránh, cô rơi từ trên vách núi xuống, vừa khéo rơi vào bên trong chiếc xe ngựa. Người ngồi trên xe chính là Thái tử Tiêu Sách. Tình yêu của anh dành cho Sở Kiều không hề kém Vũ Văn Nguyệt. Chỉ là anh biết trái tim Kiều Kiều không hề ở nơi này, vì thế lựa chọn thành toàn cho cô. Bên phía Nguyệt công tử khi biết Tinh Nhi rơi xuống vách núi thì rất lo lắng, đột nhiên một mũi tên bay tới. Đó chính là thư do Tiêu Sách gửi tới cho anh. Nguyệt công tử mau chóng chạy tới chỗ Tiêu Sách. Lúc này Tinh Nhi vừa tỉnh lại thì lập tức ngất đi. Hóa ra là do độc tố phát tác, loại độc này ngay cả Nguyệt công tử cũng không có cách giải. Nhưng Tiêu Sách lại biết rõ loại độc này tới từ Vãng Sinh Doanh. Nguyệt công tử chuẩn bị tới Vãng Sinh Doanh tìm thuốc giải, Tinh Nhi tạm thời giao cho Tiêu Sách. Người bình thường rất khó tìm được Vãng Sinh Doanh, nhưng Nguyệt công tử lại chẳng tiêu tốn quá nhiều sức lực. Rất nhanh sau đó họ đã tới căn cứ của Vãng Sinh Doanh. Lúc này các sát thủ của Vãng Sinh Doanh đang tham gia cuộc thi, đề bài chính là tự tàn sát lẫn nhau, ba người cuối cùng sống sót có thể trở thành vãng sinh giả. Nguyệt công tử dẫn theo Nguyệt vệ xông vào trong, còn bắt gặp cả nữ tử Mông Phong Phi Kim độc vào Tinh Nhi. Từ chỗ cô ta anh biết được họ đều bị doanh chủ cưỡng ép uống thuốc độc. Nếu không làm theo lời doanh chủ nói thì sẽ không lấy được thuốc giải. Vũ Văn Nguyệt hỏi cô ta về tung tích của doanh chủ và yêu cầu cô ta dẫn mình đi tìm doanh chủ của Vãng Sinh Doanh. Trên đường Vũ Văn Nguyệt còn cứu cô ta một lần nữa. Rất nhanh sau đó họ đã tìm thấy doanh chủ và giết chết hắn, nhưng tên doanh chủ này là giả. Hết cách họ đành tiếp tục tìm kiếm thuốc giải. Cuối cùng họ phát hiện ra một cơ quan bên trong mật thất, bên trong có rất nhiều bình thuốc nhưng lại chỉ có một bình là thật. Nguyệt công tử muốn cứu cả đám sát thủ kia nữa, nếu như là trước đây thì có lẽ anh sẽ chẳng quan tâm, có lẽ Vũ Văn Nguyệt đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ Tinh Nhi. Nhờ vào việc ngửi mùi của thuốc giải anh liền nhận ra được thành phần bên trong, rất nhanh sau đó đã điều chế ra được thuốc giải hoàn chỉnh, nhưng đám sát thủ lại không dám uống. Mông Phong rất tin tưởng Nguyệt công tử, làm gương uống thuốc giải trước, những người khác cũng lần lượt uống vào. Độc của mọi người đều đã được giải, Nguyệt công tử bảo họ hãy rời đi, nhưng họ lại đứng im đó không chịu rời đi. Họ không biết phải đi về đâu, người nhà đã chết hết từ lâu rồi, hơn nữa ngoại trừ việc giết người ra thì họ cũng chẳng biết làm gì.
Cứ thế Vũ Văn Nguyệt thu nạp được thêm một đám thuộc hạ, sau đó anh tức tốc tới tìm Tinh Nhi, nhưng Tiêu Sách lại nói với anh, sau khi Tinh Nhi dùng thuốc giải anh đưa thì đã trở về Yến Bắc rồi. Nguyệt công tử nghe xong tức phát điên, anh lập tức chạy đi tìm cô, nhưng vừa bước ra cửa thì bắt gặp Tinh Nhi, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nguyệt công tử trông thì có vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm lại kích động vô cùng. Tinh Nhi vẫn muốn rời đi, cô nói lời từ biệt cuối cùng với Vũ Văn Nguyệt, nếu như Yến Bắc và Đại Ngụy khai chiến thì bọn họ chỉ có thể gặp lại trên chiến trường, đến lúc đó cũng không cần phải lưu tình. Nguyệt công tử hỏi cô ngoại trừ tỏ rõ lập trường, cô có còn lời nào khác muốn nói với anh hay không? Tinh Nhi nói mình và Yến Tuân không dễ dàng gì mới đi tới được ngày hôm nay. Cô không thể bốc đồng, càng không thể tùy hứng muốn làm gì thì làm. Hơn nữa cô cũng lo lắng cho tình cảnh mà Yến Tuân phải đối mặt hiện tại. Nghe đến đây trái tim Nguyệt công tử đau nhói vô cùng, anh lấy hết can đảm hôn Tinh Nhi sau đó rời đi trong sự tiếc nuối. Hôm sau Tinh Nhi tụ họp với Trung Vũ, nhưng cô vừa về tới Yến Bắc đã gặp phải hiểm nguy rất lớn. Nguyên Thuần công chúa đánh cắp binh phù, thống lĩnh 200.000 đại quân tiến về phía Hồng Xuyên thành Yến Bắc. Yến Tuân muốn nhân lúc đối phương vừa không nhà trống đột phá Trường An, chỉ để lại một đám ô hợp ở Hồng Xuyên, nếu thành công một nửa Giang Sơn Đại Ngụy sẽ nằm trong tay anh. Nhưng Tinh Nhi lại cho rằng quê hương của Yến Tuân cũng là quê hương của mình, bèn quyết định dẫn theo Tú Lệ quân canh giữ Hồng Xuyên, Sở Kiều dẫn theo Tú Lệ quân đi tới cửa thành Hồng Xuyên. Nhưng đối phương lại đóng chặt cửa không cho họ vào, thuộc hạ của Yến Tuân tướng quân Trình Uyên thậm chí còn hạ lệnh bắn tên, Sở Kiều cho rằng đối phương không biết thân phận của mình, vì thế bèn nói rõ danh tính của mình, nhưng sau khi biết tin Trình Uyên không những không chịu thu tay, ngược lại còn ra lệnh cho thuộc hạ bố trí mai phục, chúng từ từ mở cửa thành ra, ngay khi Sở Kiều chuẩn bị dẫn người tiến vào. Thị vệ thân cận của Yến Tuân Phong Miên đột nhiên lao ra, Phong Miên lớn lên từ nhỏ cùng với thế tử cứ thế bị giết chết, Sở Kiều lập tức ra lệnh cho thuộc hạ lùi về khoảng cách an toàn, lúc này khoảng cách của quân Ngụy với thành Hồng Xuyên chỉ còn 40 dặm. Trình Uyên lập tức dẫn theo thuộc hạ di tản đi nơi khác, Sở Kiều cuối cùng cũng đưa được Tú Lệ quân tiến vào thành, sau khi quân Ngụy tới nơi bèn bắn cung tấn công thành trì. Tú Lệ quân chỉ có thể cố gắng phòng thủ, bách tính trong thành bỏ chạy tán loạn, bọn chúng uy hiếp giờ ngọ ngày mai phải ra khỏi thành đầu hàng, nếu không chúng sẽ tàn sát tất cả không chừa một ai. Nhưng Sở Kiều không hề có ý định từ bỏ, cô tụ họp bách tính lại một chỗ, củng cố niềm tin và nhiệt huyết cho họ. Các tướng sĩ cũng biết đây là một cuộc chiến chênh lệch rất lớn về thực lực, nhưng vì để bảo vệ quê hương họ vẫn quyết đi theo Sở Kiều. Chuẩn bị quyết chiến một phen, hôm sau quân Ngụy lại tấn công, Tú Lệ quân dùng đủ mọi cách để phòng thủ. Họ ném chất dẫn cháy ra ngoài thành, Sở Kiều dùng hỏa tiễn để phóng hỏa, binh sĩ trong thành cũng ném quả cầu lửa ra bên ngoài. Quân Ngụy không chút phòng bị tử trận vô số, Sở Kiều dẫn theo Tú Lệ quân xông ra ngoài thành, một mình cô bay về phía kẻ địch. Cô thành công phá tan được đội quân Ngụy thứ hai, nhưng Tú Lệ quân cũng thiệt hại không ít người ngựa. Vũ khí thủ thành cũng chẳng còn bao nhiêu nữa, nhưng quân Ngụy vẫn còn đội thứ ba, đội thứ tư. Tinh Nhi dần cảm thấy bất lực, mà bên Yến Tuân lúc này vẫn còn chẳng hề hay biết gì về tình cảnh hiểm nguy của Sở Kiều. Lúc này một tên thị vệ chạy tới báo tin, Yến Tuân nghe xong lập tức đứng bật dậy, muốn hạ lệnh trở về thành Hồng Xuyên để chi viện. Nhưng hiện giờ họ đã sắp đánh đến sát thành Trường An rồi, Yến Tuân biết khi Tinh Nhi quyết định trở về thì cô nhất quyết sẽ không rời đi, hết cách Yến Tuân chỉ đành ra lệnh cho Trung Vũ đi đưa Sở Kiều về. Nhưng Sở Kiều không thể nào trơ mắt đứng nhìn bách tính bị giết như vậy, dù cho biết dựa vào sức lực của mình thì sẽ phải chết tại đây, nhưng cô vẫn muốn thủ thành đến phút cuối cùng các tướng sĩ. Bên này Yến Tuân cũng đã tới dưới chân thành Trường An, bây giờ chỉ cần công phá Trường An thì sẽ giành được toàn bộ Giang Sơn Đại Ngụy, nhưng chính vào lúc này một tên thị vệ tới báo tin. Nói Sở Kiều không chịu rời khỏi Hồng Xuyên, muốn cùng sống chết với con dân Yến Bắc. Yến Tuân nghe xong bắt đầu dao động. Một bên là người con gái mình yêu, một bên là Giang Sơn mà mình đã mong muốn có được bấy lâu. Cuối cùng Yến Tuân quyết định thu binh, quay về chi viện cho thành Hồng Xuyên. Lúc này Trình Uyên vừa mới tới nơi, biết tin Yến Tuân muốn trở về chi viện cho Hồng Xuyên. Hắn lập tức quỳ xuống khuyên can, Trình Uyên định dùng thảm án năm đó của nhà Yến Tuân để khuyên giải anh, nhưng Yến Tuân nói thành trì mất có thể giành lại, quân đội tan rã có thể thiết lập lại, nhưng người chết rồi thì không thể sống lại, đời này anh có thể vứt bỏ bất cứ ai chỉ trừ A Sở. Cứ thế Yến Tuân lập tức dẫn theo đội quân khởi hành, bên này thành Hồng Xuyên đã bị công phá, quân Ngụy tấn công ồ ạt vào trong thành. Sở Kiều mặc dù võ công cao cường nhưng suy cho cùng thể lực vẫn có hạn, sau khi giết một tên cao thủ xong liền ngã xuống. Lúc này Nguyên Thuần công chúa đột ngột xuất hiện, tay cầm bảo kiếm từ từ tiến về phía Sở Kiều, đầu tiên là buông những lời châm biếm Sở Kiều, làm nhảm cả một hồi chung quy lại là Sở Kiều và Yến Tuân đã hại cô ta. Bản thân cô ta đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, khi cô ta định ra đòn quyết định thì Vũ Văn Nguyệt xuất hiện cứu Tinh Nhi. Lúc này Yến Tuân cũng đã tới thành Hồng Xuyên, thấy vậy Nguyệt công tử bèn đặt Tinh Nhi ở bên đường, sau khi Sở Kiều quay trở về bên Yến Tuân. Yến Tuân bảo cô đi gặp mấy người, hóa ra lại chính là đám người Trình Uyên. Yến Tuân muốn A Sở xác nhận chuyện ở thành Hồng Xuyên. Trình Uyên nói mình vì giúp Yến Tuân công phá Trường An nên đã giao thành Hồng Xuyên cho Tôn Hà canh giữ, còn mình thì tới tụ họp với thế tử. Sở Kiều nói Trình Uyên đóng chặt cửa thành không cho mình vào, còn cho bắn tên về phía Tú Lệ quân, dẫn dụ họ vào thành với ý định diệt khẩu. Lúc này Tôn Hà đứng ra nói mọi việc đều do mình làm, hắn tưởng rằng khi ấy ở ngoài thành là quân Ngụy, hắn nói mình biết rõ trong phạm vi Yến Bắc không thể có viện binh tới cứu Hồng Xuyên. Vào lúc ấy Sở đại nhân dẫn Tú Lệ quân tới, hắn không rõ chân tướng lầm tưởng Tú Lệ quân là quân địch nên mới hạ lệnh bắn tên.
Tôn Hà ôm toàn bộ mọi tội lỗi về phía mình. Nói chuyện này không có liên quan gì tới Trình Uyên, khi ấy Trình Uyên đã dẫn binh rời đi rồi, thuộc hạ của Trình Uyên cũng bắt đầu cầu tình. Yến Tuân hỏi Tôn Hà ai có thể chứng minh lời hắn nói là thật. Hắn nói đội cận vệ của mình có thể làm chứng, A Sở cho rằng đội cận vệ của hắn thì nói cái gì chẳng được. Sau đó Tôn Hà bắt đầu khiêu khích, nói lý do Tú Lệ quân canh giữ Hồng Xuyên là vì có Sở Kiều ở đó, nếu như ngày đó tướng thủ thành đổi thành ta, tướng quân nhà ta thậm chí là điện hạ, e là cả Yến Bắc bây giờ đã không còn họ Yến nữa, cả thiên hạ đều biết Tú Lệ quân chỉ trung thành với mình Sở đại nhân người. Tại sao điện hạ vừa rời khỏi Yến Bắc, họ liền ngay lập tức quy về dưới trướng cô? Sở Kiều hỏi Yến Tuân có tin lời Tôn Hà nói không? Yến Tuân không hồi đáp, lúc này Tôn Hà đột nhiên rút dao tự hẹo để chứng minh trong sạch, dùng tính mạng của mình để hoàn thành khổ nhục kế. Yến Tuân nhìn Sở Kiều bằng một ánh mắt đầy nghi ngờ. Hai người vừa gặp mặt đã nảy sinh giãn nứt, Tinh Nhi chỉ đành xoay người rời đi, nhưng lúc cô đi ra bên ngoài đột nhiên một binh sĩ rút kiếm chém về phía cô. Sở Kiều hỏi tại sao hắn lại muốn giết mình, hắn nói cả nhà mình đều chết dưới tay quân Ngụy, chính vì cô mà họ không giành được thành Trường An, họ cho rằng cô chính là yêu nữ. Binh sĩ này nói cũng không sai, quả thực Sở Kiều là người ngăn bước họ báo thù, cô thủ thành Hồng Xuyên cũng không có gì sai, chỉ là lập trường của họ không giống nhau. Còn Yến Tuân thực ra cũng đã sớm biết chuyện thành Hồng Xuyên là do Trình Uyên làm. Lý do Yến Tuân không giết Trình Uyên là bởi vì Trình Uyên có thể giúp anh làm rất nhiều chuyện không thể lộ ra ánh sáng. Lúc này có người tới báo tin, nói Nguyên Tung đã dẫn quân tới đóng ở cách đó không xa, còn tự xưng mình là Yến Bắc Vương. Kỳ lạ là Nguyên Tung chỉ dẫn theo mười mấy tàn binh, Trình Uyên lại bắt đầu kế hoạch của mình, chuẩn bị tối đến sẽ dẫn người đi hành thích Nguyên Tung. Nhưng khi hắn tới nơi lại thấy Nguyên Tung vô cùng bình thản, hóa ra là Vũ Văn Nguyệt đang có mặt tại đây, nhưng không biết tại sao anh lại tha cho hắn một con đường sống. Vũ Văn Nguyệt là người thừa kế của Điệp Chỉ Thiên Nhãn, trong thành Hồng Xuyên đã có nội ứng của anh. Hôm sau đám người Mông Phong lẻn vào trong thành dưới sự giúp đỡ của Điệp Giả, họ chuẩn bị đem tin báo cho Vũ Văn Nguyệt ở ngoài thành, nhưng đừng quên Sở Kiều cũng là Điệp Giả. Sau khi xem xong bức thư của đối phương, cô bèn chỉnh sửa lại nội dung thư bên trong một chút, nhưng Tinh Nhi đã quên mất ai là người dạy mình viết chữ. Sau khi nhìn thấy bức thư, Nguyệt công tử lập tức phát hiện có vấn đề, chữ hợi trên thư đã giúp anh nhận ra thư này là do Tinh Nhi viết, vì thế lập tức hạ lệnh cho rút lui. Bên này đám người Mông Phong vừa ra tới cửa thành, Tú Lệ quân đột ngột xuất hiện trước mặt họ, sau một hồi đánh đấm chỉ còn lại nhóm ba người Mông Phong chạy thoát được. Trình Uyên lại bắt đầu mượn cơ hội đó ly gián, đầu tiên là khen ngợi Sở đại nhân phá vỡ hành động điệp giả của Vũ Văn Nguyệt, sau đó lại nói Sở cô nương thật sự rất hiểu Vũ Văn Nguyệt, quen thuộc với cách thức hành sự của hắn, hiểu rõ ý đồ của hắn, hơn nữa còn thuận nước đẩy thuyền phá hoại nó. Hắn đang ám chỉ mối quan hệ giữa hai người, nhưng Yến Tuân chẳng thèm quan tâm. Bên này mấy tên điệp giả Yến Tuân vừa bắt được lại chẳng thấy đâu nữa, còng tay không có dấu tích của việc bị phá hoại, vừa nhìn là biết có người dùng chìa khóa để mở ra. Trình Uyên lập tức báo cáo chuyện này với Yến Tuân. Chỉ mấy câu nói đã lại đổ hết tội lỗi lên đầu Sở Kiều, suy cho cùng cô ấy và Vũ Văn Nguyệt cũng rất thân thiết, mà điểm này trong lòng Yến Tuân biết rất rõ. Anh cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ đối với Sở Kiều, nên đã tới tìm cô, anh hỏi mấy điệp giả kia có phải là cô thả ra không, nhưng câu trả lời của cô đã khiến anh thất vọng. Lúc Yến Tuân định đi thì Tinh Nhi bất ngờ gọi anh lại. Cô hỏi có nhất thiết phải dùng chiến tranh để giải quyết vấn đề không? Yến Tuân đáp bất cứ chuyện gì cũng đều phải trả giá, mà hòa bình thực sự đều có được thông qua chiến tranh. Hai người đều không sai, chỉ là không cùng chí hướng thì không thể nói chuyện được, tách nhau ra cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bên này Nguyên Thuần công chúa bởi vì trộm binh phù mà bị nhốt vào nhà lao. Hoàng thượng vốn định xử trảm cô, ai ngờ mẹ của Nguyên Thuần Ngụy Quý Phi đã dùng mạng để đổi mạng, hoàng thượng chỉ đành tha cho cô ta một con đường sống, đồng thời khôi phục lại danh vị công chúa cao quý, nhưng ai ngờ chính hành động này suýt chút nữa khiến ông ta mất mạng, kể từ sau khi Yến Tuân làm phản tên hôn quân liền mắc bệnh nặng. Cộng thêm việc Nguyên Tung bị cụt tay Nguyên Thuần trộm binh phù khiến ông ta không được yên, mà chính tối đấy hoàng thượng lên cơn ho dữ dội. Gọi mãi một lúc lâu mà chẳng thấy có người hầu vào, lúc này khoảng cách với bát thuốc chỉ còn một đốt ngón tay nữa, nhưng cảm giác như cách xa cả mấy ngọn núi. Chính vào lúc này một bàn tay bưng bát thuốc lên, hóa ra là cô con gái yêu của ông ta. Ông ta lập tức thấy yên tâm hơn hẳn, nhưng ông ta chẳng hề hay biết chuyện càng đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Nguyên Thuần liệt kê từng chuyện đê tiện mà ông ta đã làm ra. Người giết oan Định Bắc Hầu ép chết Bạch Xanh, giết hại Trung Lương là chuyện thứ nhất, người vu khống Định Bắc Hầu tạo phản lạm sát người vô tội là chuyện thứ hai. Để ngăn người trong thiên hạ mắng người là bạo quân, người cố ý tha tội chết cho Yến Tuân ca ca, nhưng sau lưng lại thao túng các đại môn phiệt ám sát huynh ấy để họ tàn sát lẫn nhau. Hoàng thượng nghe vậy tức đến mức phun ra máu. Nguyên Thuần từ từ lấy ra một bình thuốc, đổ thuốc độc bên trong vào bát thuốc của hoàng thượng. Hoàng thượng lúc này sợ xanh cả mặt, liền la hét gọi người tới cứu mình. Nguyên Thuần bưng bát thuốc từ từ đi tới, còn nói với ông ta hãy cứ gào nát cổ họng đi thì chắc sẽ có người tới cứu. Nói xong Nguyên Thuần bèn đổ thẳng bát thuốc vào miệng ông ta, nhưng đúng lúc này Nguyên Triệt lại trở về. Xem ra hết nổ cổ họng vẫn còn có tác dụng, Nguyên Thuần hành thích thất bại liền lập tức bị giam lỏng. Còn bên phía Yến Tuân lúc này Trình Uyên lại bắt đầu giở trò, hắn dùng chỉ lệnh của Yến Tuân muốn điều Tú Lệ quân tới Tú Lệ Sơn. Đây là mệnh lệnh của Yến Tuân nên Hạ Tiêu buộc phải làm theo, nhưng trong lòng anh biết rất rõ đây chắc chắn là trò quỷ của Trình Uyên, Sở Kiều nhất định là chưa biết chuyện.
Vì thế bèn đề nghị xem có thể nói lời từ biệt với Sở đại nhân không. Trình Uyên lại từ chối yêu cầu lập tức chấp hành, hơn nữa tên gọi Tú Lệ quân này cũng không được tiếp tục tồn tại nữa. Nói xong bèn dẫn người đi ra ngoài định tiêu hủy cờ của họ. Trình Uyên dùng kiếm chém rách lá cờ thành hai, hai bên lập tức lao vào đánh nhau. Không bao lâu sau Trình Uyên tới báo tin, nói Tú Lệ quân không nghe theo mệnh lệnh của Yến Tuân ý đồ tạo phản, còn chỉ đích danh nói muốn gặp Sở Kiều. Nói chỉ nghe theo mình Sở Kiều, Yến Tuân tức giận hạ lệnh xử lý bất cứ người nào của Tú Lệ quân từng tham gia vào xung đột. Chính vào lúc này Sở Kiều tới nơi, trước tiên là cho Hạ Tiêu một cái tát, sau đó cô nói với Yến Tuân Tú Lệ quân bảo vệ quân kỳ là vì nhận mệnh lệnh của mình, bản thân cô tình nguyện chịu phạt theo quân pháp. Nhưng Yến Tuân lại nói Sở đại nhân vì bệnh đã từ chức, từ lâu đã không còn là tướng lĩnh của Tú Lệ quân nữa. Tội do Tú Lệ quân phạm phải không liên quan gì đến người khác, lập tức hành hình, Sở Kiều quỳ xuống cầu xin Yến Tuân. Sở Kiều nói mình nguyện dùng tính mạng để đảm bảo, trên dưới Tú Lệ quân chỉ một lòng trung thành với Yến Tuân. Yến Tuân hỏi ngoài cô ra còn ai tình nguyện đảm bảo cho họ nữa. A Tinh vừa định đứng ra thì bị Trung Vũ ngăn lại, lúc này ai đứng ra thì người ấy sẽ phải chết. Thậm chí Sở Kiều đã dập đầu cầu xin Yến Tuân, nhưng lòng Yến Tuân đã quyết, anh vẫn quyết định hành hình. Lúc này lòng Sở Kiều đã nguội lạnh, cô không còn niềm tin đối với Yến Tuân nữa. Buổi tối anh tới bên ngoài cửa phòng Sở Kiều nói xin lỗi, nói rằng đã lâu vậy rồi hai người chưa từng nói chuyện tử tế. Đột nhiên rất nhớ những tháng ngày hai người họ còn ở Trường An, chuyện của Tú Lệ quân anh cũng là bất đắc dĩ mới phải làm vậy, để họ rời đi đã là giới hạn của sự nhân từ rồi. Nhưng họ lại dám mạo phạm anh. Yến Tuân chỉ muốn cho Sở Kiều một danh phận cao quý nhất, thế nhưng trong quá trình này đã làm tổn thương trái tim Sở Kiều. Cô cũng hiểu tấm lòng mà Yến Tuân dành cho mình, nhưng bây giờ bọn họ đã không còn chung đường nữa. Bên này Hoàng thượng chuẩn bị ban chớt cho Nguyên Thuần, ai ngờ lại để Ngụy Thư Diệp cứu được, nhưng Ngụy Thư Diệp cũng đã bị thương nghiêm trọng. Cuối cùng chớt trong vòng tay của Nguyên Thuần, sau khi Nguyên Triệt đuổi tới nơi quyết định tha cho Nguyên Thuần một con đường sống. Nhưng hành động này lại khiến Yến Tuân suýt chết. Kể từ sau cuộc chiến ở Hồng Xuyên, Yến Tuân thường xuyên bị đau đầu, mà A Tinh biết tin ở gần đó có một nữ thần y. Bèn mời cô ta tới khám bệnh cho Yến Tuân, người này đeo mũ che mặt trông rất bí ẩn, giọng nói cũng giống như một bà già 80 tuổi. Yến Tuân hỏi cô ta giọng nói trời sinh đã vậy hay sao, thì cô ta đáp lúc nhỏ trong nhà cháy lớn cổ họng bị ngạt khói nên thành ra vậy. Cô ta đưa ra một thủ pháp châm cứu có thể giảm đau đầu, nhưng lúc Yến Tuân nằm xuống nhắm mắt lại, cô ta lại lấy ra một con dao găm. Khi định đâm xuống thì có người phát hiện, sau khi biết đó là Nguyên Thuần, Yến Tuân lại một lần nữa thả cô đi. Bên này Sở Kiều nhận được tin tức có người dẫn dụ Tú Lệ quân tới Hồ Băng, sợ bọn họ gặp phải mai phục. Sở Kiều vội vàng đuổi tới đó, đến khi tới Hồ Băng phát hiện Tú Lệ quân bình an vô sự, còn gặp được Vũ Văn Nguyệt ở đây, anh nói với Sở Kiều là người của Yến Tuân dẫn dụ mình tới đây. Sau đó lại dẫn dụ cả cô tới đây, xem ra là muốn mượn tay của mình trừ khử cô. Đồng thời anh vừa nhìn liền đoán ngay người đó là Trình Uyên. Sở Kiều thổ lộ tiếng lòng của mình với Vũ Văn Nguyệt, cô nói thù hận đã chiếm lấy tâm trí Yến Tuân. Bản thân cô vốn chỉ muốn sống thật tốt, nhưng sau khi quen Yến Tuân nghe anh nhắc tới Yến Bắc, cảnh tượng mà Yến Tuân miêu tả chính là nơi mà cô luôn muốn tới. Nhưng sau khi tới đây mới phát hiện, nơi này cũng tranh đấu liên miên tàn sát lẫn nhau, Sở Kiều nói mình cũng không phải một thủ lĩnh tốt. Chỉ cứu được Tú Lệ quân một lần, nhưng lại khiến họ rơi vào chiến tranh và hiểm nguy hết lần này tới lần khác, cô hận năng lực của mình quá non kém. Lời hứa với Tú Lệ quân không có cách nào thực hiện được, hòa bình mà cô hằng hy vọng cũng không thể nào tạo ra được. Vũ Văn Nguyệt hỏi cô thấy hối hận rồi sao? Cô nói mình chưa từng hối hận, chỉ là có hơi mệt. Những lời từ sâu trong đáy lòng này có lẽ chỉ được nói ra trước mặt Vũ Văn Nguyệt. Cô nói trước giờ mình chưa từng nợ nần bất cứ ai, nhưng cô đã nợ anh quá nhiều. Nói rồi cô bật khóc thật lớn. Sau khi Yến Tuân biết Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt gặp mặt riêng, bèn chuẩn bị phái người giết chết anh trên đường trở về, còn cố ý tìm người đóng giả thành Tú Lệ quân tới tìm Vũ Văn Nguyệt. Nói Yến Tuân biết hai người họ gặp mặt, bèn hạ lệnh cho Sở Kiều giết chết Vũ Văn Nguyệt, nhưng Sở Kiều không chịu, vì thế bèn chỉ huy Tú Lệ quân chiến đấu với Hắc Ưng quân. Hạ Tiêu thống lĩnh đại quân chết trong cuộc chiến. Vũ Văn Nguyệt lập tức hỏi hắn hiện giờ Sở Kiều đang ở đâu, đối phương nói cô vẫn đang phải gồng mình cầm cự. Kế hoạch sơ sài như vậy Nguyệt Thất vừa nghe đã nhận ra có vấn đề, nói chắc chắn họ muốn dẫn dụ công tử tới đó để bao vây tấn công, nhưng Vũ Văn Nguyệt làm sao mà không nhận ra điều đó được. Bên này Sở Kiều nhận được mệnh lệnh của Yến Tuân, nói cô thông đồng với địch muốn đưa cô về thành Hồng Xuyên để hỏi chuyện. Nhưng đi được nửa đường Sở Kiều nhận ra Yến Tuân làm vậy là để tách mình khỏi cuộc chiến, vì thế lập tức cho ngựa quay trở về. Trùng hợp bắt gặp Yến Tuân ở trên đường, cô hỏi anh Vũ Văn Nguyệt đâu, Yến Tuân nói mình đã bắn chết hắn rồi, anh nói Vũ Văn Nguyệt đã lẻn vào trung tâm của Yến Bắc. Anh giết một quan quân đại ngụy thì có gì là không thỏa đáng, Yến Tuân nói mình thân là Yến Bắc Vương nên có rất nhiều chuyện không thể không làm, nhưng tất cả những gì anh làm đều là vì cô. Cuối cùng Yến Tuân đã hỏi Sở Kiều một câu, những năm nay muội có từng yêu ta không? Sở Kiều nói mình không biết tình cảm dành cho anh có phải là yêu không, nhưng cô quan tâm anh, để tâm tới anh, coi giấc mơ của anh là giấc mơ của mình, không muốn nhìn thấy người khác làm tổn thương anh. Nhưng hiện giờ cô bắt đầu hoài nghi những việc cô làm có thật sự xứng đáng hay không. Sở Kiều nói sau khi anh trở về Yến Bắc thì bắt đầu nghi thần nghi quỷ, nghi ngờ Trung Vũ, nghi ngờ Ô Tiên Sinh, thậm chí còn nghi ngờ cả cô, tất cả người có khả năng đe dọa tới quyền lực của anh thì đều bị nghi ngờ. Cô không trách anh giết Vũ Văn Nguyệt, cô chỉ trách thủ đoạn của anh quá bỉ ổi. Bây giờ Tinh Nhi muốn đi tìm Vũ Văn Nguyệt.
Trước khi đi, cô còn cảnh cáo Yến Tuân, nếu như Vũ Văn Nguyệt chết ở Yến Bắc, cô sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh. Sau đó cô phi ngựa rời đi. Vũ Văn Nguyệt lúc này mình đã đầy thương tích, nguyệt vệ cũng chẳng còn được mấy người. Dù cho có lợi hại đến đâu nhưng khi đối diện với hết loạt địch này tới loạt địch khác, anh dường như sắp không thể cầm cự nổi nữa. Bên này Nguyệt Thất cũng bị kẻ địch vây hãm, thân thể bị thương nặng đến đứng cũng không vững. Nguyệt Thất dùng cả tính mạng của mình để ngăn Trình Uyên tấn công công tử. Cuối cùng ngã khuỵu trên nền tuyết trắng, lúc này Sở Kiều đã tới nơi. Hiển nhiên Trình Uyên không phải là đối thủ của Sở Kiều, cô một dao chấm dứt đi sinh mạng của hắn. Lúc này Nguyệt Thất dùng chút hơi tàn của mình nói với Sở Kiều. Mau đi cứu công tử, họ đang ở chỗ hồ băng. Sở Kiều chuẩn bị chạy tới chỗ hồ băng. Thế nhưng trước mặt vẫn còn vô số hắc ưng quân, lúc này Hạ Tiêu dẫn theo Tú Lệ quân xuất hiện tại đó. Anh bảo cô đi trước còn mình sẽ chặn bọn họ. Cuối cùng thì Sở Kiều cũng có thể yên tâm đi tìm công tử rồi. Bên này Nguyệt công tử vẫn đang cật lực chiến đấu với hết lượt địch này tới lượt địch khác. Nguyệt vệ đã chẳng còn ai sống sót nữa. Lúc này mặt hồ băng cũng bắt đầu nứt vỡ. Vũ Văn Nguyệt chưa bao giờ nhếch nhác như bây giờ. Cuối cùng thì tướng địch đã bị anh giết chết. Nguyệt công tử từ từ đứng dậy, tay cầm kiếm đứng giữa cơn bão tuyết. Sở Kiều tay cầm cung tên tức tốc chạy tới, mà lúc này đội quân của Yến Tuân đang ở ngay bên bờ đối diện, anh không chút do dự ra hiệu cho thuộc hạ xông lên. Lại một đội quân khác lao tới, nhưng Vũ Văn Nguyệt đã chẳng còn sức lực để chiến đấu tiếp, cuối cùng thì Sở Kiều đã tới nơi. Trước đây đều là anh cứu cô, bây giờ tới lượt cô cứu anh rồi. Hắc Ưng quân liên tục ngã xuống dưới mũi tên của Sở Kiều, nhưng Yến Tuân không có ý định tha cho Vũ Văn Nguyệt, anh bảo thuộc hạ đem cung tên tới. Lúc này băng trên mặt hồ đã nứt vỡ toàn bộ, Yến Tuân cũng bắn mũi tên chí mạng về phía Vũ Văn Nguyệt. Lần này Vũ Văn Nguyệt không thể gắng gượng đứng dậy được nữa, Sở Kiều muốn đỡ anh dậy. Nhưng Vũ Văn Nguyệt đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, tiếng khóc của Sở Kiều đau thấu trời cao, còn Yến Tuân cũng chuẩn bị tung ra đòn hiểm cuối cùng. Anh ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục xông lên, nhưng mặt băng không thể nào chống đỡ được sức nặng của ngần ấy người. Sở Kiều muốn dùng tính mạng của mình để bảo vệ người mình yêu, từng tên địch ngã xuống, mặt băng cũng nứt vỡ ngày càng nghiêm trọng. Một số binh sĩ đã rơi thẳng xuống hồ băng, đến khi Sở Kiều quay đầu lại thì thấy Vũ Văn Nguyệt đang nằm trên một tảng băng trôi. Yến Tuân phái người bắn tên về tảng băng dưới chân Sở Kiều, hòng kéo cô trở về. Còn Vũ Văn Nguyệt cũng từ từ chìm xuống dưới hồ. Sở Kiều bất chấp tất cả nhảy vào hồ băng, nghe thấy giọng nói của Sở Kiều, Vũ Văn Nguyệt gắng gượng mở mắt ra. Bỉ Ngạn Hoa trên lưng Sở Kiều cũng lúc ẩn lúc hiện, phong vân lệnh sắp sửa xuất hiện. Vũ Văn Nguyệt đẩy Sở Kiều ra, còn mình thì từ từ chìm xuống dưới đáy hồ. Lúc này Hoa Bỉ Ngạn đã hiện rõ trên lưng Sở Kiều. Đến đây phần 1 của Sở Kiều truyện cũng đã kết thúc. Mọi người hãy cùng chờ đón phần 2 nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.